MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Hóa Long Quyết tập 170. Hách Liên Huyền Cơ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra. Ngươi còn biết cảnh giới bên trên đế cảnh, bất quá biết thì có ích lợi gì. Không cần nói thiên vương cảnh, đế tôn cảnh giới, ngươi cũng là không có khả năng đạt tới. Chỉ có thiên vương chi cảnh vô thượng cường giả mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, đế tôn cũng không thể ngoại lệ. Ngươi là người kỷ nguyên trước, Giang Trần lạnh lùng nói. Ngươi hết sức thông minh, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa ta tựu có thể trở thành thiên vương cảnh cường giả, nhưng cuối cùng ta vẫn như cũ dừng lại ở cửu phẩm đế tôn cảnh giới. Bất đắc dĩ bên dưới, ta chỉ có thể đem mình phong cấm ở đây thiên cơ thạch bên trong để cầu linh hồn tự vệ. Bất quá ngàn tỷ năm qua, không ai có thể chịu nổi lực lượng linh hồn của ta, Hách Liên gia tộc hậu bối, toàn bộ đều là loại nhút nhát, để ta ở đây thiên cơ thạch bên trong sững sờ ngàn tỷ năm, cũng không có thể tìm tới thích hợp vật dẫn. Vốn tưởng rằng cha của nàng có thể thừa nhận được linh hồn của ta, nhưng kết cục, như cũ để ta rất thất vọng. Mãi đến khi ngươi xuất hiện, ta biết, ta đã tìm được vật dẫn thuộc về linh hồn của ta, chính là ngươi. Đại thiên cơ thuật, thiên cơ thạch, đế cảnh linh hồn, nhất định chính là 10 phân vẹn 10, ha ha ha. Tuy rằng linh hồn của ta cảnh giới đã không ngừng lui bước đến nhất phẩm đế tôn, có thể là đối với ngươi mà nói, vậy là đủ rồi, chờ ta hoàn mỹ gánh chịu thân thể của ngươi, linh hồn làm chủ, đến lúc đó, không tốn thời gian dài, lực lượng linh hồn của ta, là có thể khôi phục lại đỉnh cao, này một đời, ta nhất định đột phá thiên vương cảnh, tránh ra đáng chết kia kỷ nguyên luân hồi. Hách Liên Huyền Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, đời trước, vì tránh né kỷ nguyên luân hồi, vì lẽ đó hắn mới có thể tự cam phong cấm ở đây, nếu không thì tự sẽ ở kỷ nguyên luân hồi bên dưới, biến thành cho bụi, đó là hắn mãi mãi khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Thống khổ, kiềm chế, chấp nhất, bi ai, phẫn nộ. Hách Liên Huyền Cơ ở đây ngàn tỷ năm tuế nguyệt bên trong, hầu như đã trải qua sở hữu, vì lẽ đó hắn mới sẽ trở nên như vậy biến thái, như vậy dữ tợn, đã từng cửu phẩm đế tôn cảnh cường giả, hiện tại, ở trong mắt Giang Trần, chính là một cái người điên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái người điên này, chọn chúng chính mình, muốn để cho mình thành cho hắn thế thân, muốn mượn thân thể của chính mình hoàn hồn trở về, đây đối với Giang Trần mà nói, là một kiện tương đương hỏng bét sự tình. Cửu phẩm đế tôn, Giang Trần quả thực không dám tưởng tượng, chỉ có thiên vương cảnh cường giả, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, liền hắn cái này đã từng cửu phẩm đế tôn, cũng không thể không tự sát, phong cấm linh hồn ở đây thiên cơ thạch bên trong, có thể thấy được kỷ nguyên luân hồi khủng bố. Người này lực lượng linh hồn, đích thật là chính mình không cảm giác được cường hãn. Thế nhưng hắn nhưng không có giết chết chính mình, bởi vì hắn mong muốn, là một bộ hoàn chỉnh thân thể, mà cũng không phải là một kẻ đã chết, chỉ cần ở đây thiên cơ thạch bên trong, đem linh hồn của chính mình chi niệm xóa bỏ, hắn có thể rất hoàn mỹ kế thừa thân thể của chính mình. Tất cả những thứ này, đối với bọn hắn mà nói, thiên y vô phùng, đối với chính mình mà nói, chính là một hồi sinh tử tốc độ đại chiến. Giang Trần không cam lòng, hơn nữa chính mình một khi ngã xuống, như vậy Nguyệt Nhi kết cục, cũng sẽ cùng chính mình một dạng, Hách Liên phiếu miểu. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nói cách khác, Nguyệt Nhi chính là Hách Liên phiếu miểu vật dẫn, thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ nghĩ muốn mượn thân thể hoàn hồn, mục đích đã là như thế, rõ rõ ràng ràng. Xem ra, Hách Liên gia tộc thiên ý chi môn, vẫn luôn là một cái âm mưu, không trách từ nơi này đi ra người, đều sẽ mất đi tất cả ký ức. Giang Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, cái kia chút thiên tài chân chính, có mấy người không cách nào gánh chịu Hách Liên huyền cơ cùng Hách Liên phiếu miểu lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó cuối cùng bị thả đi, chỉ có điều linh hồn ký ức, nhưng là đã bị xóa đi, vì lẽ đó bọn họ mới có thể quên mất trước kia tục thế, tất cả những thứ này, đều chỉ là một hồi lớn vô cùng âm mưu. Ngàn tỷ năm qua, thiên ý chi môn, kỳ thực chẳng qua là này một đôi hèn hạ vô sỉ Hách Liên gia tộc tổ tiên tuyển người nơi, chỉ là bọn hắn vẫn chưa từng tìm tới thật là thích hợp túi ra mà thôi, tất cả những thứ này, nhìn thấy được, là biết bao vô tri cùng buồn cười, các thời kỳ Hách Liên gia tộc người, đều đem ở đây coi là tổ địa. Coi là thiên tài chân chính chọn lựa vị trí, nhưng là hiện tại, Giang Trần nhưng chỉ là cười cho qua chuyện. Ngươi hết sức thông minh, cũng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến nhập này thiên ý chi môn, có thể, đây chính là thiên ý mị lực nơi đi, mặc dù là chúng ta Hách Liên gia tộc thiên cơ bí điển như thế nào cường hãn, cũng không cách nào dự đoán cùng quý tích tính mạng của chính mình tương giao người, ngươi cùng ta trong đó, có vô tận độ khớp, vì lẽ đó, ta mới không cách nào nhìn thấu ngươi tồn tại, thiên ý như vậy, ngươi là không sửa đổi được. Hách Liên huyền cơ đã là tự tin hơn gấp trăm lần, Giang Trần thân thể, đang dần dần mất đi hào quang, hắn hung hăng,
cũng biến thành càng ngày càng yếu, cái khuôn mặt kia dần dần bị nếp nhăn tràn ngập dung nhan, cũng chính là linh hồn của hắn phong thái. Chó má thiên ý, ta Giang Trần Từ không tin số mệnh. Mạng ta do ta không do trời, không ai có thể thay đổi vận mệnh của ta. Giang Trần giống giận nói ra, giống như một đến gần từ hồng hoang thế giới thái cổ cự thú, một khắc đó, liền Hách Liên Huyền Cơ đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt híp lại, nụ cười càng ngày càng thuần hậu. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, thiên ý khó trái, ngươi căn bản không hiểu, ha ha ha. Ở đây thiên ý chi môn bên trong, ta chính là hắn. Hách Liên Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi, hắn đã đợi quá lâu, hắn chắc chắn sẽ không để này một cơ hội duy nhất, từ trong tay hắn trốn, Giang Trần bây giờ đế cảnh linh hồn, tiến nhập thiên cơ thạch bên trong, tựu đừng hòng rời đi nơi này, tất cả những thứ này, đều là như vậy thuận lý thành chương, để hắn thấy được chính mình quật khởi hy vọng. Chậm rãi hưởng thụ nguy sau cùng thời gian đi, ta phải đi, thiên cơ thạch bên trong, thời gian tốc độ chạy thật sự là quá nhanh, không tốn thời gian dài, ngươi tựu sẽ ầm một tiếng, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Gặp lại, thanh xuân, gặp lại, vĩnh viễn hoang mang, ta Hách Liên Huyền Cơ, nhất định phải trở thành thiên vương cảnh cường giả cái thế. Ha ha ha, kèm theo Hách Liên Huyền Cơ một trận điên cuồng gào thét thanh âm, Giang Trần trước mắt cái kia hai đạo ảo ảnh, cũng đã dần dần biến mất, Giang Trần minh bạch, hắn nhất định phải mau chóng ly khai này thiên cơ thạch, nếu không thì, chính mình đem sẽ bị này tốc độ thời gian trôi qua, triệt để xóa bỏ. Dựa theo Hách Liên Huyền Cơ trong miệng nói, chỉ cần không đạt đến thiên vương cảnh, tựu không cách nào tránh né kỷ nguyên luân hồi không cách nào tránh né, như vậy ở này tốc độ thời gian trôi qua đạt đến một cái kỷ nguyên, Giang Trần sinh mệnh, cũng tựu đi đến điểm kết thúc, linh hồn của hắn lực lượng, đã biến mất rồi gần nửa, một cái kỷ nguyên năm tháng, đã ở vô thanh vô tức bên trong, trở thành qua lại. Bây giờ Giang Trần, đã biến thành hơn 50 tuổi lão nhân, nếp nhăn trên mặt, bắt đầu tăng lên, toàn bộ vô biên vô tận thiên cơ thạch không gian bên trong, lại một lần nữa còn dư tự mình một người tồn tại, Nguyệt Nhi như cũ còn không biết người ở phương nào. Bất quá Giang Trần phóng đoán, Nguyệt Nhi tình cảnh hẳn là cùng chính mình một dạng, cho nên chỉ cần bọn họ linh hồn chi niệm không có hoàn toàn biến mất, như vậy Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu, chắc là sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ, bởi vì bọn họ mong muốn tự chỉ dùng của mình cùng Nguyệt Nhi làm vì bọn họ lao ra thiên ý chi môn vật dẫn. Chỉ cần linh hồn của hắn chi niệm một khắc bất diệt, như vậy bọn họ hy vọng chi hỏa, vẫn còn ở đó. Để cho Giang Trần thời gian, đã không nhiều lắm, Giang Trần cảm giác mình chẳng qua là ở đây vô tận sao băng trong thế giới, sững sờ mấy ngày thời gian, nhưng cũng một ngày so với một ngày càng thêm già nua. Người không phải cây cỏ, bất quá mặc dù là thần, cũng chung quy sẽ có ngã xuống ngày đó, kỷ nguyên luân hồi, chính là một cái tiết điểm, chỉ có vượt qua thiên vương cảnh cường giả, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, thời khắc này, Giang Trần trong nội tâm trở nên vô cùng trầm trọng. Giang Trần tâm, trước sau cũng không chịu từ bỏ, bởi vì hắn không thể chết được đi, không thể ngã xuống, hắn còn không có tìm được Tiểu Vũ, còn không có cho nàng thế giới này tốt đẹp nhất một mặt. Hắn muốn bước lên đỉnh cao, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, hắn muốn để thân nhân của chính mình, thành vì là cái thế giới này chí tôn, không bị bất luận người nào ức hiếp. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, triển khai đại thiên cơ thuật, thời khắc này, Giang Trần lực lượng linh hồn, hoàn toàn không có cách nào cùng thiên cơ thạch dung hợp lại cùng nhau, đế cảnh linh hồn, cũng là không có chút nào tác dụng. Ta tuyệt không có thể ngã xuống. Giang Trần ngồi trên mặt đất, yên lặng nhắc đi nhắc lại, tâm thần quy nhất, một khắc đó, hắn tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, đó là một loại siêu thoát sinh tử, thoát khỏi luân hồi cảnh giới. Giang Trần linh hồn, điên cuồng tỏ khắp mà đi, dường như hải nạp bách xuyên. Hắn thấy được ở trước mặt chính mình, có một cái màu vàng đại đảo, cái kia đảo bên trên, từng sợi mịt mờ sương mù, từ từ hội tụ mà thành, mới là tiếp thiên đại đảo, xung quanh không hề có thứ gì, Giang Trần chỉ có thể nhìn thấy, chính mình phảng phất chính là cái kia màu vàng đại đảo, cái kia chung quanh từng sợi khí trời đất hòa hợp, quanh quẩn không tuyệt. Đó là, ta lăng thiên đảo bao hàm. Giang Trần bên trong hơi động lòng, đảo của chính mình bao hàm không ngừng sinh sôi, linh hồn của hắn chi niệm, cũng là càng phát cường hãn, linh hồn cùng đảo uẩn đan xen vào nhau, đảo uẩn lên, hồn niệm động. Đại thiên cơ thuật cũng vào đúng lúc này, chậm rãi thôi thúc, thiên cơ thạch bên trong, Giang Trần hóa thân làm một ngọn núi, một khối tảng đá, một vệt bụi trần, một hạt cát vàng. Lăng thiên đảo bao hàm, vô cùng hung hăng, Giang Trần thấy cái kia kim quang đại đảo, kéo dài bất tận, không nhìn thấy điểm cuối, chính như cùng mình hy vọng một dạng, tựa hồ có hơi xa vời, nhưng cũng có một luồng kiểu khác sinh cơ. Giang Trần lực lượng linh hồn, có tăng lên cực lớn, hắn cảm giác lực lượng linh hồn của chính mình, tựa hồ cùng lăng thiên đảo bao hàm, bắt đầu điên cuồng sinh sôi,
thần đế cảnh sơ kỳ, thần đế cảnh trung kỳ, thần đế cảnh hậu kỳ. Đại thiên cơ thuật cùng thiên cơ bí điển đều là do thiên cơ thạch diễn sinh mà đến, như vậy thiên cơ thạch mới là nơi ngọn nguồn chứ. Thiên cơ thạch bên trong có phải chính là một cái luân hồi? Hoặc có lẽ là nó căn bản không tồn tại. Giang Trần cau mày, Lăng Thiên đạo bao hàm cùng lực lượng linh hồn phát sinh, để Giang Trần thấy được một chút hy vọng, thậm chí theo linh hồn của hắn lực lượng không ngừng tăng cường, hắn cảm ứng được mình già yếu trình độ, cũng là có chậm lại, hoàn toàn không có lúc trước nhanh như vậy, nhanh như vậy. Thiên cơ thạch, thật sự có thể thay đổi thiên cơ sao? Vẫn là nó căn bản là chỉ là một truyền thuyết mà thôi, thiên ý từ thiên định, mà thiên cơ, thật sự có thể tiết lộ sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, đại thiên cơ thuật trong lòng của hắn, không ngừng diễn biến, không ngừng biến ảo, từ ban đầu biến hóa ra chiêu thức, lại tới hiện đang diễn hóa ra một tia tinh không quý tích. Giang Trần trong lòng, đã đối với thiên cơ thạch có một chút giải, đại thiên cơ thuật, chung quy chỉ là ra lông mà thôi, thiên cơ thạch, mới là diễn biến thiên cơ căn bản nơi. Sao băng thế giới, vẫn là sáng chói tinh quang, lóng lánh, từng viên một lưu tinh giải rác phàm trần, ngọn núi như cũ đang biến thiên, thời gian, như cũ đang lưu chuyển, tốc độ nhanh khiến người nghẹt thở, Giang Trần cũng đã biến thành tuổi đã hơn 7x dáng vẻ. Ngân hà bên trên, sao băng vô số, Giang Trần chỉ là cái kia muối bỏ biển, hóa thân một hạt đất cắt bụi trần, ở không định hình không gian bên trong, dần dần lưu động, theo gió mà lên, theo gió mà rơi. Giang lưu thạch không chuyển, thiên cơ thạch, chính là thiên cơ. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, ánh mắt nóng bỏng vô biên, đưa tay nắm chặt, một khối bảy màu sặc sỡ tảng đá, là bị hắn nắm chặt ở tay. Đây chính là thiên cơ thạch sao? Giang Trần ánh mắt nóng rực, hắn cảm thấy hắn đã nắm trong tay một bộ phận thiên cơ thạch, chỉ có điều còn chưa đủ hoàn chỉnh, cho nên mới không cách nào thay đổi tất cả, bất quá đưa tay hơi động, tâm niệm một trận, thiên cơ thạch đã bị Giang Trần nắm trong tay. Ha ha ha, duyên tới duyên đi, thiên ý như vậy, đây chính là thiên cơ thạch. Nó là một khối tảng đá, cũng là một loại tâm niệm. Một tiếng ấm áp tiếng cười, truyền vang ở Giang Trần bên tai, làm Giang Trần như mộc xuân phong. Thiên cơ bản vô tội, lo sợ không đâu, ngươi có thể gọi ta Hách Liên, ta chính là Hách Liên gia tộc Thái Cổ Thủy Tổ. Một cái bạc đầu ông lão xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần trong tay bảy màu sặc sỡ thiên cơ thạch. Trên người ngươi có Nam Hoa chân nhân khí tức, xem ra ngươi phúc duyên không cạn a. Nam Hoa chân nhân, ngươi là nói, Trang Chu Tử tiền bối, Hách Liên gia tộc Thủy Tổ, chính là thiên cơ thạch này. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía cái kia bạc đầu lão ông. Phải, cũng không phải, ta chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, ngươi có thể phá tan thiên cơ thạch ảo cảnh, thuyết minh tâm tình của ngươi, đã không ai có thể cải biến, không tới thiên vương cảnh, có thể có như vậy vô thượng tâm tình, đúng là không dễ. Thiên địa sảng, mà thiên cơ động, tất cả, đều là định số. Thiên cơ thạch giữ không nổi ngươi, bởi vì ngươi không ở trong tam giới, lại càng không thuộc trong ngũ hành. Ngươi, rốt cuộc ai? Hách Liên ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy nghi hoặc. Tràn đầy bất đắc dĩ, thân là trên đời người duy nhất có thể thông suốt thiên cơ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, người chính mình không cách nào thấy. Ta là ai? Ta chính là ta, Giang Trần là vậy. Giang Trần ngưng mắt nhìn bạc đầu lão ông, trầm giọng nói ra. Ta nhìn không thấu được ngươi kiếp trước và kiếp này. Hách Liên trầm giọng nói, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua sự tình. Ngươi có thể đủ tìm hiểu thiên cơ, ta mới có thể thả ra, thế nhưng này thiên cơ thạch, ta đã không ra được. Hách Liên... Để Giang Trần càng phát không giải, tựa hồ cùng ý nghĩ của chính mình hoàn toàn không hợp, lão già này, đúng là Hách Liên gia tộc Thái của Thủy Tổ sao? Có ý gì, ngươi là nói ta đã tìm hiểu thiên cơ sao? Cái kia Hách Liên phiếu miểu cùng Hách Liên huyền cơ, lại là gì của ngươi? Giang Trần tiếp tục nói. Bọn họ tự nhiên là hậu bối của ta, bởi vì ta đã hóa thân thiên cơ thạch, ta tức là thiên cơ tức là ta. Hách Liên vẻ mặt hờ hững. Giang Trần sắc mặt nhưng càng ngày càng âm trầm. Ngươi dung túng hậu bối, ngươi cùng bọn họ, chỉ sợ cũng cá mẻ một lứa. Hừ, hừ. Bọn họ cũng không biết ta tồn tại, ta đã sớm bàng quan, không còn là người. Ta chỉ là một đạo thần niệm, một đạo thiên cơ. Cho tới ngươi, ta tuy rằng nhìn không thấu được ngươi, thế nhưng ngươi có thể ngộ ra thiên cơ thạch biến hóa, thiên cơ thạch, dĩ nhiên giữ không nổi ngươi. Hách Liên nói. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, hắn không biết, Hách Liên, hắn có nên tin hay không? Thế nhưng hiện tại hắn đã là cửu tử nhất sinh, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, nếu hắn nói mình đã ngộ ra thiên cơ thạch biến hóa, cũng chính là hắn có thể đủ ly khai này thiên cơ thạch. Một câu bàng quan, là có thể thoát khỏi ngươi hậu bối lưu lại tội nghiệt sao? Bọn họ vì bản thân tư dục, không ngừng lợi dụng hậu bối sinh mệnh, có mấy người chết rồi, có mấy người sống sót,
cũng đã như xác chết di động. Lẽ nào này đều là thiên ý sao? Giang Trần chữ nào cũng là châu ngọc, trong lời nói, cùng Hách Liên cơ hồ là đối chọi tương đối. Thời gian cũng mệnh vậy, vô tận tuổi vậy, thiên cơ không phải thiên ý, mỗi người cũng có thể khống chế thiên cơ, chúng sinh cùng ta có gì khác nhau đâu. Ta chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, ta từ lâu không tồn tại trên đời. Ta chỉ là một đạo thiên cơ mà thôi. Nói xong, bạc đầu ông lão chính là biến mất ở Giang Trần trước mặt. Thời khắc này, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, Hách Liên biến mất rồi, bất quá trước mắt mình thiên cơ thạch vẫn như cũ vẫn còn. Giang Trần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thiên cơ thạch còn ở trong tay, thế nhưng trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác ngộ được một vệt trước nay chưa có linh quang, trong đầu lóe lên liền qua. Thiên cơ là ta, ta tức thiên cơ, mỗi người đều có thể thay đổi thiên cơ. Thiên cơ thạch đến. Giang Trần trong nháy mắt bóp vỡ trong tay bảy màu thần thạch, một viên hạt châu màu nhũ bạch ở trong tay liền hiện ra. Giang Trần trong lúc lật tay, thiên cơ thạch bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, trước mắt sao băng thế giới cũng là chốc lát trong đó không còn sót lại chút gì. Thế gian này căn bản là không tồn tại cái gì thiên cơ. Giang Trần vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén, cảnh giới linh hồn của hắn vào đúng lúc này trực tiếp đột phá phía chân trời, đạt tới thần đế cảnh đỉnh cao. Thần quang sắc bén như kiếm, Giang Trần khí thế càng là không gì sánh kịp mạnh, Lăng Thiên Đạo bao hàm đã bắt đầu có từng tia thành hình. Giang Trần ánh mắt như đuốc quét ngang mà qua, hai bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt chính mình, chính là Hách Liên Phiếu Miểu cùng Hách Liên Huyền Cơ. Không, cái này không thể nào, sao lại thế? Hách Liên Huyền Cơ lảo đảo lui về phía sau một bước, trong ánh mắt mang theo khó tin sắc thái, sắc mặt tái nhợt, bóng mờ cũng là trở nên càng phát hư huyễn. Hách Liên Phiếu Miểu cũng là như vậy, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, cái này Giang Trần làm sao có khả năng sẽ từ thiên cơ thạch bên trong đi ra đây. Nếu như linh hồn cảnh giới không vượt qua được cửu phẩm đế tôn cảnh, là căn bản không cách nào đột phá, mặc dù đột phá, cũng chưa chắc là có thể từ thiên cơ thạch trong ảo cảnh đi ra. Thế nhưng, Giang Trần làm xong rồi. Không có gì không thể, đây cũng là trong miệng các ngươi thiên cơ thạch chứ. Chỉ đến như thế, Giang Trần từ tốn nói, cùng Hách Liên Huyền Cơ liếc mắt nhìn nhau, Hách Liên Huyền Cơ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt mờ mờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Trần lại có thể từ thiên cơ thạch bên trong đi ra. Thiên cơ thạch chính là bọn hắn Hách Liên gia tộc bảo bối, cũng là Hách Liên gia tộc trụ cột. Thiên cơ bí điển mặc dù có thể trở thành Hách Liên gia tộc vô thượng bí điển, nghiên cứu nguyên do cũng là bởi vì có thiên cơ thạch tồn tại. Trước Hách Liên Huyền Cơ lời thề son sắt, chính là cảm thấy Giang Trần không có thể đột phá thiên cơ thạch ảo cảnh, bởi vì trừ phi linh hồn của hắn chi yên lặng đạt đến cửu phẩm đế tôn cảnh giới, nhưng là tất cả những thứ này đều trở thành hiện thực, để Hách Liên Huyền Cơ không khỏi không tin. Giang Trần chân chân thực thực đứng trước mặt của hắn, người này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình, trước hắn làm tất cả lẽ nào đều phải nước chảy về biển đông sao? Hách Liên Huyền Cơ không cam lòng, bởi vì hắn không muốn chính mình ngàn tỷ năm tới chờ đợi đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này, vốn tưởng rằng bầy mưu nghĩ kế trong đó tất cả gần trong gang tấc, nhưng là Giang Trần đột phá thiên cơ thạch, tất cả những thứ này giống như là một giấc mộng một dạng. Nhưng mà sống ở người trong mộng không phải Giang Trần mà là hắn. Yên tâm, hai chúng ta liên thủ, cái tên này tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta, phu quân, tin tưởng ta. Hách Liên Phiếu Miểu thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe, mắt tam giác nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hai người bọn họ lực lượng linh hồn, tuy rằng cũng sớm đã bước lui vô số, thế nhưng là cũng có nhất phẩm đế tôn linh hồn cảnh giới, một người mặc dù không cách nào chống lại hắn tí thiên ấn, thế nhưng hai cái người thì không phải là Giang Trần có thể dễ dàng đối phó được. Giang Trần liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Nguyệt Nhi, nàng như cũ còn nơi sâu xa trong ảo cảnh, thiên cơ bí điển tựa hồ đưa nàng dẫn vào một cái làm cho nàng như vậy như say thế giới. Giang Trần cũng không có đi quấy rối Nguyệt Nhi, 20 sục sôi ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hách Liên Huyền Cơ hai người trên người, hai người này chết không hết tội. Mặc dù bọn hắn là Nguyệt Nhi tổ tiên, thế nhưng tổ tiên nhưng đã sớm đạo đức không có, tổ tiên đã sớm không xứng bọn họ cung kính quỳ lạy. Hai người kia, hoặc có lẽ là hai người này, tựu là ma quỷ, nếu như không là bọn hắn, có lẽ Hách Liên gia tộc cũng sẽ không nhân tài khó khăn, bởi vì rất nhiều thiên tài đều là ở sự công kích của bọn họ bên dưới, luân hồi người tầm thường, Hách Liên gia tộc thiên tài, càng nhiều là ngã xuống tại chính mình tổ tiên trong tay. Nếu như Giang Trần đem tin tức này nói cho bọn họ biết Hách Liên gia tộc gia chủ cùng với mấy vị trưởng lão, không biết bọn họ sẽ làm thế nào cảm tưởng. Không biết bọn họ còn có thể hay không đem tổ tiên là chính mình tấm gương đây. Đối với Giang Trần mà nói, hắn sẽ không có bất kỳ thương hại, chính mình trận chiến này, ắt sẽ đem hai người bọn họ toàn bộ xóa bỏ, để cho bọn họ vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong đất trời, loại này biến thái ác ma,
không xứng tiếp thu con cháu đời sau quỷ bái, Hách Liên gia tộc người, thần hóa bọn họ, mà bọn họ nhưng sửu ác liễu, chính mình. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai. Chuyện đến nước này, các ngươi hai cái lại vẫn nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn sao? Giang Trần cười cợt, lắc lắc đầu, mình túy thiên ấn, đối với lực lượng linh hồn trọng thương, liền Giang Trần cũng là không nghĩ tới, thời khắc này, hắn lăng thiên đạo bao hàm càng phát ngưng tụ, triển khai túy thiên ấn, đã không lại giống như trước như vậy cần tiêu hao hết tất cả nội lực cùng đạo uẩn, mới có thể bùng nổ ra kinh thiên một đòn. Chúng ta từng là cửu phẩm đế tôn, ngươi người này, chẳng qua là một liền đế cảnh đều không phải là run dế mà thôi, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ đứng ở trên đầu ta làm mưa làm gió sao? Ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi cảm thấy ở đây thiên ý chi môn, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy đi sao? Ta trước cũng không hề động thủ giết ngươi, là bởi vì ta muốn thân thể của ngươi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta cũng chỉ có thể dùng mạnh, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Hách Liên Huyền Cơ ngạo nghễ nói ra, như cú tự tin tràn đầy, không cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào. Chuyện đến nước này, vậy cũng chỉ có thể nhìn chúng ta một chút đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần nhún nhún vai, cười cho qua chuyện. Thế nhưng sắc mặt của hắn, nhưng vô cùng lạnh lẽo, này hai cái đao phủ thủ, không biết đem bao nhiêu Hách Liên gia tộc thiên tài bóp chết ở trong trứng nước, như không là bọn hắn, Hách Liên gia tộc, cũng không trở thành như vậy. Nguyệt Nhi, thì đâu đến nổi lưu lạc đến đây đây? Gia tộc suy yếu, nhân tài điêu linh, cần dùng một người phụ nữ đi đẩy lên một vùng trời, biết bao buồn cười, biết bao khiến chua xót lòng người. Tại sao nhất định phải đem phụ thân ta xóa bỏ, tại sao? Nguyệt Nhi ở trong ảo cảnh, nàng nhìn thấy một bộ chính mình không nguyện ý tin tưởng hình tượng, thiên cơ thạch đã bị Giang Trần nắm chặt ở tay, vì lẽ đó ảo cảnh đã biến mất rồi, nàng nhìn thấy, là mặt khác một phen vô cùng đau đớn hình tượng. Trên núi cao, Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu hai cái người, đứng ở trên hư không, coi rẻ cha của chính mình, tràn đầy cười gần cùng vẻ khinh thường. Phụ thân mắt sáng như đuốc, đúng mực, cùng Hách Liên Huyền Cơ hai vị tổ tiên, dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng, phụ thân của Nguyệt Nhi, thực lực chung quy không phải Hách Liên Huyền Cơ hai vị tổ tiên đối thủ, mặc dù là lại quá giấy ruộng, kết cục sau cùng, cũng là không thể nghịch chuyển. Bi thương, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, Nguyệt Nhi trong lòng, phảng phất bị rất lớn trọng thương, không ngừng rơi lệ. Cuối cùng, trận chiến đó, phụ thân chung quy vẫn là thất bại, nàng vững vàng nhớ ký câu nói kia, làm nàng lòng vô cùng chua xót. Phụ thân trong ánh mắt rưng rưng, cùng hai vị tổ tiên dùng hết tia khí lực cuối cùng, ở tuyệt cảnh bên dưới, thời khắc sống còn, như cũ tràn đầy lý tưởng hào hùng không cần sống lại tổ tiên, ta nhất định vượt qua tổ tiên. Nhưng cuối cùng, phụ thân chung quy vẫn là bị hai vị tổ tiên cho mặt sát, cuối cùng phụ thân không thể chịu nổi Hách Liên Huyền Cơ linh hồn áp bức, hoàn toàn tan thành mây khói. Tình cảnh đó, Nguyệt Nhi cả đời khó quên, tình cảnh đó, nàng thậm chí không biết mình đến tột cùng lúc nào mới có thể quên. Có lẽ, sẽ như ác mộng, nương theo nàng cả một đời. Nguyệt Nhi hết thảy trước mắt, toàn bộ đều là thật, tình cảnh đó màn hình tượng, từng hình ảnh thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng, thậm chí cuối cùng đao phủ thủ, tất cả đều là này hai cái tự cho là bất phàm tổ tiên. Một khắc đó Nguyệt Nhi mới biết mình có ngây thơ cỡ nào, mới hiểu được tại sao mặc dù là từ thiên ý chi môn đi ra Hách Liên gia tộc thiên tài, cũng sẽ biến mất đã từng ký ức, bởi vì Hách Liên Huyền Cơ chắc là sẽ không cho phép có người mang theo ký ức từ nơi này đi ra. Nguyệt Nhi đã khóc không thành tiếng, nước mắt mơ hồ gò má. Giang Trần nhìn Nguyệt Nhi một chút, hắn không biết Nguyệt Nhi đã trải qua cái gì, thế nhưng nhất định là đau thấu tim gan, mới có thể làm cho nàng khóc như đứa bé. Giang Trần nhìn về phía Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu, hai người này, chết không hết tội, thậm chí ngàn đao bầm thây, cũng không đủ rời đi trong lòng chi phẫn nộ. Xem ra, các ngươi hai cái thật là đáng chết a, làm nhiều việc ác, chỉ vì là lợi ích của chính mình, không tiếc hại toàn bộ Hách Liên gia tộc. Không tiếc lấy vô số hậu bối để đánh đổi, vì là sự điên cuồng của các ngươi trả nợ, các ngươi nhất định chính là phát điên, Nguyệt Nhi có lẽ không cách nào ra tay với các ngươi, dù sao ngươi là của nàng tổ tiên, thế nhưng ta Giang Trần, nhưng có thể báo thù cho nàng, thay Hách Liên gia tộc vô tội chết đi hoặc là bị các ngươi xóa bỏ trí nhớ người, đòi về một cái công đạo. Giang Trần nắm đấm, chậm rãi nắm chặt, hắn có thể không để ý sinh tử của người khác hay không, thế nhưng Nguyệt Nhi khóc thương tâm như vậy, tâm của hắn cũng theo vô cùng đâm nhói. Không muốn lại vọng tưởng, ngươi là căn bản không thể nào là đối thủ của ta, linh hồn của ta cảnh giới, là ngươi căn bản không cách nào sánh ngang. Hách Liên Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt nhất động, một đạo màu bạc cuồng long, từ trong tròng mắt, lấp lóe mà ra, hóa thành hai đạo long ảnh kiếm, nghĩ muốn xóa bỏ Giang Trần. Mau cút đi cho ta, vong hồn sát phách. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, đỉnh cao đế cảnh lực lượng linh hồn,
So với Hách Liên Huyền Cơ, mặc dù có chút chênh lệch, thế nhưng là cũng không kém nhiều. Đồng thời Hách Liên Huyền Cơ trước bị Giang Trần trọng thương, mình giảm đối phương tăng, hai cái là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Cương phong như đuốc, bao phủ mà lên, Hách Liên Huyền Cơ hai đạo long ảnh kiếm hồn, bị Giang Trần chống đối ở bên ngoài, thế nhưng một bên Hách Liên Phiếu Miểu, cũng là chuyển động, linh hồn của nàng lực lượng, nhưng là phải mạnh hơn Giang Trần một bước, trước Hách Liên Huyền Cơ đó chỉ là một cái phân thân, vì lẽ đó hiện tại hai cái người hợp lực bên dưới, hoàn toàn có lòng tin có thể đem Giang Trần xóa bỏ trong này. Lực lượng linh hồn của ngươi, lại tăng lên nữa. Hách Liên Huyền Cơ khá là khiếp sợ, một mặt vẻ khó tin, nếu như là phía trước Giang Trần, như vậy đòn đánh này, hắn tuyệt đối không thể hời hợt tránh khỏi, trước giao thủ với hắn chẳng qua là mình một đạo phân thân tàn ảnh mà thôi, bất quá bây giờ hắn đối mặt Giang Trần Túy Thiên Ấn, cũng là phải vô cùng cẩn thận, cái kia Túy Thiên Ấn, cực kỳ khủng bố, liền hắn cũng không nghĩ tới, tại sao sẽ xuất hiện ở Giang Trần trong tay. Tăng lên không nhiều, nhưng giết ngươi, đủ để. Giang Trần lạnh nhạt nói, khẽ mỉm cười. Phu quân, ngươi và ta liên thủ, thôi thúc linh hồn báo táp, người này, chắc chắn phải chết. Hách Liên Phiếu Miểu ánh mắt phát lạnh, nũng nịu quát lên, sát ý như cầu vồng. Tốt. Hách Liên Phiếu Miểu không dám thất lễ, Giang Trần thực lực hôm nay, đã là để cho bọn họ cảm nhận được một tia vướng tay chân. Giang Trần lực lượng linh hồn tuy rằng yếu hơn bọn họ, thế nhưng Giang Trần có thân thể làm hậu thuẫn, chỉ bằng vào lực lượng linh hồn đánh với Giang Trần một trận, lộ ra thế đơn lực bạc, vì lẽ đó nhất định phải mau sớm xóa bỏ Giang Trần, trầm sợ sinh biến. Muốn giết ta, không có cửa, ha ha. Giang Trần quát lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại. Hách Liên Phiếu Miểu cùng Hách Liên Huyền Cơ hai đạo lực lượng linh hồn, lẫn nhau xoay chuyển, nháy mắt tạo thành một luồng cực kỳ kinh khủng linh hồn bão táp, không ngừng áp sát Giang Trần, cái kia cỗ nổ tung giống như linh hồn uy áp, phá hủy tất cả, liền Giang Trần cũng cảm thấy nguy cơ, mình Túy Thiên Ấn, cũng không hẳn có thể gánh nổi hai người này linh hồn bão táp. Túy Thiên Ấn có lẽ không được, thế nhưng Khuếch Thiên Ấn, đủ để làm kinh sợ các ngươi hai cái yêu ma quỷ quái này. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa kết ấn mà lên, Khuếch Thiên Ấn, so với Túy Thiên Ấn, càng mạnh hơn mấy lần, hơn nữa lấy Giang Trần bây giờ Lăng Thiên Đạo bao hàm, thôi thúc Khuếch Thiên Ấn có lẽ có ít vất vả, nhưng là để cho an toàn, hắn cũng nhất định phải gắng đạt tới một đòn giết chết. Khuếch Thiên Ấn một chỗ, Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, linh hồn bão táp quyền tịch mà lên, thế nhưng đối mặt Giang Trần trong lúc nhấc tay Khuếch Thiên Ấn, tựa hồ là có chút như gặp sư phụ. Cái này không thể nào. Không thể, ta không cam lòng. Lúc Giang Trần trong tay Khuếch Thiên Ấn hóa thành một đạo ô hoàng chi sắc lưu quang phóng lên trời, Hách Liên Huyền Cơ hai người, tựu đã biết, bọn họ đã không có bất kỳ thủ đoạn gì, sẽ cùng Giang Trần tranh đấu. Đầu tiên là Túy Thiên Ấn, tiếp theo lại là Khuếch Thiên Ấn, cái này mới nhìn qua thực lực còn chưa đủ đế cảnh cường giả ra hỏa, nhưng cho bọn hắn một đòn chí mạng, Khuếch Thiên Ấn vừa ra, sơn hà biến sắc, thiên ý chi môn, tựa hồ cũng lại lần nữa trở nên lảo đảo. Giang Trần thực lực để cho bọn họ cảm giác được tê cả da đầu, một cái thần hoàng cảnh cường giả, nhưng nắm giữ đạo uẩn lực cái thế thần thông, hơn nữa linh hồn cảnh giới, đạt đến đế cảnh đỉnh cao, là thật là để người khó mà tin nổi. Nhưng tất cả, đều đã muộn, bọn họ đã mất đi cùng Giang Trần chinh chiến lực lượng. Quang ảnh tỏ khắp trong đó, linh hồn báo táp nháy mắt bị san bằng, Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu, hai cái linh hồn của con người lực lượng, cũng là bị xóa bỏ hầu như không còn, thậm chí thoi thóp, bóng mờ đều là bất cứ lúc nào có thể sẽ tiêu tan cùng bên trong đất trời. Giang Trần sắc mặt tái nhợt, thế nhưng khóe miệng nụ cười, nhưng càng phát sáng lạn, hai người này, đã tiêu hao hết hầu như tất cả lực lượng linh hồn, mới nhìn chặn lại rồi, Khuếch Thiên Ấn, nhưng là bọn hắn đã đèn cạn dầu, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Theo ta đấu, lão tử làm không chết được ngươi. Giang Trần trở tay nhất chuyển, đại vũ kết hồn đang nháy mắt đem hai cái linh hồn của con người lực lượng, hút vào trong đó, thời khắc này, bọn họ cũng là không còn chút nào nữa sức phản kháng. Giang Trần đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, trên mặt biểu hiện, cũng là trở nên vô cùng thả lỏng, thậm chí là vui sướng, này hai cái Hách Liên gia tộc yêu nghiệt, rốt cục bị chính mình giết chết, nín hơi ngưng thần, thu lại lực lượng linh hồn, Giang Trần bảo tướng, khí định thần nhàn. Linh hồn của hắn lực lượng, đã là đạt tới đế cảnh đỉnh cao, hiện tại tầm thường đế cảnh cường giả, nghĩ muốn ở linh hồn cảnh giới bên trên, ép hắn một đầu, cũng là hoàn toàn không thể nào. Giang Trần thực lực, cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ đại viên mãn, thần hoàng cảnh khác biệt, khác hẳn với thần tôn cùng thần vương cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới, đều tương đối gian nan, khó có thể vượt qua. Muốn nghĩ đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ, Giang Trần biết còn có một đoạn thời gian đường phải đi, nhưng so với trước, hắn đã cảm thấy mạnh không chỉ gấp mấy lần. Trong chốc lát, Giang Trần ổn định tâm thần,
lại lần nữa đứng dậy. Lúc này Nguyệt Nhi đã khóc thành lệ người, Giang Trần trong lòng cực kỳ lòng chua xót. Nguyệt Nhi vẫn cứ nằm ở hiện thực cùng hư huyễn trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thiên cơ thạch, tỉnh lại cho ta. Giang Trần khẽ quát một tiếng, trong tay thiên cơ thạch bay lộn mà lên, trên hư không màn che, nháy mắt vỡ tan, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tan ở trong hư không. Cuối cùng Nguyệt Nhi cảnh tượng trước mắt, rộng mở đại biến, mà nàng, cũng là cả người chấn động, trong giây lát mở hai mắt ra, suy nghĩ xuất thần, nhìn Giang Trần, khóe miệng mang theo vô tận cay đắng cùng vui mừng, may là, nàng đầu tiên nhìn thấy là đại ca của chính mình ca. Bọn họ đã bị ta mạt sát, dù sao bọn họ là ngươi tổ tiên, thế nhưng Hách Liên gia tộc ngàn tỷ năm cơ nghiệp, cũng tất cả đều là hủy ở này hai cái yêu ma quỷ quái trong tay, từ nay về sau, bọn họ cũng sẽ không bao giờ làm hại Hách Liên gia tộc. Giang Trần khẽ mỉm cười, ôn hòa như xuân gió một loại nụ cười, cho Nguyệt Nhi khích lệ cực lớn cùng chống đỡ. Cảm tạ đại ca ca ngươi. Nguyệt Nhi sâu sắc rõ ràng, cái kia hai cái Hách Liên gia tộc tổ tiên, hoàn toàn là gieo gió gặt báo, hơn nữa chính là bọn họ lau giết cha của chính mình, cái này đại thù, rốt cục báo, hơn nữa còn là đại ca ca giúp nàng báo, phần ân tình này, nàng sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Theo ta còn nói cái này. Giang Trần lắc lắc đầu, móc ra thiên cơ thạch, đưa cho Nguyệt Nhi, tiếp tục nói, đây là ngươi Hách Liên gia tộc thiên cơ thạch, cho ngươi. Này, đúng là thiên cơ thạch sao? Nguyệt Nhi khuôn mặt khó mà tin nổi, nhưng là từ Giang Trần trong miệng lời nói ra, Nguyệt Nhi từ trước đến nay cũng sẽ không hoài nghi. Không trách, người câu nói đầu tiên có thể để thiên cơ thạch biến hóa, trời ơi cơ bí điển, còn chưa đủ hoàn chỉnh, bất quá ta thực lực cũng là chiếm được tăng lên không nhỏ. Này thiên cơ thạch đối với ta mà nói, tác dụng không lớn. Lừa gạt ai đó, không dựa vào thiên cơ thạch, người thiên cơ bí điển là không có khả năng hoàn thành, này thiên cơ thạch bản chính là các ngươi Hách Liên gia tộc đồ vật, ta chiếm được, cũng phải đưa cho ngươi. Theo ta còn khách khí làm gì, ngốc nha đầu. Giang Trần sờ sờ Nguyệt Nhi đầu nhỏ, nở nụ cười. Hắn hiểu được, nàng chỉ là nghĩ để chính mình lưu lại thiên cơ thạch tuy rằng rất mạnh, rất trọng yếu, nhưng là Nguyệt Nhi càng cần. Quân tử không đoạt người yêu, huống chi này thiên cơ thạch vốn là thuộc về Hách Liên gia tộc, đương nhiên, nếu như đổi người khác, cùng Giang Trần không dây dưa dễ má, vậy này thiên cơ thạch, hắn chính là tuyệt đối sẽ không buông tay. Nguyệt Nhi cắn chặt môi đỏ, mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn, bây giờ nàng đã không còn là u mê rốt nát kia thiếu nữ, tựa sát ở đại ca ca lồng ngực bên dưới, nàng cảm giác được là ấm áp cùng hạnh phúc, tựa nghĩ vĩnh vĩnh viễn viễn thiếp trong này, không phân rời, không buông tha. Nhưng là Nguyệt Nhi biết, này một ngày chung quy sẽ tới, bọn họ ở thiên ý chi môn bên trong tương phùng gặp gỡ, dù sao đều muốn đi ra ngoài, bây giờ hai cái làm nhiều việc ác tổ tiên đã bị Giang Trần xóa bỏ, thiên cơ thạch đã được, thiên cơ bí điển càng là có không nhỏ lĩnh ngộ, vì lẽ đó bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục đều ở lại chỗ này. Tốt đẹp chính là thời gian, đều là ngắn ngủi, không có ai biết, bọn họ trong này đều đã trải qua cái gì. Nguyệt Nhi phi thường hưởng thụ thời khắc này, bởi vì cha ngã xuống, kích thích thần kinh của nàng, Giang Trần cũng không nói chuyện, yên lặng ôm nàng, vỗ vai của nàng vai, ấm áp, yên tĩnh. Đối với Nguyệt Nhi tới nói, lần này thiên ý chi môn, càng giống như là một lần lễ thành nhân, làm cho nàng trở nên trưởng thành, thế giới nội tâm, cũng là kiên cường, mỗi người đều có mình theo đuổi. Nguyệt Nhi bây giờ đã biết được phụ thân tin tức, báo thù được báo, thế nhưng hiện tại kế trước mắt, nàng có thể làm, chính là chấn chỉnh lại Hách Liên gia tộc, mang theo Hách Liên gia tộc người, lại về Đông Thắng Thần Châu đỉnh cao, thậm chí là Trung Châu Thần Thổ bên trên, cũng muốn chiếm cứ một vị trí. Nguyệt Nhi cũng không phải là một cái lưu luyến quyền thế người, thế nhưng nàng nhất định phải hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đó là phụ thân suốt đời tâm nguyện, hắn không nguyện ý chết đi như thế, lưu lại không cần sống lại tổ tiên, ta nhất định vượt qua tổ tiên lời nói hùng hồn, hào tình tráng trí, thân là con gái. Phụ thân di trí, nàng bụng làm dạ chịu. Hách Liên gia tộc, nội ưu ngoại hoạn, Đông Thắng Thần Châu, gió nổi mây vần, Nguyệt Nhi đem sẽ vào đúng lúc này, khởi nghĩa vũ trang, nàng gánh chịu, không chỉ là chính mình, càng là phụ thân cùng toàn bộ Hách Liên gia tộc hy vọng. Có mấy người, có thể vì mình mà sống, nhưng có mấy người, nhất định phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn mà sống. Nguyệt Nhi chính là cái kia sau một loại người. Trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt, nước mắt đã bị lau khô, Nguyệt Nhi trong hai mắt phức tạp, từ lâu không giống năm đó như vậy thanh thuần vô tà, càng nhiều hơn chính là thế tục hỗn loạn, nàng, rốt cục muốn lớn lên. Rất lâu, Nguyệt Nhi chung quy vẫn là lên, bởi vì nàng biết mình không thể đủ tự do phóng khoáng đi nữa đi xuống, nàng chung quy là muốn lớn lên. Để đại ca ca vẫn bảo vệ tại chính mình bên người, vốn là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Thiên cơ thạch ngươi thu cất đi, ta đã lĩnh ngộ thiên cơ bí điển, căn bản không lại cần thiên cơ thạch, nhớ kỹ một câu nói, thiên cơ tức ta. Ta tức thiên cơ,
nhất định sẽ đối với ngươi lĩnh ngộ thiên cơ bí điển có giúp đỡ cực lớn. Giang Trần nói ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều như hắn, có thể lĩnh ngộ thiên cơ thạch bên trong tinh túy, cái kia Hách Liên, cũng đã sáp nhập vào thiên cơ thạch, chỉ có ở Hách Liên gia tộc trong tay, cái kia thiên cơ thạch có lẽ mới có thể phóng ra nhất là ánh sáng lóng lánh. Đối với Giang Trần mà nói, hắn đã không lại cần thiên cơ thạch, ta tức thiên cơ bí điển bên trong tu hành, không ngoài chính là lĩnh ngộ thiên cơ thạch mà thôi. Đại thiên cơ thuật thăng hoa, để Giang Trần đối với mình thực lực càng thêm hiểu rõ, thiên cơ bí điển có thể thôi diễn ra kẻ địch càng kinh khủng hơn thủ đoạn, nhất định chính là chiếm hết tiên cơ, có thể nói là tương đối hung hăng. Thế nhưng, thử hỏi cái này phổ thiên bên dưới, lại có bao nhiêu người có thể đủ tu luyện được đạo đây? Ngoài trừ Giang Trần ở ngoài, chỉ có biết nửa vời Nguyệt Nhi, bất quá có thiên cơ thạch ở tay, lĩnh ngộ thiên cơ bí điển cũng không cần quá lâu. Chúng ta cũng nên đi, nếu không thì, người bên ngoài nhất định sẽ vì ta nhóm lo lắng. Giang Trần cười nói, xoay người hai người hướng về xuất khẩu mà đi. Đột nhiên, Nguyệt Nhi dừng bước, yên lặng nhìn Giang Trần, nhẹ giọng kêu, đại ca ca, nếu như có một ngày, ta chết, ngươi sẽ đau lòng sao? Cố gắng lên, nói cái gì lời ngây ngốc, trên thế giới này, không ai có thể uy hiếp được ngươi, trừ phi, hắn từ thi thể của ta nhảy tới. Giang Trần ôn nhu nở nụ cười, nhưng làm Nguyệt Nhi tâm thần vui sướng vui mừng. Bất luận ngươi người ở phương nào, có ngươi, thật tốt. Thiên ý chi môn rung động, rốt cục vào đúng lúc này kết thúc, nhưng mà toàn bộ thiên ý sơn bên dưới, cũng đã là tụ đầy đám người, tất cả đều là Hách Liên gia tộc người, trên mặt của mỗi người, đều là vô cùng nghiêm nghị, đặc biệt là gia chủ Hách Liên Phong Nhứ, bây giờ đã là càng thêm lo lắng, thiên ý chi môn, hầu như đã triệt để sụp đổ, nội tâm hắn chấn động, cũng là đã khó có thể dùng lời diễn tả được. Không ai có thể rõ ràng Hách Liên Phong Nhứ vào giờ phút này tâm tình, phụ thân của Hách Liên Nguyệt Nhi vốn là trong gia tộc người tài ba, thiên tài chắc tuyệt, thế nhưng ở thiên ý chi môn bên trong biến mất, nhưng mà Nguyệt Nhi lại lần nữa tiến vào bên trong, nhưng lại trở nên như vậy biến đổi bất ngờ, Giang Trần tiến nhập, cũng là tràn đầy hí kịch tính, để Hách Liên Phong Nhứ đến hiện tại cũng có chút như hòa thượng sờ mái không thấy tóc, hắn đến tột cùng có thể ở thiên ý chi môn bên trong nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Không có người sẽ biết, phu quân, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc à. Vũ Ngưng Trúc lầm bầm nói ra, đôi mắt đẹp liên thiểm, nội tâm vô cùng lo lắng, thời khắc này, lo lắng nhất người, chính là nàng, lo lắng nếu như Giang Trần từ cái kia thiên ý chi môn bên trong đi ra phía sau, linh hồn của hắn thật sự đã không còn là hắn, như vậy bọn họ lại sẽ đi theo con đường nào. Làm sao đối mặt Giang Trần đây? Hắn nói quá trong lòng hiểu rõ, thế nhưng đó là Hách Liên gia tộc ngàn tỷ năm tới thiết luật, hắn thật sự có thể đánh vỡ quy luật, vinh quang trở về sao? Tên kia hẳn là sẽ không có việc, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn tựu là kẻ gây họa. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói ra, không biết vì sao, trong lòng nàng, cũng có một tia lo lắng. Hách Liên gia tộc người, lăn ra đây cho ta. Một tiếng tràn ngập ở trên hư không vạn dặm bên trên giận dữ hét lớn tiếng, triệt để gợi lên Hách Liên gia tộc người lo lắng. Hách Liên Phong Nhứ trong giây lát quay đầu lại nhìn tới, là Đông Phương gia tộc người. Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, Đông Phương Vân Hạc. Đông Phương gia tộc người, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ bọn họ biết Nguyệt Nhi đã ở thiên ý chi môn bên trong, đặc ý đến tìm cớ đây sao? Khó nói, Đông Phương gia tộc luôn luôn đều là tương đối hung hăng, lần này cả kia cái Đông Phương Liên Sóc đều là đứng ở thân thủ của người này, người biết đấy là ai không? Không quen biết, bất quá thực lực so với Đông Phương Liên Sóc còn cường hãn hơn, nói không chừng là Đông Phương gia tộc đại nhân vật gì đó. Chúng ta Hách Liên gia tộc hiện tại nội ưu ngoại hoạn, Đông Phương gia tộc lại đến đây chỉ trích, xem ra thực sự là càng ngày càng để người lo lắng. Hách Liên gia tộc người, từng cái đều là tràn đầy lo lắng, hiện tại thiên ý chi môn sụp xuống, người ngoài tiến vào bên trong, Nguyệt Nhi sinh tử chưa biết, Đông Phương gia tộc lại giết đến tận cửa, căn bản không biết nên làm sao ứng đối mới tốt. Mặc dù là Hách Liên gia tộc năm đại trưởng lão, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Hóa ra là Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, không biết Đông Phương trưởng lão đến đây bị tộc, vì chuyện gì à? Hách Liên Phong như ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, trên hư không, ba bóng người, tràn đầy khí bá đạo, vênh vang đắc ý, ngạo thế bầu trời. Ha ha, đã lâu không gặp, Phong Nhứ huynh, ta vì chuyện gì, ngươi nên rất rõ ràng chứ. Ta là vì cháu ta Đông Phương Liên Sóc thông gia mà đến, lúc trước, các ngươi nhưng là đáp ứng cố gắng, không ai không sẽ hiện tại quên mất chứ. Đông Phương Vân Hà quái gở nói, ánh mắt như đuốc, quét mắt toàn bộ Hách Liên gia tộc người, không nhìn tất cả, cùng Hách Liên Phong Nhứ liếc mắt nhìn nhau, không chút nào khiếp đảm, mặc dù là Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, cũng có thể cùng Hách Liên Phong Nhứ đứng ngang hàng, đủ để thuyết minh, Đông Phương gia tộc thực lực,
tuyệt đối không phải bình thường, chí ít không phải bây giờ Hách Liên gia tộc có thể đánh đồng với nhau. Chuyện đám hỏi, hiện tại thật sự là không tiện nhắc lên, Hách Liên Nguyệt Nhi mới vừa tiến vào ta Hách Liên gia tộc tổ địa, Thiên Ý Chi Môn, bây giờ sinh tử chưa biết, hết thảy đều phải chờ Nguyệt Nhi từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra lại nói. Này cũng không tính là làm người khác khó chịu chứ. Đông Phương huynh. Hách Liên Phong như đúng mực nói ra, tuy rằng Hách Liên gia tộc thế yếu, không bằng Đông Phương gia tộc, thế nhưng còn không đến mức ở Đông Phương gia tộc bên dưới, biết vâng lời, tuy rằng bọn họ cũng không chiếm lý, nhưng là lúc này ngươi không thể tiến vào Thiên Ý Chi Môn đem người bắt tới chứ. Lời nói đúng là rất hay, sợ là đến lúc đó, Phong Nhứ huynh lại là mặt khác một phen lời giải thích. Thiên Ý Chi Môn chính là ngươi Hách Liên gia tộc tổ địa, ta tự nhiên biết rõ. Trọng yếu nhất, ta sao dám lỗ mãng? Phải biết năm đó Hách Liên gia tộc tổ tiên, đây chính là thịnh hành toàn bộ Trung Châu thần thổ nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ tiếc, phong hoa tan mất, Hách Liên gia tộc nhân tài khó khăn, hiện tại mới rơi vào thê lương như vậy, thật sự là khiến người vô cùng đau đớn à. Ngươi nói đối với cũng không đúng nghi, Phong Nhứ huynh, ha ha, bất quá chuyện này, ta có thể tạm thời đặt hạ. Thế nhưng một chuyện khác, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, người Hách Liên gia tộc, dám bao che sát hại cháu ta Đông Phương Liên Dịch hung thủ. Này để ta hết sức khổ não, Phong Nhứ huynh, chuyện này, ngươi không thể nào không biết chứ. Đông Phương Vân Hạc, để Hách Liên Phong Nhứ cả người chấn động, thậm chí ngay cả Hách Liên gia tộc năm đại trưởng lão, cũng đều là sắc mặt hơi lạnh lẽo, tất cả mọi người là nhìn về phía Vu Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, toàn bộ Hách Liên gia tộc, chỉ có hai người bọn họ là người ngoài. Vu Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, đối mặt Đông Phương gia tộc mấy tên này, hai người bọn họ thế đơn lực bạc không nói, Hách Liên gia tộc, có lẽ hiện tại cũng sẽ đứng ở Đông Phương gia tộc bên kia, vì cầu tự vệ, bọn họ rất có thể sẽ bán đi các nàng. Hách Liên Phong Nhứ nhìn Vũ Ngưng Trúc hai người một chút, tiện đà nói với Đông Phương Vân Hạc. Vân Hạc huynh, ngươi nói người là ai, ta không rõ ràng, thế nhưng trước mắt hai người kia, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Hách Liên Phong Nhứ trầm thấp nói ra, hắn bản muốn đem Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc đẩy ra ngoài, nhưng là làm hắn dùng mình đại thiên cơ thuật tìm tòi hư thực một khắc đó, mới phát hiện hai người kia vận mệnh, phi thường quỷ dị, thậm chí có thể nói là hồng vận tề thiên, tuyệt không phải phàm nhân, tuy rằng hai người bọn họ thực lực không đủ mạnh, thế nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hách Liên Phong Nhứ không nguyện ý đắc tội các nàng, cũng là vì đại cục nghĩ, bởi vì hắn càng sợ chính mình đắc tội rồi cái gì không trêu chọc nổi nhân vật. Họa không kịp vợ con già trẻ, ngươi nói người, ở Thiên Ý Chi Môn bên trong, giết cháu ngươi, chính là Giang Trần, ta nói không sai chứ. Nhưng là hắn đã tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, vì lẽ đó ta thật sự không cách nào cho ngươi một cái bản giao, Vân Hạc huynh. Bây giờ chỉ có thể chờ Giang Trần từ này Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, mới có thể có được tin tức là hắn đã chết hay không. Hoặc là, hắn đã vẫn rơi vào Thiên Ý Chi Môn bên trong, vĩnh viễn cũng sẽ không lại đi ra. Hoàn toàn là nói bậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hai người bọn họ trong này, Giang Trần tự nhất định ở đây, ngươi còn luôn miệng nói Giang Trần tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, thử hỏi, ngươi Hách Liên gia tộc Thiên Ý Chi Môn, không phải chỉ có bản tộc đệ tử thiên tài mới có thể tiến vào bên trong sao? Hiện tại làm sao thành người người đều có thể quang lâm du lãm thắng địa? Thực sự là buồn cười, cực kỳ buồn cười, ha ha ha. Đông Phương Liên sóc xì cười nói. Ngươi lời nói này, lừa gạt tiểu nhi 3 tuổi, có lẽ còn có thể. Thật nghĩ ta Đông Phương gia người, đều là ngu si sao? Hừ, Đông Phương Vân Hạc không nói gì, Đông Phương Xích đã không nhịn được nổi trận lôi đình, đệ đệ của mình bị giết, Giang Trần hỏa tốc chạy trốn tới Hách Liên gia tộc, nhưng là hiện tại Hách Liên gia tộc lại vẫn một vị từ chối, thật sự là hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi Hách Liên gia tộc, chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Ngươi cho rằng dăm ba câu là có thể đem chúng ta đuổi rồi sao? Ngươi đã thừa nhận người tự ở ngươi Hách Liên gia tộc, như vậy không có gì để nói. Hai nữ nhân kia, ta nhất định phải muốn, Giang Trần tính mạng, ta cũng muốn. Ngươi Hách Liên gia tộc tiểu thư, ta còn muốn. Đông Phương Vân Hạc thô bạo nói, hai tay hoàn ngực, một mặt không sợ vẻ, đây chính là đại tông uy nghiêm, Đông Phương gia tộc ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu nhưng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu thế lực lớn siêu cấp, Hách Liên gia tộc căn bản không cách nào cùng tranh tài. Đông Phương gia tộc người hùng hổ dọa người, Hách Liên Phong Nhứ biểu hiện, cũng là càng ngưng trọng thêm, lúc này, xem ra muốn động viên bọn họ, đã là không quá có thể, dù sao bọn họ giết chết người, là Đông Phương Vân Hạc chất nhi, Đông Phương Liên sóc đệ đệ. Vân Hạc huynh, ta đã nói quá, Giang Trần xác thực ở ta Đông Phương gia tộc, thế nhưng hết thảy đều phải đợi đến hắn cùng Nguyệt Nhi từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra làm tiếp định luận. Hách Liên Phong Nhứ trầm giọng nói ra, hắn đã cảm thấy, chuyện này tựa hồ không có chỗ chống điều đình, bởi vì Đông Phương gia tộc người quá mức cường thế.
Nói thiên ý chi môn không cách nào tiến nhập ngoại nhân là ngươi. Nói Giang Trần tiến nhập thiên ý chi môn người vẫn là ngươi. Ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Ta không chờ được đến vào lúc ấy, ta cũng không tin, theo ta chơi trò hề này, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Hách Liên gia chủ, Đông Phương Vân Hạc rốt cục biểu lộ thái độ của mình. Hách Liên Phong Nhứ cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng, sự thực như vậy, nhưng là xác thực ở Đông Phương gia tộc người xem ra, giống như là hoàn toàn là nói bậy. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, Hách Liên gia tộc, đắc tội rồi. Ngươi như ngăn cản ta, đừng trách ta Đông Phương gia tộc, vô tình. Đông Phương Vân Hạc vừa xài bước ra, sắc mặt âm trầm, người chí thân đã chết, bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt, Đông Phương Vân Hạc sao lại đẩy phần sau bước. Hách Liên Phong Nhứ bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu, vào lúc này, nếu như hắn cố ý muốn bảo đảm Hạ Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, như vậy Hách Liên gia tộc cùng Đông Phương gia tộc tựu ắt sẽ như nước với lửa, hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, mà lúc này đây, Hách Liên Phong Nhứ hiển nhiên là sẽ không cùng Đông Phương gia tộc khai chiến. Xin lỗi, hai vị. Hách Liên Phong Nhứ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có lui về phía sau nửa bước. Nếu muốn giết phu quân ta, các ngươi còn không có bản lĩnh này. Vũ Ngưng Trúc lạnh lùng nhìn Đông Phương Vân Hạc, không sợ chút nào. Hai cái nữ oa, đúng là Khuynh Quốc Khuynh Thành, chỉ có điều, cái này Giang Trần, không có phúc hưởng thụ, đều để làm nữ nô cho ta đi, ha ha ha. Đông Phương Vân Hạc cười điên cuồng nói, vung tay lên, khí chấn động thương hải, dứt bỏ mà đi, trực tiếp nghĩ phải bắt được Vũ Ngưng Trúc. Vũ Ngưng Trúc lui nhanh mà đi, sắc mặt nghiêm túc, không dám cùng tranh tài, nguyên do bởi vì cái này Đông Phương Vân Hạc thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực so với Đông Phương Liên Sóc đều phải càng hơn một bậc, có thể trở thành Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, thực lực đó, không cần nói cũng biết. Đi đâu? Đông Phương Vân Hạc truy kích mà tới, lấy một chọi hai, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc song song liên thủ, bất quá Đông Phương Vân Hạc, vẫn là đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn tự tin. Quyền trường đan dệt trong đó, tràn đầy vô song thô bạo, để hai người bọn họ hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén. Đông Phương Vân Hạc thừa thế xông lên, trường phong gào thét, che trời mà xuống, nghiền ép lên đi, trực tiếp đem Vũ Ngưng Trúc đẩy lui, sắc mặt nhợt nhạt, máu tươi dâng trào ra. Theo ta đấu, các ngươi hai cái còn quá non nớt. Đông Phương Vân Hạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay liên động, nghĩ muốn trói buộc chặt Vũ Ngưng Trúc, thế nhưng là bị Yến Khuynh Thành một kiếm đáng mở. Phồn hoa tự kiếm. Yến Khuynh Thành thực lực mạnh phi thường, so với Vũ Ngưng Trúc càng hơn ba phần, dù sao nàng tiếp nhận rồi Đỗ Quyên công chúa truyền thừa, bây giờ chẳng qua là ở quá độ kỳ mà thôi, một khi chờ nàng hoàn toàn dung hợp phía sau, thực lực nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng là đối với Đông Phương Vân Hạc mà nói, chẳng qua là trì hoãn tốc độ của hắn mà thôi, nghĩ muốn ngăn trở hắn, như cũ là không có khả năng. Đông Phương Vân Hạc một quyền đánh ra, trực tiếp vỡ vụn Yến Khuynh Thành mưa kiếm, thế như trẻ tre, phóng lên trời. Kẻ thật là đáng sợ. Hách Liên Phong Nhứ sắc mặt khẽ thay đổi, chính mình cùng Đông Phương Vân Hạc toàn lực đánh một trận, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn nhiều hắn. Trong vòng ba chiêu, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, chung quy vẫn là thua trận, tương đối khó nhìn. Hiện tại, các ngươi đều là của ta, ha ha. Đông Phương Vân Hạc cười lớn một tiếng, thế nhưng là bị từng đạo mưa kiếm, thình lình bước lui. Dám động người đàn bà của ta, giết không tha. Bạch y như kiếm, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, là từ thiên ý chi môn bên trong đi ra. Giang Trần vừa ra, trong nháy mắt Vũ Ngưng Trúc chính là đôi mắt đẹp co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào người trước mắt, nàng thật lâu nỗi lòng lo lắng, cũng là hoàn toàn để xuống. Yến Khuynh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, tự hồ chỉ muốn có hắn ở, tất cả tựu đều không là vấn đề. Này, làm sao có khả năng, hắn thật sự từ thiên ý chi môn bên trong đi ra. Đây cũng quá để người bất khả tư nghị chứ. Hắn căn bản không phải Hách Liên gia tộc người, hắn là làm sao làm được? Lẽ nào hắn là tổ tiên phái tới người sao? Không nên nói bậy nói bạ, tất cả đều là thiên ý, cái này người có thể từ thiên ý chi môn đi ra, tự thuyết minh hắn theo chúng ta Hách Liên gia tộc hữu duyên a. Lúc này không thể khinh thường a. Có Hách Liên gia tộc lão nhân nghiêm trang nói, trong lời nói tràn đầy chắc chắc, cùng trước kia đối với Giang Trần quát lớn cùng căm ghét, như hai người khác nhau. Bây giờ Giang Trần có thể từ thiên ý chi môn bên trong đi ra, đã là hoàn toàn chiếm được Hách Liên gia tộc tán thành, không thể nghi ngờ. Hắn đi ra, cái kia Nguyệt Nhi đây, nàng sẽ không còn ở bên trong chứ? Đúng rồi, Nguyệt cô cô cũng ra sao? Các ngươi có hay không có phát hiện, người này, lại vẫn có đã từng ký ức, thật là làm cho người ta nhìn mà than thở. Nguyệt cô, các ngươi nhìn, là Nguyệt cô. Hầu như toàn bộ Hách Liên gia tộc người, đều vào lúc này trở nên hoan hô,
Bởi vì bọn họ ngóng trông Nguyệt Cô, Hách Liên Nguyệt Nhi, rốt cục từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, hơn nữa tựu sau lưng Giang Trần, hai cái người, đây coi như là tất cả đều thông qua Thiên Ý Chi Môn thử thách sao. Tuy rằng bọn họ không dám khẳng định, thế nhưng chí ít Nguyệt Nhi có thể từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, như vậy đối với khắp cả Hách Liên gia tộc tới nói, chính là thiên đại tin vui. Hách Liên Phong Nhứ cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khó nén tâm tình vui sướng. Tất cả mọi người là bắt đầu hoan hô lên, Hách Liên Nguyệt Nhi từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, tựu thuyết minh thực lực của nàng, nhất định đã là tăng nhanh như gió, làm Thiên Ý Chi Môn bên trong trăm vạn năm đến duy một đi ra người. Hách Liên Nguyệt Nhi bị Hách Liên gia tộc mang nhiều kỳ vọng, hiện tại, nàng chính là Hách Liên gia tộc chúa cứu thế. Tên đáng chết, cái này Giang Trần thật sự từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra. Không phải nói ngoại trừ Hách Liên gia tộc nhân ý ở ngoài, không ai có thể làm được sao. Nhưng là hắn, tại sao từ Thiên Ý Chi Môn đi ra? Đông Phương Liên sóc ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, người này thực lực, rõ ràng lại là có nhảy vọt tăng lên, thật là làm cho người ta căm tức. Gia chủ, Nguyệt Nhi khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Hách Liên Phong Nhứ, thấp giọng nói ra. Hách Liên Phong Nhứ đã là kích động khó có thể ngôn ngữ, cả người chấn động, bởi vì Nguyệt Nhi cũng là có đã từng ký ức, Giang Trần cùng Nguyệt Nhi, tất cả đều là như vậy, bọn họ là từ cổ chí kim người số một. Nắm giữ trí nhớ của chính mình, này đối với bọn hắn Hách Liên gia tộc mà nói, có ích, càng là khó mà diễn tả bằng lời. Nguyệt Nhi chính là bọn họ Hách Liên gia tộc hy vọng, làm sao có khả năng sẽ gả cho Đông Phương gia tộc đây. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể sống đi ra, thật là khiến người ta có chút bất ngờ, bất quá hôm nay, ngươi nhưng là có chạy đằng trời. Đông Phương Liên sóc âm lãnh nói ra. Giết em trai ngươi, trên hoàng tuyển lộ, sợ hắn cô đơn, ngươi cũng đi tìm cái chết sao. Giang Trần cười nói. Ngươi chính là Giang Trần, giết cháu ta, hôm nay, ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Đông Phương Vân Hạc cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong hai người đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không chịu đẩy phần sau bước, trận chiến này, rốt cục muốn hoàn toàn kích phát rồi. Đông Phương gia tộc người, đều phải chết, tổn thương nữ nhân ta, các ngươi đã định trước sẽ hối hận cả đời. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, trong ánh mắt, ngoại trừ vô tận tử khí, hoàn toàn không có sở hữu. Giang Trần cùng Đông Phương Vân Hạc, đã là dương cung bạc kiếm, Hách Liên gia tộc người, cũng đều là từng cái người cảm thấy bất an, bọn họ không biết đến tột cùng nên đứng ở đâu một bên mới tốt, đặc biệt là Hách Liên Phong Nhứ cùng Hách Liên gia tộc năm đại trưởng lão, Đông Phương gia tộc, bọn họ là không đắc tội nổi, thế nhưng Giang Trần bây giờ từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, nghiễm nhiên đã trở thành Hách Liên gia tộc vật biểu tượng, căn bản không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Dĩ vãng, từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra người, cái nào không phải khuấy lên phong vân nhân vật. Thế nhưng Hách Liên gia tộc bây giờ đã là thảm bại không chịu nổi, sớm đã mất đi cùng một đường đại tông môn địa vị ngang nhau cơ hội cùng thực lực. Bây giờ chỗ dựa duy nhất, chính là Nguyệt Nhi. Giang Trần là ta Hách Liên gia tộc ân nhân, Giang Trần ở, ta Hách Liên Nguyệt Nhi liền ở, Giang Trần vong, ta Hách Liên Nguyệt Nhi liền vong. Nguyệt Nhi, làm cho Hách Liên Phong Nhứ đều là hô hấp hơi ngưng lại, vào lúc này, hắn biết tình cảnh bây giờ, đã càng phát nguy hiểm. Thế nhưng cùng Đông Phương gia tộc đứng ở mặt đối lập, tuyên bố khai chiến, đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù là Nguyệt Nhi đã từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra, nhưng bọn hắn Hách Liên gia tộc thực lực hôm nay, còn không như Đông Phương gia tộc, trưởng thành, cũng là cần một cái quá trình. Nguyệt Nhi tuy rằng tỏ rõ lập trường, thế nhưng năm đại trưởng lão, là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không nguyện ý cùng Đông Phương gia tộc chống lại, vì gia tộc lợi ích, bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng, Nguyệt Nhi, ngươi không thể khư cố chấp a. Đúng đấy Nguyệt Nhi, trận chiến này, chúng ta cùng Đông Phương gia tộc, cũng không thể khai chiến, không được a. Bây giờ tình huống nguy cấp, Đông Phương gia tộc người bị Giang Trần giết chết, chúng ta mặc dù biết Giang Trần cùng Thiên Ý Chi Môn có chặt chẽ quan hệ, thế nhưng, Nguyệt Nhi xuất sắc nhíu mày một cái, nói như đinh chém sắt. Không có thế nhưng, lời của ta nói, chính là cao nhất mệnh lệnh. Nguyệt Nhi trầm giọng nói ra, trên mặt đẹp, rốt cục hiện đầy vẻ âm trầm, trong tay nàng thiên cơ thạch, nháy mắt hấp dẫn Hách Liên Phong Nhứ chú ý, không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại. Nguyệt Nhi, đó là thiên cơ thạch sao? Thiên cơ thạch, cho tới nay đều là Hách Liên gia tộc tượng trưng, thiên cơ thạch đại diện cho tổ tiên ý chí, đại diện cho Hách Liên gia tộc cao nhất quyền uy, vì lẽ đó thời khắc này, năm đại trưởng lão tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, bao quát sở hữu Hách Liên gia tộc người, bởi vì thiên cơ thạch, so với gia chủ địa vị còn cao hơn, khống chế thiên cơ thạch, chính là nắm trong tay toàn bộ Hách Liên gia tộc. Thiên cơ thạch vừa ra,
Năm đại trưởng lão trong nháy mắt liên tục cười khổ, bất quá đối mặt Nguyệt Nhi hiệu lệnh, nhưng là không thể có bất kỳ vẻ chần chờ. Hách Liên Phong như biết, trận chiến này, bọn họ không thể tránh khỏi, nhất định sẽ cùng Đông Phương gia tộc kết thù, xem ra chiến đấu giữa bọn họ, vừa mới bắt đầu. Hách Liên gia tộc nghĩ muốn quật khởi, ắt sẽ ỷ lại Nguyệt Nhi, thậm chí là Giang Trần. Trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy nghiêm nghị, bọn họ không dám cái lương thiên cơ thạch ý chí, Hách Liên gia tộc tượng trưng. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, trong tay ta thiên cơ thạch, chính là Giang Trần cho ta, hắn đã tìm hiểu thiên cơ thạch huyền bí, mà ta lại không có. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nguyệt Nhi, lại lần nữa khơi dậy toàn bộ Hách Liên gia tộc rung động, Giang Trần là đã lĩnh ngộ thiên cơ thạch huyền bí. Đây chẳng phải là nói, hiện tại Hách Liên gia tộc huyền bí, toàn bộ đều là bị Giang Trần nắm giữ ở tay sao? Nếu không thì, bọn họ làm sao có khả năng sẽ mang ký ức từ thiên ý chi môn đi ra đây? Thiên cơ thạch, Giang Trần chiếm được, thế nhưng Giang Trần không có muốn, mà là giao cho Nguyệt Nhi. Tất cả mọi người là không nhịn được tự ti mà cảm, bất luận làm sao, hiện tại bọn họ đều là không có bất cứ lý do nào đi theo Giang Trần khiếu bản, ngươi tổ tiên đồ vật, đều lại bị nhân gia tặng cho, mặc dù có chút trào phúng, thế nhưng không thể không nói Hách Liên gia tộc bây giờ đã coi Giang Trần là thành một phần của bọn hắn. Đặc biệt là Nguyệt Nhi câu nói kia, Giang Trần ở, thì lại nàng ở, Giang Trần vong, thì lại nàng nhất định vong. Vũ Ngưng Trúc yên lặng nhìn Hách Liên Nguyệt Nhi, nàng biết Giang Trần không có nhìn lầm người. Bất quá làm Giang Trần lúc ban đầu phu nhân, nàng đối với Hách Liên Nguyệt Nhi trước sau vẫn còn có chút không quá tán đồng, Giang Trần vì nàng, nhưng là kém một chút ngàn cân treo sợi tóc, bất quá tất cả nguyên do, chỉ cần Giang Trần cảm thấy đáng giá, như vậy nàng tuyệt sẽ không nói gì nhiều. Vào giờ phút này, Hách Liên Nguyệt Nhi cũng là nhìn về phía Giang Trần bên người Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, các nàng là quang mang như vậy óng ánh, mỹ lệ đoạt người. Hai người kia, nhất định là Giang Trần thích nhất nữ nhân đi, bởi vì khi Giang Trần nhìn về phía các nàng, trong mắt tất cả đều là vô tận nhu tình. Hách Liên Nguyệt Nhi trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút hâm mộ, cái kia loại nhu tình mật ý ánh mắt, là Giang Trần chưa bao giờ xem qua nàng. Giang huynh đệ, trận chiến ngày hôm nay, ta Hách Liên gia tộc, nhất định hộ tống ngươi tả hữu. Hách Liên Phong như biết, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, mặc dù là không tiếc đắc tội Đông Phương gia tộc. Như vậy cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Tốt. Giang Trần gật gật đầu, bất quá vào giờ phút này, Đông Phương Vân Hạc đám người, liền là có chút khá là gian nan, bởi vì bọn họ không có nghĩ tới cái này Hách Liên Phong nhứ, thật sự sẽ thay đổi thương đầu, đối địch với chính mình, trận chiến này, đã định trước sẽ để cho bọn họ trở nên hai mặt thù địch, dù sao ở Hách Liên gia tộc, ba người bọn họ thực lực mạnh đến đâu, tựa hồ cũng cần kiên kỵ một phen. Hách Liên Phong nhứ, người lão già này, xem ra ngươi thật muốn cùng ta Đông Phương gia tộc tuyên chiến sao? Đông Phương Vân Hạc tức giận nói ra. Ở ta Hách Liên gia tộc kêu la om sòm, vênh mặt hất hàm sai khiến, không nhìn ta Hách Liên gia tộc tồn tại, thật sự là xin lỗi, Vân Hạc huynh, trận chiến này, ta bụng làm dạ chịu. Ta Hách Liên gia tộc, cũng không phải mặc người khi dễ. Hách Liên Phong nhứ coi như là trực tiếp cùng Đông Phương Vân Hạc đứng ở mặt đối lập, trận chiến này, hắn thế tất yếu bắt Giang Trần, giết chi mà yên tâm. Lấy an ủi chính mình cháu trên trời có linh thiêng. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi ở đâu ra dũng khí, cùng ta Đông Phương gia tộc tranh đấu đi. Đông Phương Vân Hạc vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt vẻ đạm nhiên, đưa tay nắm chặt, một thanh bạch ngọc khô lâu kiếm, bị thật chặt nắm trong tay, kiếm phong như đuốc, kiếm ảnh uy nghiêm đáng sợ, hàn ánh sáng đồng thời, đồng triệt cửu tiêu. Giang Trần, đến đây chịu chết đi. Đông Phương gia tộc, đều là một đám không biết liêm sỉ chó chết, ta Giang Trần hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, rút kiếm mà ra, thiên long kiếm gào thét trời cao, long ảnh dư sức, che ngập bầu trời, tràn ngập mà đến, Giang Trần cùng Đông Phương Vân Hạc trong giây lát đó giao thủ, từng đạo hàn ánh sáng trải rộng bầu trời, đinh tai nhức óc. Hai bóng người, thô bạo như cầu vồng, kiếm thế hùng hồn, thẳng thắn thoải mái, vô cảnh chi kiếm chém phá trời cao, Giang Trần uy thế, để Đông Phương Vân Hạc như gặp đại địch. Cái này thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa, càng có như vậy thần uy. Đông Phương Liên sóc sắc mặt âm trầm, hiện tại, hắn đã có chút không phải là đối thủ của Giang Trần, kiếm của đối phương, quá nhanh, quá mạnh mẽ, so với trước đây không lâu, càng hơn ba phần. Bất quá vào giờ phút này, Đông Phương Liên sóc để mắt tới người, nhưng là Hách Liên Nguyệt Nhi, cũng chính là mình sáng ngóng chiều trong người. Nguyệt Nhi, ngươi và ta vốn là đồng căn sinh, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Đông Phương Liên sóc khẽ mỉm cười, ánh mắt híp lại. Nghĩ muốn cưới ta, liền đánh thắng ta trước đi. Nguyệt Nhi thần sắc bình tĩnh,
Cùng Đông Phương Liên Sóc bốn mắt tương đối, Đông Phương Liên Sóc ánh mắt càng phát sáng sủa, chính mình không phải là đối thủ của Giang Trần, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Giang Trần tên kia thái quá biến thái, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đánh với Hách Liên Nguyệt Nhi một trận. Được rồi, hôm nay, ta Đông Phương Liên Sóc tựu đem ta tiểu nương tử này dọn dẹp ngoan ngoãn, ha ha. Đông Phương Liên Sóc ra tay bá đạo, thẳng đến Nguyệt Nhi kéo tới, hai cái giao thủ trong đó, Đông Phương Liên Sóc mới cảm giác được rõ rệt, Hách Liên Nguyệt Nhi trong cơ thể bàng bạc ưu việt một mặt, ai nói nữ tử không bằng nam. Người nữ nhân này thủ đoạn, quả thực để hắn đều là chố mắt ngoác mồm, nhìn mà than thở, không hổ là thiên ý chi môn đi ra người, Đông Phương Liên Sóc biết, trận chiến này đối với hắn mà nói, tương tự không đơn giản. Hách Liên gia chủ, trận chiến này, ta tới gặp gỡ ngươi đi. Ta chính là Đông Phương gia tộc thất trưởng lão Đông Phương Vui, xin chỉ giáo. Đông Phương Vân Hạc phía sau, một cái ông lão mặc áo trắng, khẽ mỉm cười nói, thế nhưng ánh mắt nhưng như đao như kiếm, sát phạt quả quyết. Trận chiến này, Phong Nhứ vì tông môn mà chiến, không thối lui sau, Đông Phương huynh, đắc tội rồi. Hách Liên Phong Nhứ cũng là ánh mắt phát lạnh, hai đạo lưu tinh một loại ánh sáng, đụng vào nhau, tinh quang tùy ý, ngọn lửa chiến tranh liên miên. Vào giờ phút này, kinh khủng nhất, chính là Giang Trần cùng Đông Phương Vân Hạc một trận chiến, Giang Trần thi triển long biến bên dưới, hầu như cùng Đông Phương Vân Hạc không phân cao thấp, thậm chí còn hơn, ưu việt xung kích, hầu như cải biến toàn bộ trên hư không chiều gió, một kiếm chém ra, lực lớn vô cùng, vô cảnh chi kiếm, kiếm thế khí thế hừng hực, để Đông Phương Vân Hạc, mệt mỏi ứng phó, trong lòng không nhịn được cảm thán, người này, nhất định chính là người điên. Vô cảnh chi kiếm, lấy không cảnh thắng có cảnh, kiếm ra kinh hồng, chỉ trong một ý nghĩ, kiếm tẩu thiên phong, chém phá quỷ quái yêu quái. Sư phụ a sư phụ, ta khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới của ngươi đây? Vương Phượng Kỳ yên lặng nhìn tình cảnh đó, sư phụ là thần hoàng cảnh sơ kỳ oai, hung hăng áp bức thần hoàng cảnh trung kỳ, để Đông Phương Vân Hạc khó có thể triển khai, chiêu chiêu bại lui, đã lộ ra đồi bại tư thế, vô cảnh chi kiếm, lôi kéo khắp nơi, kiếm ý hảo hiệp, lăng không hư độ, chém phá phong vân, khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Không chỉ là Vương Phượng Kỳ, người ở tại tràng, tất cả đều là yên lặng nhìn Giang Trần, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như cùng Hách Liên gia tộc thiên tài chênh lệch không bao nhiêu gia hỏa, có như vậy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hách Liên Trương Dương cùng Hách Liên Phong Triều, nhìn nhau nở nụ cười, hai người bọn họ, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Giang Trần, người này, giống như là một thanh lộ hết ra sự sắc bén kiếm, ngươi tuy rằng biết rõ hắn quá mức xuất sắc, thế nhưng ngươi căn bản không cách nào tránh né chiêu kiếm đó. Phệ Nhật kiếm quyết, mặt trời mọc Đông Phương. Đông Phương Vân Hạc một kiếm chém ra, cùng Giang Trần nhằng nhịt khắp nơi, kiếm ra Đông Phương, chém hết sông dài Tà Dương, Giang Trần không gió mà phát động, hóa thân làm kiếm, một kiếm đi về phía Tây, cùng Đông Phương Vân Hạc đan xen vào nhau, vạn đạo kiếm ảnh tỏ khắp mà đi, Đông Phương Vân Hạc lui nhanh mà đi, sắc mặt hết sức khó coi, Giang Trần như gió như kiếm, dứt bỏ mà ra, đứng ở trên 9 tầng trời, bế nghễ bát phương, khinh thường thiên hạ. Thực lực của ngươi, chỉ có ngần ấy sao? Giang Trần từ tốn nói. Đông Phương Vân Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, bị Giang Trần hoàn toàn chọc giận, thân là Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, thực lực của hắn đã đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ đại thông ngày cảnh giới, há cho Giang Trần coi rẻ. Cái này thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa, như vậy có trông cậy không sợ, thật sự là để hắn 10 phần phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông Phương Vân Hạc tuy rằng bị Giang Trần bức lui, thế nhưng là vẫn là lời thề son sắt. Đông Phương Vân Hạc kiếm quyết trong tay một biến đổi nữa, ra tay bá đạo. Kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà ra, so với trước, càng hơn không chỉ gấp 10 lần. Mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại. Đông Phương Vân Hạc khác nào phi bằng lăng không, vượt mọi chông gai, vượt qua hư không bên trên, cùng Giang Trần lần lượt tụ hợp, kim quang bốn phía ánh kiếm, nhưng là như cũ không cách nào phá mở Giang Trần vô cảnh chi kiếm. Từ đầu tới cuối, hắn phảng phất đều là hết sức bị động, trước sau bị Giang Trần vô cảnh chi kiếm áp chế, khó có thành tựu. Đông Phương gia tộc kiếm quyết, vô cùng cương mãnh bá đạo. Nhưng là đối với Giang Trần vô cảnh chi kiếm, nhưng là mềm nhũn, để hắn không biết làm thế nào. Giang Trần mỗi một kiếm, tựa hồ cũng là thấy rõ hắn tiên cơ, để hắn không chỗ che thân. Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm. Giang Trần khẽ mỉm cười, thời khắc này, thiên long kiếm rít gào mà ra, kiếm thập bát tung hoành như mưa, phi long tại thiên, hung hăng áp bước mà đến, chốc lát trong đó, phảng phất 108.000 đạo kinh khủng mưa kiếm, theo gió vượt sóng mà tới. Đông Phương Vân Hạc tê cả ra đầu, sắc mặt nhợt nhạt, như gặp đại địch, không ngừng lui về phía sau mà đi, thế nhưng Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cũng đã nghiêng người mà tới, từng đạo mưa kiếm mặc thân mà qua, vô cảnh chi kiếm, để Đông Phương Vân Hạc triệt để cảm thấy tuyệt vọng, linh hồn của hắn,
tựa hồ cũng bị này vô tận mưa kiếm mặc xuyên thấu qua. Mặt trời mọc đông phương. Ngày ngươi mất cảm giác, cút cho ta. Giang Trần một bước đạp không, Thương Long năm bước, từng bước thăng thiên, một kiếm ngang trời, chém tướng hạ xuống, lệnh vạn người khom lưng, thương thiên quỳ lạy. Đông phương vân hạ kiếm thế, còn không có chờ phát sinh, cũng đã bị chém rơi xuống, cái kia loại cảm giác bị bóp chết trong trứng nước, để Đông phương vân hạc hết sức uất ức, thế nhưng cái kia 108.000 đạo kiếm mưa, tuy rằng bị chặn lại một đại bộ phận, thế nhưng chung quy vẫn là để Đông phương vân hạc bị thương nặng. Giang Trần một kiếm đi về phía tây, theo gió vượt sóng, diệt tuyệt cửu thiên, lệnh vạn vật bị chiếm đóng thiên địa, bụi trần nổi lên bốn phía, Đông phương vân hạc bị Giang Trần một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, rơi xuống phàm trần mà đi. Đông phương gia tộc tam trưởng lão, thất bại sao? Cái này Giang Trần, thật sự là thật lợi hại, nhìn ta hoa cả mắt a. Giang Trần oai, cái thế như rồng, ta hách liên ra, chung quy là muốn quật khởi, ha ha ha. Trận chiến này, Giang Trần có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trên trời cao, tất cả đều là cảm thán vẻ, được làm vua hầu người thua là giặc, không có ai biết, Đông phương vân hạc mạnh bao nhiêu, bọn họ chỉ biết là, Giang Trần khủng bố, cái thế vô song. Vào giờ phút này, Đông phương vui cùng Đông phương liên sóc, cũng đều là thận trọng từng bước, ở hách liên phong nhứ cùng Nguyệt Nhi song trọng công kích bên dưới. Hai người bọn họ tình cảnh, cũng biến thành càng ngày càng gian nan, Đông phương liên sóc vô cùng phẫn nộ, thực lực của chính mình, lẽ ra nên đối phó hách liên Nguyệt Nhi nhẹ nhàng như thường, nhưng là trong tay nàng thiên cơ thạch, thật sự là thật là đáng sợ, không chỉ có thể thấy rõ mình tiên cơ, hơn nữa có thể sớm chính mình một bước xuất chiến. Thật sự là tương đương vô lại, Đông phương liên sóc cùng Đông phương vui có thể nói là không ngừng kêu khổ, vốn tưởng rằng tam trưởng lão đã chắc chắn thắng, ai biết, ba người bọn họ bên trong, Đông phương vân hạc nhưng là thê thảm nhất một khắc đó. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng mà xuống, đối mặt quỳ một chân trên đất Đông Phương Vân Hạc, Giang Trần ánh mắt, sát cơ phun trào. Hôm nay toán ta Đông Phương Vân Hạc vấp ngã, tiểu tử, khoản nợ này, ta nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ. Đông Phương Vân Hạc lau máu tươi trên khóe miệng, trầm giọng quát lên. Không cần, ta Giang Trần không thích món nợ, bởi vì ta từ trước đến giờ đều là một cái chuyện hôm nay xong người. Giang Trần cười nói. Đông Phương Vân Hạc hô hấp hơi ngưng lại. Sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nói ra, ngươi muốn làm gì? Câu nói này, là ta hỏi ngươi đi, Đông phương trưởng lão, ngươi muốn làm gì, lẽ nào ngươi quên sao? Ngươi có thể là muốn giết ta, lẽ nào ngươi không cảm thấy người giết người, người hằng giết chi sao? Vì lẽ đó hiện tại, ta cũng chỉ có một mục tiêu, muốn giết ngươi, khoản nợ này ta cũng sẽ không nhớ ở trong đầu. Ngươi nói đúng không? Giang Trần hai tay hoàn ngực, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta Đông phương gia tộc hung hăng, ngươi không thể nào không biết, ta không tin, ngươi dám giết ta. Ngươi như giết ta, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta Đông phương gia tộc người, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm, nếu không thì, cuối cùng hối hận người, nhất định là ngươi. Đông phương vân hạc ngoài mạnh trong yếu nói, hắn nhìn thấy Giang Trần mắt bên trong tất cả đều là sát cơ, bất quá vào lúc này, hắn đã hơi sợ, Giang Trần một khi động sát cơ, như vậy hắn khả năng thật sự sẽ bị đối phương xóa bỏ. Nhân vì là thực lực của hắn, xác thực kém xa Giang Trần. Bất luận làm sao, ngươi hẳn phải biết, ở ngươi quyết định giết ta trước, ngươi liền muốn có bị giết giác ngộ, nếu không thì, trên đời cái nào có chuyện tốt như vậy đây? Giang Trần một mặt không sao cả nói ra. Ngươi không thể giết ta, ta là Đông Phương gia tộc tam trưởng lão, không ai có thể đụng đến ta Đông Phương gia tộc, đến thời điểm không chỉ là ngươi, toàn bộ hách liên gia tộc cũng sẽ bị ngươi kéo xuống nước, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm. Đông Phương Vân Hạc luôn mãi nói ra. Trong nội tâm, đã là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta nói rồi, không ai có thể tổn thương người đàn bà của ta, này cũng không ngoại lệ. Giang Trần trầm giọng quát lên, trong mắt sát cơ, nháy mắt để Đông Phương Vân Hạc trong lòng hồi hộp một tiếng, tựa hồ cảm thấy tử thần tuyên án. Ngươi đây là ở tự chịu diệt vong, mặc dù là ngươi giết ta, ngươi không có khả năng sống sót ly khai Đông Thắng Thần Châu, tin tưởng ta, ngươi sẽ bị Đông Phương gia tộc đuổi giết được chân trời góc biển. Đông Phương Vân Hạc hung hãn nói. Nhưng rõ ràng nhất hắn đã không có phía trước sức mạnh. Ngươi khả năng đối với ta có cái gì lầm giải, ngươi chết, liền xong hết mọi chuyện, cái chết của ta, có liên quan gì tới ngươi? Vì lẽ đó hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. Giang Trần lạnh rên một tiếng, thiên long kiếm lôi kéo khắp nơi, vô tận kiếm khí, lại lần nữa áp sát Đông Phương Vân Hạc. Đông Phương Vân Hạc sắc mặt nhợt nhạt, lui nhanh mà đi, nhưng là hắn đã không thể lui được nữa. Ngũ hành thần long ấn. Giang Trần một ấn đánh ra. Đông Phương Vân Hạc trực tiếp là bị chính mình xóa bỏ, thân thể thiêu hủy, linh hồn lại vẫn nghĩ muốn chạy trốn mà đi, đại vũ kết hồn đang trực tiếp đem bọc lại, cắn nuốt linh hồn của hắn,
Đông Phương Vân Hạc cứ như vậy bị Giang Trần trực tiếp mạt sát, sở hữu Hách Niên gia tộc người, toàn bộ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Giang Trần đáng sợ như vậy, đây chính là Đông Phương gia tộc tam trưởng lão A, lại bị Giang Trần không chút lưu tình chém xuống, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tam trưởng lão, Đông Phương Liên Sóc muốn rách cả mí mắt, Đông Phương Vui cũng là cả người run lên, hai người bọn họ bị buộc tình cảnh đáng lo, vốn tưởng rằng có thể có được tam trưởng lão cứu viện, thế nhưng ai từng nghĩ, Giang Trần trực tiếp mạt sát Đông Phương Vân Hạc, tình cảnh này, thực tại để hai cái người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Còn ngươi nữa, Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng nụ cười, để Đông Phương Liên Sóc cảm thấy sờn cả tóc gáy, liền tam trưởng lão cũng đã chết ở Giang Trần trong tay, hắn biết chính mình hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Ta đi trước một bước. Đông Phương Liên Sóc vừa thấy thời cơ không ổn, trong nháy mắt nghĩ muốn chạy trốn mà đi, nhưng mà, Giang Trần nhưng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, Đông Phương Vui cùng Đông Phương Liên Sóc đồng thời lao nhanh mà đi, kết cục, nhưng là để người làm người ta ngoác rơi cả cằm, Giang Trần không hề động một chút nào, thế nhưng làm hai cái người còn không có chạy ra bên ngoài ngàn dặm, chính là trực tiếp từ trên hư không, rơi xuống. Giang Trần một đạo linh hồn chi niệm, nháy mắt để hai người bọn họ mất đi sức chiến đấu, bản cũng đã là cung dương huyết đà. Giang Trần lấy đoạt phách thần quyết, nháy mắt để hai người bọn họ đánh mất sức chiến đấu, thậm chí ngay cả chạy trốn, đều là hoàn toàn không có cơ hội. Tên đáng chết. Đông Phương Liên Sóc sắc mặt càng ngày càng khó coi, Giang Trần từng bước một đi tới, nhưng như là đạp ở hắn giữa ngực bên trên, để Đông Phương Liên Sóc tâm, trở nên không ngừng rung động. Còn muốn tiêu diệt Hách Liên gia tộc, ngươi có bản lãnh này sao? Giang Trần cười lạnh nói, nhìn nằm trên mặt đất giống như chó chết, bị thương nặng Đông Phương Liên Sóc, lắc lắc đầu. Giang Trần, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, không chỉ là Đông Phương gia tộc, liền phù đồ tháp, cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải biết, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong, ngươi muôn ngàn lần không thể đủ đi tới một con đường không có lối về. Đông Phương Liên Sóc không ngừng lui về phía sau mà đi, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào cho hắn chạy trốn. Ngươi cho rằng, ta thật sự sợ ngươi phù đồ tháp sao? Ta Giang Trần từ trước đến nay đều không biết chữ sợ viết như thế nào, phù đồ tháp tuy rằng hung hăng, thế nhưng ta Giang Trần, thể sống chết không theo. Nghe lời ngươi, tựa hồ còn đang khuyên ta, cũng được, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, trên hoàng tuyển lộ, các ngươi Đông Phương gia tộc người, nhất định không cô đơn. Giang Trần nụ cười thuần hậu, nhưng là ở trong mắt Đông Phương Liên Sóc, người này, nhưng là tử thần mỉm cười, tam trưởng lão đã bị Giang Trần xóa bỏ, hắn còn sẽ quan tâm hai người bọn họ sao? Giang Trần ở Hách Liên gia tộc tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, không chút do dự mạt sát Đông Phương Liên Sóc cùng Đông Phương Vui hai người. Liền Hách Liên Phong Nhứ cũng là thở dài một tiếng, hắn biết mình đã chạy không thoát, thế tất đã cùng Đông Phương gia tộc kết thù, hơn nữa cùng Giang Trần trói chặt ở cùng nhau, thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, ai để Giang Trần chiếm được thiên cơ thạch đây. Đồng thời còn lĩnh ngộ bọn họ Hách Liên gia tộc thiên cơ bí điển, vì lẽ đó Hách Liên Phong Nhứ cũng chỉ có thể theo Giang Trần, lên này thuyền giặc. Đông Phương gia tộc người tuy rằng chết rồi, thế nhưng Hách Liên Phong Nhứ biết, bọn họ ở Đông Thắng Thần Châu bên trên chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Hơn nữa Hách Liên gia tộc quật khởi con đường, cũng chỉ là sơ lộ tài năng, nhưng là bọn hắn quật khởi con đường, có lẽ gian nan nhất, chính là chống lại Đông Phương gia tộc. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, như xuân gió đập vào mặt, Giang Trần lắc lắc đầu, nhìn về phía Hách Liên Phong Nhứ, nói. Hách Liên gia tộc cùng ta hữu duyên, ta Giang Trần cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, ta đã lập xuống lời thề, tuy rằng chiếm được Hách Liên gia tộc thiên cơ bí điển, lĩnh ngộ thiên cơ thạch huyền bí. Thế nhưng ta Giang Trần tuyệt không chuyển người thứ hai, Hách Liên gia tộc, cứ yên tâm đi. Hách Liên Phong Nhứ gật gật đầu, hắn nào dám không theo. Hắn có thể không phải là đối thủ của Giang Trần, cái kia tự cho là Đông Phương Vân Hạc đã chết, hắn có thể không nghĩ bước tên kia gót chân. Hách Liên Phong Nhứ không nhịn được vì chính mình ngắt một vệt mồ hôi lạnh, may mà hắn lúc trước không có trực tiếp đem Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đẩy ra đi, nếu không thì, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Có thể từ thiên ý chi môn bên trong đi ra, Giang Trần tuyệt đối thì có được trời cao chăm sóc ưu thế, điểm này, Hách Liên Phong Nhứ nhất định biết được, chỉ bất quá hắn cũng không muốn nói nhiều, nếu thiên cơ thạch đã ở Nguyệt Nhi trong tay, như vậy tất cả tựu đều không trọng yếu. Gia chủ, còn có một chuyện, ta nhất định phải muốn nói với người mình tình huống. Nguyệt Nhi trầm thấp nói ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương vẻ. Cứ nói đừng ngại. Hách Liên Phong Nhứ nói. Từ nay về sau, ta Hách Liên gia tộc. Lại không thiên ý chi môn. Nguyệt Nhi, làm cho toàn bộ Hách Liên gia tộc người, đều là trở nên khẩn trương, lời nói này vì sao lại nói thế à? Tại sao muốn như vậy? Lẽ nào Nguyệt Nhi muốn đoạn tuyệt bọn họ Hách Liên gia tộc ngày sau thiên tài thí luyện chi địa sao? Trong lòng của mỗi người đều là dị thường khó chịu,
trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng Nguyệt Nhi, nhất định có thâm ý khác. Hách Liên Phong Nhứ tuy rằng cũng là hơi nhướng mày, thế nhưng là nói thẳng không kiêng kỵ, nói một chút coi đi, tại sao? Hách Liên Phong Nhứ nói ra nghi vấn của mọi người, người ở tại tràng, cũng đều là ngóng trông, nhìn Nguyệt Nhi, hy vọng bọn họ có thể có được hoàn mỹ giải thích. Chuyện này, ta chỉ có thể cùng ngài còn có năm vị trưởng lão nói. Nguyệt Nhi thấp giọng nói. Hách Liên Phong Nhứ trong lòng hơi động, hắn biết, lúc này khả năng liên lụy rất lớn, vì lẽ đó Nguyệt Nhi mới không nguyện ý công chưa ở chúng, mà là chỉ cùng hắn cùng với năm vị trưởng lão kể ra. Tốt, ngươi nói đi, ta phong bế cùng ngoại giới liên hệ, bây giờ chỉ có thể chúng ta mấy người nghe được. Hách Liên Phong Nhứ nói ra, năm vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều là đang mong đợi Nguyệt Nhi có thể đưa ra bọn họ một cái giải thích hợp lý, tại sao Thiên Ý Chi Môn, từ đây phía sau tựu không tồn tại nữa đây. Thiên Ý Chi Môn bên trong, tổng cộng có hai vị tổ tiên, nhưng mà hai vị này tổ tiên, lại không phải là vì rèn luyện ta Hách Liên gia tộc con cháu đời sau, mà là vì bọn họ bản thân tư dục, bởi vì bọn họ nghĩ muốn dùng con cháu đời sau bên trong thực lực siêu cường người, đến gánh chịu bọn họ vô thượng thần hồn của bọn hắn, đã vượt qua đế cảnh cường giả, vì lẽ đó nhất định phải mạnh vô cùng thế đệ tử thiên tài, mới có thể gánh chịu. Vì lẽ đó từ cổ chí kim, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn người, hầu như không ai có thể thành công. Càng có người trực tiếp chết ở Thiên Ý Chi Môn bên trong, chính như cha của ta. Nguyệt Nhi trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói. Phụ thân ta, chính là bọn họ coi trọng nhất thiên tài, cho nên mới phải nghĩ muốn đem phụ thân ta lưu ở Thiên Ý Chi Môn bên trong, xóa đi linh hồn của hắn lực lượng, chiếm cứ cơ thể hắn, một lần nữa trở về. Thế nhưng, phụ thân ta vùng vẫy giấy chết, cuối cùng cá chết lưới rách bên dưới, chung quy vẫn là không thể để hai vị kia tổ tiên thực hiện được. Ngàn tỷ năm qua, chính vì bọn họ đối với Hách Liên gia tộc thiên tài tàn phá hầu như không còn, vì lẽ đó chúng ta Hách Liên gia tộc mới có thể nhân tài khó khăn, Hách Liên gia tộc mới sẽ xuống dốc đến nay. Ngươi nói này chút, nhất định chính là hoàn toàn là nói bậy, Thiên Ý Chi Môn vẫn luôn là ta Hách Liên gia tộc tổ địa, làm sao có khả năng sẽ có như vậy chuyện giận gân việc phát sinh. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, tức giận nói ra. Ta biết, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta đang nói hưu nói vượn, nhưng là các ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Mặc dù là từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra người, bọn họ nắm giữ quá chính mình đã từng ký ức sao? Chính là bởi vì những cường giả kia, không cách nào gánh chịu thần hồn của bọn hắn, vì lẽ đó bị xóa đi trước kia ký ức, điều này cũng làm cho có phía sau người từng nói, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, nhất định sẽ quên mất trước kia tục thế. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trưởng lão là vì đó nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì con cháu đời sau, đúng là như thế. Hách Liên Phong Nhứ rơi vào trong trầm mặc, hắn biết, Hách Liên Nguyệt Nhi nói có đạo lý, nhưng là bọn hắn cũng không thể nào tin nổi Hách Liên Nguyệt Nhi lời nói của một bên, bất quá tất cả những thứ này, đúng là để hắn cả người chấn động, tê cả da đầu, trên đời, làm sao sẽ có như vậy tàn bạo tổ tiên. Đây quả thực là hố hỏng rồi mình con cháu đời sau, thật là đáng sợ, cơ hồ là dọa người nghe nghe, cái này cũng là tại sao Nguyệt Nhi không có thẳng thắn nói cho cả gia tộc tất cả mọi người, vì chính là không đưa tới khủng hoảng. Cho nên nàng mới có thể chỉ đem nguyên ủy của chuyện này nói cho gia chủ cùng với mấy vị trưởng lão. Trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiêu hóa hết Nguyệt Nhi nói tất cả. Lời ngươi nói tất cả, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên Ý Chi Môn ngàn vạn năm đến, đều là như vậy, nhưng là một mực ngươi cùng Giang Trần từ bên trong đi ra phía sau, biến thành bộ dáng bây giờ, tuy rằng ngươi là ta Hách Liên gia tộc người, ta không thay đổi hoài nghi ngươi, thế nhưng ngươi cảm thấy... này bình thường sao? Lời của đại trưởng lão lại lần nữa làm cho tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Nguyệt Nhi không thể tin hết, đương nhiên cũng không thể không tin, vì lẽ đó bọn họ mới có thể như vậy bị động. Thế nhưng Thiên Ý Chi Môn cho tới nay đều là sự cảm nhận của bọn họ bên trong thần thánh nhất đất cho thuê, làm sao trong chớp mắt biến thành phân che giấu chuyện xấu nơi đây? Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận người nào đều là có chút không tiếp thụ được. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, nàng biết cái này cũng là ở lẽ thường bên trong. Thế nhưng sự thực như vậy, nàng thậm chí không biết nên khuyên như thế nào này chút tiền bối. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một vệt màu trắng bóng người xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, Hách Liên gia tộc tất cả mọi người là cảm giác được trong cơ thể huyết dịch, tựa hồ cũng là trở nên sôi trào, bắt được bạc đầu lão ông, rõ ràng là Hách Liên gia tộc tổ từ bên trong cung phụng Hách Liên tổ tiên. Tổ tiên, là tổ tiên. Áo trắng như tuyết, bóng người lòm khòm, từ mi thiện mục, phong thái như cũ. Hách Liên gia tộc tất cả mọi người tất cả đều vào đúng lúc này, quỳ lạy hạ xuống. Tổ tiên, là tổ tiên. Tổ tiên hiển linh. Hách Liên gia tộc người, không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ khiếp sợ,
Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thiên cơ thạch bên trong, sẽ có Hách Liên gia tộc tổ tiên, mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, tuy rằng bóng người kia, đã tuổi già sức yếu. Thế nhưng, hắn nhưng là Hách Liên gia tộc tổ tiên. Tổ tiên, đúng là ngài. Hách Liên Phong Nhứ kích động nói. Hách Liên gia tộc đương đại gia chủ, Hách Liên Phong Nhứ, dắt Hách Liên gia tộc con cháu, lễ bái tổ tiên. Hách Liên Phong Nhứ khó nén nội tâm chấn động, bất quá này đích đích xác xác là Hách Liên gia tộc gia chủ không thể nghi ngờ, đây là không ai có thể phản bác. Không cần nói bọn họ, mặc dù là Nguyệt Nhi cũng là vô cùng khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới Hách Liên gia tộc tổ tiên, sẽ ở thiên cơ thạch bên trong. Chỉ có Giang Trần, yên lặng nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có hắn a biết, Hách Liên gia tộc tổ tiên, tự trong thiên cơ thạch. Hách Liên gia tộc gia chủ nhìn Giang Trần một chút, nụ cười híp lại. Chuyện này, Nguyệt Nhi nói không ngoa, nếu như không phải vì bằng hữu này, có lẽ chúng ta Hách Liên gia tộc, đã lập tức sẽ suy yếu đi xuống, ngàn tỷ năm qua, bọn họ làm quá nhiều để ta thất vọng sự tình, thế nhưng may mà, Hách Liên gia tộc bất diệt, chúng ta tự lại có quật khởi lần nữa hy vọng. Ta không thể giữ lâu ở người đời, vì lẽ đó lời nói này chỉ vì thức tỉnh các ngươi, tổ tiên nói như vậy, cũng không phải là thánh dụ, có thể các ngươi muốn nhận rõ chính mình, nhận rõ Hách Liên gia tộc, chỉ có như vậy, mới có thể trường thịnh không suy. Hách Liên gia tộc hy vọng, tất cả đều ở vai của các ngươi vai bên trên, không nên để ta thất vọng, không nên để Nguyệt Nhi thất vọng, trên bả vai nàng, có các ngươi tất cả mọi người đối với tương lai ước ao cùng mong đợi, chỉ mong, sẽ có một ngày, Hách Liên gia tộc có thể ở trong tay của các ngươi. Trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, Hách Liên cười ha hả nói, tràn đầy hiền hòa dáng vẻ, sở hữu Hách Liên gia tộc người, rất nhiều đều là không nhịn được mừng đến phát khóc, đối mặt mình tổ tiên, trong lòng bọn họ tràn đầy hổ thẹn, đặc biệt là năm đại trưởng lão. Còn suýt nữa vu hại Nguyệt Nhi, hơn nữa bọn họ càng thêm muốn người nói xin lỗi, càng là Giang Trần, từ tổ tiên trong miệng biết được, nếu như không phải Giang Trần, có lẽ chỉ bằng vào Nguyệt Nhi một người, là căn bản không thể từ thiên ý chi môn bên trong đi ra. Cho tới trong đó ngàn cân treo sợi tóc, cũng là bọn hắn căn bản không biết. Bất quá Giang Trần bây giờ thình lình trở thành Hách Liên gia tộc chúa cứu thế, chỉ bằng vào Nguyệt Nhi lời nói của một bên, có lẽ còn sẽ có vô số người nắm thái độ hoài nghi, thế nhưng bây giờ đã không chỉ là Nguyệt Nhi từng nói. Liền tổ tiên, đều đối với Giang Trần có đánh giá cao như vậy. Có thể tưởng tượng được, trận chiến này, thiên ý chi môn bên trong, Giang Trần đến tột cùng có bao nhiêu cống hiến, hơn nữa thiên cơ thạch, chính là từ Giang Trần lấy được. Ta phải đi, các ngươi tự lo lấy đi. Hách Liên gia tộc, muốn nghĩ trường thịnh không suy, nhớ kỹ, thiên cơ tự ở nhân tâm, thiên ý, cũng không phải là ta Hách Liên gia tộc truy đuổi vĩnh hằng. Nói xong, Hách Liên chính là biến mất ở hư không trong đó, cái kia đạo tàn ảnh. Cho Hách Liên gia tộc người lưu lại chấn động thật sự là rất nhiều nhiều nữa, cho đến hiện tại, bọn họ đều là không nghĩ tới, sẽ là như vậy một kết quả. Hách Liên Phong Nhứ sắc mặt ngưng trọng, ngữ trọng tâm trường nói ra. Giang huynh đệ, từ nay về sau, ta Hách Liên gia tộc, cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, trước chỗ mạo phạm, mong rằng ngươi cố gắng tha thứ. Hách Liên Phong Nhứ quay về Giang Trần sâu sắc bái một cái, này một cung, ý nghĩa trọng đại, để sở hữu Hách Liên gia tộc người, đều thấy Giang Trần trọng yếu. Hắn nghĩa bạc vân thiên, mới có Hách Liên gia tộc tương lai. Hách Liên gia chủ khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Trần cười một cái nói, thời khắc này, hắn có thể đủ từ nơi này đi ra, đồng thời gặp được Nguyệt Nhi, đã là đủ hài lòng, vì lẽ đó hắn cũng không tính tiếp tục ở Hách Liên gia tộc lưu lại nữa, hơn nữa chính mình giết liên tục Đông Phương gia tộc ba người, nếu như vào lúc này tiếp tục ở Hách Liên gia tộc lưu lại nữa, không thể nghi ngờ là tự cấp Hách Liên gia tộc chiêu hắc. Dễ như ăn cháo. Có thể không có Giang Trần huynh đệ như thế bản lãnh lớn, ha ha ha. Hách Liên Phong Nhứ cười lớn nói, chính mình cuối cùng lựa chọn đứng ở Giang Trần bên này, xem ra vẫn là chính xác, hoàn hảo là Giang Trần hai người phụ nữ nhắc nhở hắn. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi tốt, ta là Hách Liên Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đi vào Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, khẽ mỉm cười, ung dung tự tin, nam nhân có lẽ không thấy được, thế nhưng tâm lý nữ nhân tuy nhiên cũng tựa như gương sáng được. Dù cho là Yến Khuynh Thành cũng có thể thấy, Nguyệt Nhi đối với Giang Trần tình thâm ý trọng. Xin chào, ta là Vũ Ngưng Trúc. Yến Khuynh Thành. Hai cái người tuy rằng nụ cười thuần hậu, thế nhưng Nguyệt Nhi rõ ràng cảm giác được, hai người bọn họ tựa hồ cũng không quá vui vẻ chính mình, Nguyệt Nhi không nhịn được có chút mất mát, thế nhưng nàng minh bạch, hai nữ nhân này, nhất định là đại ca ca trong lòng cực kỳ trọng yếu nữ nhân. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, cũng có vui vẻ một người quyền lợi, Nguyệt Nhi biết bản thân nàng không cách nào phủ nhận. Đại ca ca ở trong mắt của nàng ấn tượng, là bất luận người nào đều không thể thay thế, bất kể là trước đây, hiện tại, hay là tương lai. Bây giờ Hách Liên gia tộc đã không có chuyện gì, Nguyệt Nhi cũng đã an toàn, trong lòng ta cũng là ổn định, bất quá ta nghĩ, ta cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này.
Giang Trần nói ra. Đại ca ca, ngươi phải đi. Nguyệt Nhi mặc dù biết Giang Trần không lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nhưng vẫn là khó nén thất lạc, dù sao nàng cùng đại ca ca vừa gặp mặt không bao lâu, tựu lại muốn phân rời, thật sự là làm người ta trong lòng cay đắng khó chặn. Ngươi có thể theo ta cùng đi. Giang Trần nói. Nguyệt Nhi trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Nguyệt Nhi vẫn chưa thể đi, hiện tại Hách Liên gia tộc còn thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, ta có thể nào một người rời đi luôn đây? Bây giờ Hách Liên gia tộc cần ta, cần một cách có thể cho bọn họ chỉ dẫn phương hướng người, hơn nữa trong lòng ta càng có phụ thân di chí, ta sẽ không xem thường buông tha, Hách Liên gia tộc, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu bên trên, nhất nổi tiếng gia tộc. Nguyệt Nhi thanh âm vô cùng lanh lảnh, nhưng là ánh mắt của nàng, nhưng nóng bỏng vô biên, đã sớm không còn là lúc trước cái kia u mê thiếu nữ, bây giờ nàng, tâm hoài gia tộc, tràn đầy trả thù, bởi vì nàng không còn là chiến đấu một mình, có sở hữu Hách Liên gia tộc người, có cha của nàng chi hồn, kèm theo nàng tả hữu. Vì là Hách Liên gia tộc chi quật khởi mà phấn đấu. Lần này đi kinh niên, không biết khi nào chả có thể không gặp mặt nhau nữa, bất quá Đông Phương gia tộc thực lực, cũng là không giống bình thường, ta bây giờ gây họa, giết người, phủi mông một cái liền đi, chung quy là không tốt lắm, vì lẽ đó ta liền ở đây bố trí xuống đại trận, tuyệt đối có thể giúp đỡ bọn ngươi chống đỡ chống ngoại địch. Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, hắn bây giờ trận pháp trình độ, đã có thể nói đăng phong tạo cực, chính là chín am vương, cũng là đối với hắn tràn đầy kính phục, Giang Trần có lòng tin, hắn bày ra trận pháp, trừ phi là tiếp cận đế cảnh người, mới có thể sẽ phá vỡ, nếu không thì, nhất định sẽ vững như thành đồng vách sắt. Vài ngày sau, trận pháp đại thành, toàn bộ Hách Liên gia tộc người, đều là tràn đầy vui sướng, đặc biệt là Hách Liên Phong Nhứ, tuy rằng hắn không có nói rõ, thế nhưng chính như Giang Trần nói, ngươi giết xong người, đắc tội rồi người, lưu lại chúng ta Hách Liên gia tộc chịu tội, là thật là có chút không quá trượng nghĩa, thế nhưng lời nói này từ Giang Trần tự mình nói đi ra, như vậy ý nghĩa cũng không giống nhau. Giang Trần trận pháp, thực tại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, này kinh khủng đại trận, mặc dù là Đông Phương gia tộc cả tộc mà vào, cũng tuyệt đối không khả năng phá hư, lệnh Hách Liên Phong Nhứ đám người, vô cùng hưng phấn. Làm Giang Trần ly khai phía sau, Nguyệt Nhi cũng là tương đối không muốn, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Đại ca ca bên người có nhiều như vậy người làm bạn, có lẽ căn bản đều không cần chính mình đi. Nguyệt Nhi ngồi ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn Giang Trần đám người bóng lưng rời đi, tương tư buồn đoạn trường, thời khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này hàm nghĩa. Bởi vì nàng từ trước đến nay không biết, nhớ nhung một người, thống khổ như thế. Làm Giang Trần ly khai phía sau, Hách Liên Dung Nhi cũng là bị đại trưởng lão cho phóng thích ra ngoài, nhìn Nguyệt cô cô thương tâm dáng vẻ, Hách Liên Dung Nhi cũng là khuôn mặt phiền muộn vẻ. Hắn cũng đi rồi, Nguyệt cô cô, ta tâm tính thiện lương như cũng đi theo hắn đi rồi. Hách Liên Dung Nhi lẩm bẩm nói ra, ngồi ở Nguyệt cô cô bên người. Nguyệt Nhi cay đắng nở nụ cười, sờ sờ Hách Liên Dung Nhi đầu, ôn nhu nói, muốn khóc, tự khóc lên đi. Hách Liên Dung Nhi trong nháy mắt nhào vào Nguyệt cô cô trong lòng, không ngừng mà khóc thút thít. Nguyệt cô cô, ngươi từ trước đến nay chưa nói với ta, yêu thích một người, là thương tâm như vậy, ta không nghĩ hắn ly khai, ta thật giống cùng hắn cùng đi. Ngươi nói, ta là thật yêu hắn sao, nhưng là chúng ta, thật sự sẽ có tương lai sao? Phải tin tưởng, tất cả đều có thể. Nguyệt Nhi nói nhỏ, bất kể như thế nào khuyên nói đến người khác, thế nhưng bản thân nàng, nhưng đã sớm sâu sắc luân hãm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nguyệt Nhi thẻ ngọc bên trên, nhưng là xuất hiện một đạo nguy hiểm tín hiệu, làm nàng chạy ra ngọc giản một khắc đó, trên mặt đẹp, nhưng là bỗng nhiên mà biến. Có lẽ, ta thật sự nên ly khai một đoạn thời gian. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ra, chậm rãi đứng lên, nắm chặt ngọc giản trong tay, Giang Trần bây giờ đem chọn cái Hách Liên gia tộc đều là hoàn toàn đánh tạo thành một tòa vững như thành đồng vách sắt sắt thành, vì lẽ đó tạm thời cũng không cần lo lắng Đông Phương gia tộc xâm lấn, mặc dù là bọn họ tìm đến cửa đây đến, chỉ cần thủ trụ gia tộc hộ tộc đại trận, như vậy tất cả tựu đều không có vấn đề. Nguyệt cô, ngươi muốn ly khai Hách Liên gia tộc sao? Ta có thể với ngươi cùng đi sao? Ta muốn đi tìm hắn, cho dù là chết, chân trời góc biển, ta cũng không sợ khổ cực, mang ta đi chung đi, được không? Hách Liên Dung Nhi ôn nhu nói, một mặt ủy khuất nhìn về phía Nguyệt Nhi than nhẹ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, tuy rằng Nguyệt Nhi thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, thế nhưng nàng dù sao chưa va chạm nhiều, ngay cả mình cũng không dám nói ở tại thần giới hoành hành vô kỵ, một khi gặp phải lòng mang ý đồ xấu người, nàng là phi thường dễ dàng trên đan bị lừa gạt. Hơn nữa Nguyệt Nhi rất rõ ràng Hách Liên Dung Nhi tính cách, mặc dù là chính mình không mang theo nàng đi, nàng khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp rời đi,
chẳng bằng mang theo nàng, cũng coi như là lẫn nhau trong đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tại mọi thời khắc cùng ở ta bên người, chờ ta để cho ngươi rời đi, ngươi cũng tuyệt đối không thể không nghe lời. Nguyệt Nhi trầm giọng nói ra, trầm thấp thanh âm lạnh như băng, vẫn là Hách Liên Dung Nhi lần thứ nhất gặp phải, bất quá nàng biết Nguyệt cô cô chắc chắn sẽ không vứt xuống chính mình. Được, ta biết rồi, Nguyệt cô cô. Hách Liên Dung Nhi một đôi mắt mèo giống như tinh lượng hai con mắt, lập lòe kiểu khác hào quang, nàng rốt cục có thể ly khai Hách Liên gia tộc, đi truy tầm trong lòng mình Bạch Mã Vương Tử. Vì tình yêu, vì mộng tưởng, vì mình theo đuổi, cả một đời, nàng cũng sẽ không hối hận. Lúc này, Giang Trần bốn người, thẳng đến Trung Châu Thần Thổ mà đi, lần này, Giang Trần mục tiêu, chính là Hóa Thạch Tông. Đồ đệ mình nữ nhân, bị Hóa Thạch Tông người như vậy, cuối cùng đến chết, hắn nhất định muốn đòi về cái công đạo này. Hơn nữa bây giờ hắn không có khả năng ở Đông Thắng Thần Châu tiếp tục chờ đợi, Đông Phương gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao hắn chính là giết Đông Phương gia tộc ba người, cũng đều là thân phận hiển hách người, hai cái trưởng lão một gia tộc thiên tài, loại này thâm cừu đại hận, Đông Phương gia tộc phàm là yếu điểm bộ mặt, tự là không có khả năng buông tha Giang Trần. Bắc Lương Thần Châu Giang Trần không có khả năng đi, bây giờ hắn chỉ có thể lại lần nữa trở về Trung Châu Thần Thổ, bởi vì hắn tin chắc Tiểu Vũ nhất định ở Trung Châu Thần Thổ bên trên. Chính mình ly khai, có phải là có chút không nỡ lòng bỏ? Yến Khuynh Thành cười nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt, nhưng là có một phen đặc biệt ý nhị. Giang Trần ngẩn ra, nhún nhún vai nói ra. Cái này có gì, bên người mỹ nữ làm bạn, ta có cái gì không bỏ được, lại nói ta vẫn luôn tóm chăng đây làm em gái, nhiều năm như vậy, nàng là ta duy nhất quan tâm tới muội muội. Cái gì ca a muội a, quay đầu lại, ta nhìn tóm lại là muốn làm ở chung với nhau. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói. Tựa hồ hoàn toàn khác nhau ý Giang Trần quan điểm, thậm chí đi thẳng vào vấn đề, để Giang Trần không nói gì đối mặt. Ngươi coi nàng là thành muội muội, thế nhưng nàng nhưng chưa chắc coi ngươi là thành muội muội, Tiểu Trần Tử, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng chứ. Trực giác của phụ nữ có thể là phi thường chuẩn, điểm này, ngươi không lừa được của chúng ta. Vũ Ngưng Trúc cũng là bĩu môi, tựa hồ có hơi ghen tuông. Ta biết ngươi quan tâm ta, Ngưng tỷ, thế nhưng ta hiện tại thật sự không tâm tư đi nghĩ chuyện này, ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là mau chóng tìm tới Tiểu Vũ, chỉ cần có thể tìm tới Tiểu Vũ, ta trong lòng khối này đại thạch đầu, mới có thể triệt để yên tâm, các ngươi cùng ý nghĩ của ta đi. Giang Trần thở dài một tiếng nói ra. Vũ Ngưng Trúc nắm Giang Trần tay, một khắc đó, nhưng là một câu nói cũng không nói được, bọn họ trong đó, chỉ có tâm liên tâm, mới có thể tìm được lẫn nhau tồn tại, từ nay về sau, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng Giang Trần ra đi. Hy vọng ngươi đừng gặp một cái yêu một cái tựu được, hừ. Nếu không thì, làm sao xứng đáng Tiểu Vũ tỷ? Yến Khuynh Thành vẫn là hết sức lạnh lẽo, liền Giang Trần cũng không biết, nên làm gì tỉnh lại trí nhớ của nàng, linh hồn của nàng phảng phất bị kích thích cực lớn, vì lẽ đó hiện tại mới có thể hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Sư phụ, ta còn có một cái sư nương sao? Vương Phượng Kỳ một mặt kinh ngạc nhìn sư phụ hỏi, sư phụ anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, công phu thâm hậu tạo hóa, có nhiều nữ nhân như vậy yêu thích hắn, cũng hợp tình hợp lý. Hừm. Đó là ngươi đại sư mẹ. Giang Trần gật đầu nói. Tam sư mẹ, ta cảm thấy được sư phụ tiểu tốt vô cùng, ngươi vậy cũng chớ oán giận sư phó. Vương Phượng Kỳ thấp giọng nói ra. Ai là của ngươi tam sư mẹ? Nói hưu nói vượn nữa, ta một trường đập chết ngươi. Yến Khuynh Thành mặt cười ửng đỏ, tuy rằng sắc mặt âm trầm, thế nhưng là cũng không có động thủ thật, sợ đến Vương Phượng Kỳ trong nháy mắt ngậm miệng không nói, bất quá Giang Trần nhìn ra, Yến Khuynh Thành đã bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi chính mình. Tuy rằng nàng không yêu hắn, thế nhưng nàng sâu trong nội tâm, đã rõ ràng, mình cùng nàng quan hệ giữa. Trong lúc vô tình, mấy tháng có thừa, Giang Trần đám người, đã lại lần nữa đã tới Côn Sơn quận địa giới. Côn Sơn quận, Hóa Thạch Tông. Là một trong Côn Sơn quận 10 đại tông môn, bây giờ Hóa Thạch Tông, có thể coi là Bạt Kiếm Tông bên dưới, phi thường có uy vọng có thực lực tông môn, tuy rằng Đạm Đài Kinh Tàng không có ở kiếm chủ tranh cướp bên trong thắng được, thế nhưng Hóa Thạch Tông ở Bạt Kiếm Tông trong lòng. Đã là đại tông hàng ngũ, làm Bạt Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, lần này, Giang Trần tiến về phía trước, là mang theo phẫn nộ cùng trách nhiệm chi tâm đi, thế tất yếu ở Hóa Thạch Tông, nhấc lên một trận mưa máu gió tanh. Hóa Thạch Tông, ta Vương Phượng Kỳ, lại đã trở về. Vương Phượng Kỳ sắc mặt âm trầm nói, thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo cùng khát máu vẻ, đối với cái này vô tình mà máu lạnh tông môn, hắn không có mảy may tình nghĩa, bây giờ cùng sư phụ lại lần nữa trở lại Hóa Thạch Tông. Hắn càng là tràn đầy phẫn hận, nếu như mình lúc trước không tiến nhập nơi này, như vậy phong muội cũng sẽ không chết, nhưng là cái kia muôn người chú ý cơ hội, chính mình có thể nào buông tha cho chứ.
Nhưng là không nghĩ tới tiến nhập hóa thạch tông phía sau, sẽ xuất hiện như vậy khiến người thương tâm muốn chết sự tình, đời này của hắn, làm sai lầm nhất một chuyện, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Phượng Kỳ sắc mặt, từ khi tiến nhập Côn Sơn quận phía sau, vẫn phi thường khó coi, Giang Trần cũng là đặt ở trong mắt, khẽ thở một hơi, chính hắn một số khổ đồ đệ, không nghĩ tới đã trải qua trong đời to lớn như thế lên xuống, đối với tâm tính của hắn, nhất định chính là một loại đố kỵ khảo nghiệm tàn khốc. Giang Trần không phải một cái lãnh huyết kẻ vô tình, ngược lại hắn coi trọng nhất đúng là tình nghĩa, hơn nữa từ trước đến nay đều là bên người thân không cần đạo lý, lần này hóa thạch tông hành trình, hắn đã làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị, vì lẽ đó hắn căn bản không để ý đối địch với hóa thạch tông, cái này Bạc Kiếm Tông dưới phụ thuộc tông môn, nếu như vẫn tính hiểu chuyện, thì sẽ không cùng chính hắn một Bạc Kiếm Tông người thứ 9 kiếm chủ chống đỡ được đi, nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, không khác nào tự chịu diệt vong. Giang Trần nhìn thấy Vương Phượng Kỳ, không nhìn được nhớ tới chính mình đã từng bước một từ thần giới quật khởi, từng bước một đi tới hôm nay, chính mình so với hắn muốn may mắn không thiếu, chỉ cái kia loại thảm tuyệt nhân hoàn sự tình không có phát sinh trên người tự mình. Thế nhưng, không biết đây cũng là nhân sinh không như ý 8/19, rất nhiều chuyện, thường thường đều là ngươi căn bản không thể nào đoán trước đến, cái này cũng là Giang Trần đối với bây giờ thể ngộ, Vương Phượng Kỳ nếu là đồ đệ của hắn, như vậy lần này, hắn tự tuyệt đối sẽ không nuông chiều, nhất định muốn ở hóa thạch tông, cho Vương Phượng Kỳ đòi về một cái công đạo. Lúc trước người, còn sống sao? Giang Trần lạnh nhạt nói. Có, hai cái cá lọt lưới, ta không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá Đam Đài Sư Thư đúng là giúp ta nói rồi, chỉ tiếc, vào lúc ấy, nàng cũng không ở hóa thạch tông, Tôn Kiêu Long thậm chí nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng, thế nhưng cuối cùng bị ta trốn thoát. Hóa thạch tông, ngoại trừ Đam Đài Sư Thư ở ngoài, không có một người tốt. Vương Phượng Kỳ muốn rách cả mí mắt nói, cắn răng, nội tâm đau khổ, lại một lần nữa hiện ra trong lòng đầu bên trong, hắn biết rõ, mình bây giờ tình cảnh, cứ việc có sư phụ ở, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể hời hợt, nếu không thì, sư phụ bốc lên vì chính mình lấy lại công đạo, trong lòng hắn đem sẽ tương đối dày vò. Ta biết rồi, Giang Trần gật gật đầu, hai người kia chắc chắn phải chết, hơn nữa hóa thạch tông nếu quả như thật muốn cùng chính mình đối nghịch, như vậy hắn cũng chỉ có thể buông tay một kích, đến thời điểm tự xem ai có thể chống đỡ được thủ đoạn của chính mình. Cái này hóa thạch tông có người nói cũng là một trong Côn Sơn quận 10 đại tông môn, ngươi muôn ngàn lần không thể đủ xem thường a, tiểu Trần tử. Vũ Ngưng Trúc ở một bên quan tâm nói, hóa thạch tông mặc dù là Bạc Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường. Giang Trần thấp giọng nói, đi thôi, trước mắt, chính là hóa thạch tông, một chuyến bốn người, trực tiếp là rơi vào hóa thạch tông núi trước cửa. Núi trước mây mù lượn quanh, vạn dặm uốn lượn, đại sư như cầu vồng, xung quanh kéo dài gồ ghề, tất cả đều là nơi hiểm yếu. Thủ sơn người, là hai cái thiên thần cảnh người, vừa nhìn đến Vương Phượng Kỳ xuất hiện, chính là trong nháy mắt cấp tốc lùi về sau mà đi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng quát lên tặc tử Vương Phượng Kỳ, ngươi nếu còn dám trở về. Thật làm ta hóa thạch tông là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Chính là hắn, giết ta hơn 10 cái tông môn thiên tài, lần này, tuyệt đối không thể để hắn chạy, nhanh đi thông cáo trưởng lão, tự nói Vương Phượng Kỳ đã trở về. Tặc tử, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống đất xin tha, có lẽ chúng ta hóa thạch tông trưởng lão, vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bất quá ngươi giết hóa thạch tông nhiều như vậy thiên tài, ngươi hôm nay còn dám tự chui đầu vào lưới, nhất định chắp cánh khó thoát. Một đám thủ sơn đệ tử, tất cả đều là đi ra, thấy được Vương Phượng Kỳ bọn bốn người, nhanh chóng lùi về sau mà đi, vội vàng tiến nhập trong tông môn, bẩm báo tông môn trưởng lão đi. Ta Vương Phượng Kỳ ở đây, còn không gọi Bành Nguyên cùng Trương Chiến Tích đi ra nhận lấy cái chết. Vương Phượng Kỳ hét lớn một tiếng, ánh mắt như đuốc, đỏ như máu như ánh sáng, giống như một đầu sư tử nổi giận một dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra ngút trời một đòn. Ở trong mắt bọn họ, Vương Phượng Kỳ nhưng là khá là khủng bố, cái tên này chính là một cái điên cuồng giết người ma, bất quá cuối cùng nhưng là bỏ chạy mà đi, không thể bị tông môn giải quyết tại chỗ, cũng coi như là một cái chuyện ăn năn, trở thành gần trăm năm nay, toàn bộ hóa thạch tông nhất là khiến người nói chuyện say sưa sự tình, trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, vốn tưởng rằng người này nhất định cao bay xa chạy, thế nhưng không nghĩ tới lại vẫn dám đi mà quay lại, đây không phải là muốn chết là cái gì. Toàn bộ hóa thạch tông, lần này nhất định dốc hết cả tộc lực lượng, nhất định muốn đem hắn ở lại chỗ này. Loại này nhân thần cộng phẫn đồ đệ, hóa thạch tông hận không thể người người phải trừ diệt. Một đám ngu muội đồ đệ. Giang Trần lắc lắc đầu, lạnh lùng nói ra, còn không có chờ đưa tin người tiến nhập sơn môn trong đó, Giang Trần tiếng quát, đã truyền vang bên ngoài ngàn dặm. Bạc Kiếm Tông kiếm chủ Giang Trần, đến đây tiếp, hóa thạch tông người, ở đâu? Giang Trần quát lạnh một tiếng,
hồi âm lượn lờ, dư âm còn văng vẳng bên tai, ở sơn mạch trong đó, khuấy động thiên lý, không dứt bên tai. Là ai, mạnh như vậy uy thế, chẳng lẽ là có người muốn tới sông ta sơn môn sao? Khó nói, ra ngoài xem, nói không chắc là đại nhân vật gì đến nữa nha. Bạt kiếm tông, kiếm chủ. Thật là bạt kiếm tông sứ giả sao? Thật nếu là như vậy, chúng ta vẫn đúng là nên đi ra cố gắng gặp một lần. Trong nháy mắt, hóa thạch tông chư vị trưởng lão, tất cả đều là từ hóa thạch tông bên trong tách mọi người đi ra, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết, bạt kiếm tông trưởng lão đến đây, bọn họ nhất định phải lấy lễ đối đái, trước tới đón tiếp. Thời khắc này, tự liền hóa thạch tông tông chủ, cũng là từ trong tông môn đi ra, cùng chư vị trưởng lão hiệp. Trong nháy mắt, toàn bộ hóa thạch tông đều là trở nên cực kỳ coi trọng, dù sao bạt kiếm tông kiếm chủ, không phải là tầm thường sứ giả, cái kia địa vị cao, nhưng là tương đương hiền hách, như có thất lễ, ngày sau làm sao cùng bạt kiếm tông bàn giao. Hôm nay bạt kiếm tông sứ giả đến đây, chúng ta nhất định phải lấy lễ đối đái, chư vị trưởng lão, theo ta đi ra đón tiếp đi. Hóa thạch tông tông chủ Lâm Côn trầm giọng nói ra, một mặt nghiêm túc vẻ, chỉ lo mất lễ nghi, dù sao bọn họ vẫn còn cần dựa vào bạt kiếm tông hơi thở. Là một trong Côn Sơn quận 10 đại tông môn, bọn họ bụng làm dạ chịu. Không biết lần này bạt kiếm tông kiếm chủ đến đây, vì chuyện gì? Ngô Chấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hay là trước đi nghênh đón, vừa nhìn đến tột cùng đi. Chúng ta đối với bạt kiếm tông hết sức kính trọng, ta nghĩ bạt kiếm tông sứ giả đến đây, cũng chỉ là làm theo phép mà thôi, nói không chắc có chuyện tốt gì cũng chưa biết chừng đây. Ha ha, tam trưởng lão nói tới đúng, đi thôi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hóa thạch tông tông chủ Lâm Côn mang theo Ngô Chấn Thiên chờ 6 đại trưởng lão, cùng nhau chạy tới núi trước cửa nghênh tiếp. Không xong, việc lớn không tốt, tông chủ. Thủ sơn đệ tử một mặt căng thẳng, vội vội vàng vàng từ cánh cửa ở ngoài, ngự không mà đến, đại khí không tiếp hạ khí nói. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, như vậy hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Một vị trưởng lão trầm giọng nói ra, mở miệng quát lớn. Thủ sơn đệ tử biến sắc mặt. Không kịp giải thích nhiều, vội vàng nói. Sơn môn ở ngoài, cái kia loạn thần tặc tử, Vương Phượng Kỳ, lại đã trở về. Hơn nữa ở hắn bên người, thình lình có mấy vị có thể so với tông chủ cường giả. Tông chủ Lâm Côn đám người sắc mặt biến đổi, vẻ mặt âm trầm. Tặc tử, lại vẫn dám trở về, uổng ta hóa thạch tông đối với hắn nhiều hơn vun bón, thế nhưng không nghĩ tới loại này ngỗ nghịch đồ đệ, dám xử ra tông môn, hơn nữa giết chết nhiều người như vậy, nhìn ta lần này làm sao trừng trị hắn. Không sai, loại này kẻ phản bội, nhất định phải đem lột ra chóc thịt, ngũ lôi oanh mới có thể lấy giải mối hận trong lòng, vì ta hóa thạch tông vong linh chết đi chuộc tội. Hai cái trưởng lão một mặt âm u, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng một vị khác trưởng lão nhưng là theo bản năng nói ra, cái kia bạt kiếm tông kiếm chủ, sẽ không phải là cùng cái kia tặc tử Vương Phượng Kỳ cùng nơi tới trước chứ. Trong nháy mắt, Lâm Côn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nếu như đúng là nếu như vậy có lẽ chuyện hôm nay. Bọn họ đem sẽ trở nên hết sức khó có thể xử lý, chỉ mong, cái này bạt kiếm tông kiếm chủ, cùng tặc tử Vương Phượng Kỳ, không phải kẻ giống nhau. Chỉ mong, cái này kiếm chủ không phải cùng Vương Phượng Kỳ cái kia loại hạng người cùng hung cực ác là cá mè một lứa, chúng ta cũng tốt thanh lý môn hộ, tại vị này bạt kiếm tông kiếm chủ trước mặt, ngược lại cũng có chút có sai lầm tông môn bộ mặt a. Lâm Côn suy nghĩ chốc lát nói ra, thế nhưng thời gian không đám người, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nhìn ngay lập tức vừa nhìn. Cái này bạt kiếm tông kiếm chủ cùng Vương Phượng Kỳ, có phải là hay không người cùng một con đường? Không lâu lắm, Lâm Khôn đám người, chính là xuất hiện ở hóa thạch tông núi trước cửa, trong nháy mắt, Ngô Chấn Thiên sắc mặt, hơi đổi, cả kinh nói, Giang huynh đệ. Là ngươi? Không sai, chính là ta. Giang Trần hơi gật đầu, từ tốn nói. Lâm Côn nhìn về phía Ngô Chấn Thiên, Ngô Chấn Thiên tiếp tục nói. Giang Trần huynh đệ, cũng chính là lúc trước cứu chúng ta ở trong nước lửa người. Ta cùng Kinh Tàng cùng với Tôn Kiêu Long, tất cả đều là bị hắn cứu, có thể nói không có Giang Trần huynh đệ, chúng ta cũng sớm đã chết ở đằng kia bên ngoài. Ngô Chấn Thiên, để Lâm Côn đám người, đều là hết sức kính phục, không nhịn được hướng về Giang Trần, đầu đi vẻ ngưỡng mộ. Cái kia Giang Trần huynh đệ, lẽ nào chính là bạt kiếm tông kiếm chủ sao? Lâm Côn kinh ngạc nhìn Giang Trần. Giang Trần gật gật đầu, âm thanh lãnh đạm nói ra, không sai, ta chính là bạt kiếm tông kiếm chủ. Nói xong, Giang Trần đem vật cầm trong tay kiếm lệnh biểu diễn mà ra, trong nháy mắt Lâm Côn đám người, đều là đối với Giang Trần càng thêm kính phục, càng thêm kính ngưỡng, bất kể là Giang Trần đối với bọn hắn tông môn ân tình hay là thân phận của hắn, đều để hóa thạch tông đem tôn sùng là khách quý. Vương Phượng Kỳ, ngươi cái này loạn thần tặc tử, lại vẫn chạy về, ta nhìn ngươi là chán sống,
hôm nay ngươi tự chết ở chỗ này cho ta đi. Tên đáng chết, ngươi có tư cách gì cùng Giang kiếm chủ đứng chung một chỗ? Còn không quay lại đây nhận lấy cái chết. Chư vị trưởng lão ở nhìn về phía Vương Phượng Kỳ thời gian, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, nổi giận chi nhan, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá Lâm Côn ánh mắt híp lại, trong lòng hắn ngược lại có chút không quá thoải mái, bởi vì hắn cảm giác cái này Giang Trần, tựa hồ cùng Vương Phượng Kỳ quan hệ cũng không. Ngoại trừ Tôn Kiêu Long ở ngoài, mặc dù là Ngô Chấn Thiên, cũng là hoàn toàn không biết, Vương Phượng Kỳ chính là Giang Trần đồ đệ, Vương Phượng Kỳ vì tránh hiểm nghi, cũng sợ rơi người miệng lưỡi, vì lẽ đó ở Hóa Thạch Tông tu luyện trong lúc, đối với sư phó sự tình, không nói tới một chữ. Giang kiếm chủ, người mà tiến vào trước ta Hóa Thạch Tông bên trong làm sơ nghỉ ngơi, này loạn thần tặc tử, phản bội tông đồ đệ, đối xử chúng ta đem xóa bỏ, lại vì Giang kiếm chủ đón gió tẩy trần không muốn, mong rằng Giang kiếm chủ bao dung. Hóa Thạch Tông trưởng lão mở miệng cung kính nói. Giang Trần lạnh giọng nói ra. Ta còn có một cái thân phận, có lẽ các ngươi cũng không biết, đó chính là Vương Phượng Kỳ sư phó. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, mỗi người vẻ mặt, đều là cực kỳ quái lạ, đặc biệt là Ngô Chấn Thiên, chấn động không gì sánh nổi nhìn Giang Trần, trong lòng tràn đầy phức tạp tình. Giang Trần từng cứu hắn ở trong nước lửa, mà trước đó, hắn kém một chút một trường đánh chết Vương Phượng Kỳ, tuy rằng tránh được một kiếp, thế nhưng Vương Phượng Kỳ trước sau đều là bọn hắn Hóa Thạch Tông nghĩ muốn đuổi giết kẻ phản bội. Lâm Côn thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết, bây giờ cục diện, tựa hồ là rằng co, nếu hai người bọn họ thân phận đã biểu minh, hắn thậm chí không cần đi hỏi Giang Trần ý đồ đến, cũng đã hiểu. Này, sao có thể có chuyện đó? Này loạn thần tặc tử, tại sao có thể là Giang kiếm chủ đồ đệ đây? Có người nhỏ giọng thì thầm, tuy nhiên lại không dám cao giọng ngữ. Ta hôm nay đến đây, chỉ nghĩ vì là đồ đệ của ta đòi về một cái công đạo. Ta nghĩ chư vị trưởng lão, cùng với quý tông tông chủ, đều hiểu, nguyên ủy của chuyện này đi. Giang Trần từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng là tràn đầy uy nghiêm, vào lúc này, Hóa Thạch Tông người sắc mặt, ngược lại là trở nên hết sức khó coi. Ta chỉ cần Bành Nguyên cùng Trương Chiến Tích đi ra nhận lấy cái chết, ta chắc chắn sẽ không cùng Hóa Thạch Tông không qua được. Vương Phượng Kỳ trầm giọng nói ra, vì không cho sư phụ tạo thành uy hiếp, hắn cũng không nghĩ chân chính cùng Hóa Thạch Tông không chết không thôi, chỉ cần giết Trương Chiến Tích cùng Bành Nguyên, vì là phong muội báo thù rửa hận, cũng đã đủ rồi, cho tới Hóa Thạch Tông, ngày sau hắn có năng lực cái kia một ngày, nhất định sẽ lần thứ hai bước lên tới, đến lúc đó, nhất định sẽ để cho bọn họ hài cốt không còn. Nhưng là hôm nay, Vương Phượng Kỳ không nghĩ để sư phụ làm khó dễ, sư phụ có thể vì chính mình xuất đầu, đứng ở nơi này Hóa Thạch Tông trước, đã là lớn lao của vũ cùng cảm niệm, Vương Phượng Kỳ không dám có quá nhiều đòi hỏi. Khốn nạn, ngươi tên phản đồ này, còn dám ăn nói ngông cuồng. Giết người vô số, ta Hóa Thạch Tông há có thể tha cho ngươi. Vương Phượng Kỳ mặc dù là Giang kiếm chủ đồ đệ, thế nhưng không có thể phủ nhận là, hắn giết ta Hóa Thạch Tông hơn 10 cái đệ tử thiên tài, hơn nữa đệ tử bình thường cũng có hơn trăm, này trên trăm đầu mạng người, chẳng lẽ còn không đủ để hắn chịu đến trừng phạt sao? Tên phản đồ này, xử ra ta Hóa Thạch Tông, nhưng bây giờ còn dám tới kêu gào, ta Hóa Thạch Tông còn gì là mặt mũi? Hai cái trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm nói, hiển nhiên là cũng không tính giao ra Bành Nguyên cùng Trương Chiến Tích, đó là bọn họ Hóa Thạch Tông người, mà Vương Phượng Kỳ, nhưng là bọn hắn Hóa Thạch Tông kẻ phản bội, tội nhân, loạn thần tặc tử. Nói như vậy, ngươi là nói ta Giang Trần, đến đây ngươi Hóa Thạch Tông kêu gào. Giang Trần cười lạnh nói. Giang kiếm chủ, chư vị trưởng lão tuyệt đối không phải ý đó, Vương Phượng Kỳ sự tình, đích thật là song phương đều có lỗi, bây giờ nhìn lại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ càng. Ngô Chấn Thiên điều đình nói ra, hắn vẫn tương đối nghiêng về Giang Trần, dù sao hắn là ân nhân cứu mạng của mình, thế nhưng mặt khác một bên nhưng là hắn tông môn, tuy rằng chuyện này nói đến, lệnh Hóa Thạch Tông cũng là có chút hổ thẹn, thế nhưng dù sao cũng là nhà mình tông môn, thật sự là khó có thể mở miệng, mà Vương Phượng Kỳ lại giết nhiều người như vậy, theo Ngô Chấn Thiên, chuyện này nếu là Giang Trần xuất đầu, tựa hồ cũng có thể chấm dứt, dù sao, oan gia nghi giải không thích hợp kết. Giang kiếm chủ, tuy rằng ngươi là cao quý Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, chúng ta không làm gì được ngươi, thế nhưng đồ đệ của ngươi, nhưng là giết ta Hóa Thạch Tông nhiều như vậy người, hắn lúc trước, nhưng là ta Hóa Thạch Tông đệ tử. Lại một cái trưởng lão trầm giọng nói ra, một mặt ngạo nghễ nói ra. Vương Phượng Kỳ sắc mặt tái xanh, người này, hoàn toàn chính là đổi trắng thay đen, tránh nặng tìm nhẹ, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều là đẩy kéo tới trên đầu hắn, đem chính mình trở thành giết người cướp của kẻ cầm đầu. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, đồ đệ của ta giết chết người, đều là người đáng chết, bọn họ tại sao sẽ bị giết?
Tại sao sẽ chết? Đồ đệ của ta chẳng lẽ mình đột nhiên nổi điên sao? Các ngươi lẽ nào một điểm đều không biết sao? Các ngươi biết, nhưng là các ngươi xấu hổ mở miệng, các ngươi sợ sệt chuyện này bị công chư ở chúng, các ngươi bị vướng bởi bộ mặt, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Vương Phượng Kỳ giết các ngươi hơn trăm người, các ngươi lại có từng đem nguyên ủy sự tình nói ra. Cái kia chút đồ cầm thú, đối với đồ đệ của ta ruột thê tử, làm cái gì chuyện cầu thả? Như thế nào tàn bạo, như thế nào diệt tuyệt nhân tính, mất sạch thiên lương, các ngươi lại có từng biết, người trong cuộc thống khổ cùng bi ai? Giang Trần chỉ vào tất cả mọi người, Lôi Đình tức giận, gương mặt vẻ giận dữ, lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, đều là tương đối gian nan, bởi vì đây không thể nghi ngờ là ở đề lộ Vương Phượng Kỳ vết sẹo, nhưng là không nói, những người này từng cái không hề nhân tính, bọn họ lại làm sao biết mình là ngu xuẩn cỡ nào? Bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn, chỉ là bọn hắn sẽ không đem loại này chuyện cầu thả, bày ở trên mặt bàn, để tránh khỏi bị người biết nhiều hơn, trở thành Hóa Thạch Tông trò cười. Bộ mặt, đối với này lớn như vậy Hóa Thạch Tông mà nói, vượt qua tất cả, cao hơn tất cả, vì lẽ đó chuyện này, mới bị bọn họ hung hăng ép xuống, cuối cùng nghĩ muốn đem Vương Phượng Kỳ cũng là giết chết hầu như không còn, nhưng là cuối cùng, nhưng để hắn chạy mất dép. Vương Phượng Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt mơ hồ gò má, dính đầy bão cát. Đối với hắn mà nói, này giống như là một thanh lưỡi lê một dạng, vững vàng xuyên ở trên lồng ngực của hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không rút ra được. Giang Trần, chứ nào cũng là châu ngọc, làm cho tại chỗ mỗi người, đều là sắc mặt đỏ lên, bởi vì bọn họ biết, chuyện này liên quan đến bọn họ Hóa Thạch Tông bộ mặt, bọn họ chỉ có thể như vậy, tránh nặng tìm nhẹ, nguyên nhân cuối cùng, bọn họ ai đều biết trong đó ngọn nguồn, nhưng là như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, có thể phóng ở trên mặt đài tới nói sao? Không thể. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có đem Vương Phượng Kỳ đè chết, mới có thể đem cái này gièm pha hoàn toàn bóp chết trong trứng nước, để nó trở thành một món phai mờ ở cát vàng bên trong hồ dương, vĩnh viễn không bị người khai quật. Nhưng là Giang Trần xuất hiện, cái này Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, nhưng là đưa bọn họ làm cho nửa bước khó được, Giang Trần, để cho bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, bất quá bọn hắn cũng không sẽ có tội ác cảm, bởi vì tông môn vinh quang, cao hơn tất cả. Vậy hắn giết Hóa Thạch Tông trên trăm đầu mạng người, phải nên làm như thế nào luận xử? Nhân là một người cái chết, giết hơn trăm người, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Còn muốn tái tạo sát nghiệt, thật làm ta Hóa Thạch Tông là dễ khi dễ người sao? Ngô Chấn Thiên bên người trưởng lão trầm giọng nói ra, đối mặt Giang Trần. Thực sự là hoang đường đến cực điểm, cực kỳ buồn cười, loại này nghiệp chướng nặng nề, vô ác không tha đồ đệ, các ngươi Hóa Thạch Tông chẳng lẽ còn nghĩ muốn bao che sao? Muốn vu oan giá họa? Vương Phượng Kỳ tại sao sẽ giết chết các ngươi nhiều như vậy người, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn có thể có hôm nay, chẳng lẽ không là bị các ngươi bức bách sao? Các ngươi thân là tông môn trưởng lão, tông chủ, lẽ nào cứ như vậy phóng túng đồ đệ của mình, làm ra như vậy hoang đường việc à? Sau đó lại vẫn chẳng quan tâm, còn muốn đem người bị hại giết chi mà yên tâm, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Vì tông môn bộ mặt, vì bản thân tư dục, các ngươi đổi trắng thay đen, là không phải không phân. Tươi sống đem nữ nhân dằn vặt đến chết, còn bao che tội ác tại trời người, cái này chẳng lẽ liền là các ngươi Hóa Thạch Tông xử thế chi đạo sao? Nếu thật sự như vậy, thực sự là không dám lệnh ta Giang Trần khen tặng. Giang Trần tiếng gào như lôi, đinh tai nhức óc, toàn bộ Hóa Thạch Tông người, ngoại trừ tông chủ Lâm Côn ở ngoài, sở hữu trưởng lão, đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì Giang Trần lời nói này là dùng khí thế phát ra, mỗi người đều là cảm thấy to lớn áp bức lực lượng, thống khổ khó nhịn. Cho dù ngươi xảo ngôn thiện biện, vô cùng dẻo miệng, chân lý vẫn là ở Giang Trần bên này, ngươi có nhiều hơn nữa mượn cớ, lại có thể thế nào đây? Giang Trần không phải đúng lý không tha người, mà là nhất định phải vì là đồ đệ của mình, đòi về cái công đạo này. Giang Trần, làm cho mỗi người đều là trở nên không nói gì lấy đúng, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng đều là cho là mình cũng không sai, bởi vì bọn họ phải bảo vệ chính là tông môn mà thôi, chỉ cần tông môn bộ mặt bảo vệ, chết như vậy mấy người, thì có cái quan hệ gì đâu. Tông chủ, lẽ nào ngươi không tính nói một câu sao? Chuyện này, ngươi hẳn có quyết định cuối cùng quyền lợi đi. Giang Trần nhìn về phía Lâm Côn cũng là cười khổ một tiếng, hiện tại Giang Trần hùng hổ dọa người, mà bọn họ vốn là đối lý, tuy rằng Vương Phượng Kỳ nộ sát hơn trăm người, thế nhưng dù sao chuyện này là bởi vì bọn hắn bên trong tông môn một ít đệ tử làm xăng làm bậy mà đưa đến, bây giờ Giang Trần đến hương binh vấn tội, mang cũng không chỉ là này một thân thực lực, càng là Bạc Kiếm Tông kiếm chủ tên, mặc dù là hắn người tông chủ này. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm gì ứng đối. Chuyện này, ta cũng là thật cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng bất đắc dĩ, sự tình đã qua đã lâu như vậy, cái kia chút người cố nhiên là có lỗi trước, thế nhưng Vương Phượng Kỳ nhưng cũng mạt sát không thiếu người vô tội, bởi vì chuyện này, càng là ảnh hưởng đến ta Hóa Thạch Tông vinh quang,
ta sớm đã là đưa bọn họ đánh vào hàn trong lao. 3 ngày phía sau, đúng là bọn họ trở lại kỳ hạn, Giang kiếm chủ có thể ở ta Hóa Thạch Tông tạm thời chợp mắt mấy ngày, đối xử cho bọn họ từ hàn trong lao đi ra, ta nhất định nghiêm trị không tha. Đến lúc đó, có Giang kiếm chủ giám sát, ta cũng sẽ không làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, là đúng là sai, làm tiếp định luận, làm sao? Lâm Côn thấp giọng nói ra, đây đã là hiện tại hắn có thể đủ nghĩ ra được tốt nhất kế tạm thời. Dù sao, Giang Trần nhưng là Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, hắn trực tiếp cùng Giang Trần rằng co, như vậy hắn là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tông chủ, này! Ngô Trấn Thiên còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Côn cắt đứt, phất tay một cái, ra hiệu hắn không nên nói thêm nữa. Giang Trần vẻ mặt âm trầm, yên lặng nhìn Lâm Côn, hắn ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng có thể đùa nghịch ra trò gian gì đến. Được, ta Giang Trần không phải người không biết chuyện, chỉ cần đem cái kia hai cái kẻ cầm đầu chém giết, ta tuyệt đối sẽ không động Hóa Thạch Tông từng cọng cây ngọn cỏ. Đa tạ Giang kiếm chủ thâm minh đại nghĩa, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vô cùng hài lòng trả lời chắc chắn, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Côn ánh mắt vui vẻ, khóe miệng lộ ra một vẻ thoải mái, Giang Trần không có tiếp tục gây áp lực cho hắn, cũng là thuyết minh chuyện này, còn không đến mức cá chết lưới rách. Đối với bọn hắn Hóa Thạch Tông mà nói, chuyện này có thể nói là một kiếm phi thường để người chuyện buồn rầu. Dù sao người bị hại là Hóa Thạch Tông, bất kể là Vương Phượng Kỳ hay là cái kia chút cùng hung cực ác đồ đệ, đều là bọn hắn Hóa Thạch Tông đệ tử, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hóa Thạch Tông không quản tốn bao nhiêu cường độ, đều hy vọng chuyện này bị đè xuống, vượt ít người biết càng tốt, bởi vì cái này liên quan đến, là bọn hắn Hóa Thạch Tông ở toàn bộ Côn Sơn quận bộ mặt. Vương Phượng Kỳ biết, sư phụ nhất định sẽ không để chính mình thất vọng, vì lẽ đó hắn cũng không có bao nhiêu nói, chỉ chờ sư phụ định đoạt chính là... Ta không có cho quý tông chủ làm khó dễ, cũng là hy vọng quý tông chủ năng đủ công bằng công việc, ta Giang Trần cũng không phải là lấy thế đè người, nếu như chuyện này Lâm tông chủ làm khó, như vậy ta tự nhiên sẽ thay Lâm tông chủ thanh lý môn hộ. Giang Trần vẻ mặt âm lãnh nói ra, câu nói này, nhưng là để nguyên bản đã có một chút hy vọng Hóa Thạch Tông người, tâm lý mặt đều là hồi hộp một tiếng, bởi vì Giang Trần chính là đang cho bọn hắn hạ tối hậu thư, không có thẳng thắn nói ra, cho bọn hắn 3 ngày bước đệm thời gian, cũng là vì bảo toàn Hóa Thạch Tông bộ mặt. Lâm Côn yên lặng gật đầu, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, Giang Trần vẫn là vô cùng ưu việt, vào lúc này, để hắn cái này nhất tông chi chủ, thật sự là tương đối khó làm a. Bất quá có người nói Đàm Đài Kinh Tàng cùng Giang Trần ngược lại có chút quan hệ, chỉ tiếc Đàm Đài Kinh Tàng hiện tại cũng không ở Hóa Thạch Tông bên trong, vì lẽ đó dù cho là Ngô Trấn Thiên Ngô trưởng lão ở Giang Trần trước mặt cũng là không chen mồm vào được. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm hoãn xử lý, từ sau xử lý, Lâm Côn thân là tông chủ. Cũng là không thể làm gì, dù sao Giang Trần thân phận, nhưng là Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, này có thể không phải người bình thường có thể coi như không quan trọng, ở bọn họ Hóa Thạch Tông ắt sẽ bị tôn sùng là khách quý. Như vậy, liền đa tạ Giang kiếm chủ, trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Mời trước tiên vào bên trong nghỉ ngơi, 3 ngày vừa qua, mặc dù là Giang kiếm chủ không nói, ta cũng nhất định sẽ chịu đòn nhận tội. Lâm Côn lời đã đến nước này, Giang Trần cũng không tiện nói nhiều. Hơi gật đầu, theo Lâm Côn tiến nhập Hóa Thạch Tông bên trong. Vương Phượng Kỳ trong lòng cảm giác được vô cùng hả giận, lúc hắn đang đánh cuộc tiến nhập Hóa Thạch Tông, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy hiểm, bởi vì hắn trước chính là ở địa phương quỷ quái này, kém một chút đoạn nộp mạng, thế nhưng hắn không sợ chết, có thể là của mình phong muội, cũng là trong này bị hoạt dằn vặt đến chết. Mối thù này oán, hắn là vĩnh viễn không bao giờ quên, không quản Hóa Thạch Tông kết quả cuối cùng làm sao, Vương Phượng Kỳ đều là một cái thù dai người. Chờ chính mình có đầy đủ thực lực cái kia một ngày, tuyệt đối sẽ không liên lụy sư phụ, đến lúc đó, hắn sẽ dùng hai tay của chính mình, đem cái này lãnh khốc vô tình, thảm tuyệt nhân hoàn tông môn người, toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Một cái, không lưu. Vương Phượng Kỳ sâu trong nội tâm, đã hoàn toàn bị cửu hận tràn ngập, mỗi một chỗ hoa cỏ, mỗi một chỗ ngọn núi, mỗi một khẩu trong không khí, tựa hồ cũng mang theo phẫn nộ cùng oán hận, hắn phảng phất có thể nhìn thấy phong muội cái kia cố chấp ánh mắt. Kêu khóc hỏi chính mình, tại sao còn không có báo thù cho nàng. Vương Phượng Kỳ trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng là tất cả, đã không trở về được từ trước, từng có lúc, cái kia tiếng cười nói tháng ngày, lại cũng không có, hắn cũng từ một cái hồ đồ quật cường thiếu niên, đã biến thành hiện tại lãnh huyết nam nhân vô tình, sinh hoạt như một thanh vô tình dao trổ, cải biến mỗi người dáng dấp, Vương Phượng Kỳ cũng không ngoại lệ. Không trải qua trưởng thành, không trải qua mưa gió, làm sao có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đây. Ngày hôm đó, Vương Phượng Kỳ một thân một mình ở hắn đã từng trải qua địa phương, một tòa, chính là một đêm. Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc hai người nhìn hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, nhưng điều này cũng có thể chính là túc mệnh đi,
không có cách nào thay đổi nó, vậy nhất định phải đi chinh phục nó. Nữ thần may mắn sẽ không quay chung quanh một người quá lâu, nhưng cũng sẽ không quá trễ. Đối với Vương Phượng Kỳ mà thôi, có như người vậy một cái tốt sư phụ là vinh hạnh của hắn. Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói ra, trong lòng tràn đầy hoài cảm, nàng cũng không hy vọng Giang Trần vì là Vương Phượng Kỳ sự tình thái quá hao tổn tinh thần. Thế nhưng cùng với Ngưng Theo, có lẽ cũng là sự bất hạnh của hắn. Nếu như lúc trước hắn không có tiến nhập Hóa Thạch Tông, có lẽ kết cục cũng sẽ không như thế thê lương đi. Ta không giết bá nhân, bá nhân nhưng nhân ta mà chết, phòng nhàn cái chết, ta cũng có trách nhiệm. Giang Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, hắn có thể làm, chỉ là giúp Vương Phượng Kỳ đòi về một cái công đạo, giúp hắn một lần nữa thành lập lên tự tin đến. Hy vọng ngươi sẽ không để ta xem thường ngươi, Lâm Côn. Giang Trần trầm giọng nói ra, nhìn phía Hóa Thạch Tông tông môn phía trên cung điện, nếu như cái này Lâm Côn dám đùa trò gian gì, như vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Dù sao, chuyện này dính dấp quá nhiều người, Hóa Thạch Tông to lớn như thế tông môn, thâm căn cố đế, cũng không phải là dễ dàng dao động như vậy, chỉ cần có thể giết sạch những thi bạo kia người, đối với bọn hắn tới nói, chính là rất lớn an ủi. Ở Vương Phượng Kỳ trong tay, cũng có hơn trăm người vô tội uổng mạng, cũng không phải là mỗi người đều nên đi trả lại người khác phạm sai lầm. Oan oan tương báo khi nào, chỉ cần đem cuối cùng cái kia chút tàn bạo người vô tình, toàn bộ xóa bỏ, đối với Vương Phượng Kỳ cũng đã đủ rồi. Hắn không nghĩ đồ đệ của mình lâm vào trong thù hận, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như một vị chấp nhất xuống, như vậy rất có thể sẽ để hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó, hắn sẽ bị cửu hận của chính mình ngầm chiếm bản tính, biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Hy vọng hắn có thể đủ rõ ràng ngươi dụng tâm lương khổ đi. Yến Khuynh Thành cũng là lắc lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng đều biết, loại này cửu hận nếu như phóng trên người tự mình, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể so với Vương Phượng Kỳ làm càng tốt hơn, tất cả những thứ này chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Vào giờ phút này, Hóa Thạch Tông trong nghị sự đại sảnh, Lâm Côn sắc mặt âm trầm, đứng phía sau sáu vị trưởng lão, bọn họ, tất cả đều là Hóa Thạch Tông trụ cột vững vàng. Lần này Giang Trần dắt Vương Phượng Kỳ quay về Hóa Thạch Tông, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy cục diện, hơn nữa Giang Trần hùng hổ dọa người, hoàn toàn không tính với bọn hắn hòa đàm, này để Hóa Thạch Tông mỗi người, đều hết sức khó chịu, đặc biệt là này chút đem tông môn bộ mặt coi là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ cổ. Giang Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ thăng bằng của bọn hắn. Nguyên tưởng rằng, chém giết Vương Phượng Kỳ, tựu sẽ để chuyện lần này, vĩnh viễn tiêu tan ở lịch sử bụi trần bên trong, nhưng là kết cục, cũng không khỏi nhưng mà, Giang Trần lấy Bạc Kiếm Tông kiếm chủ tên, hung hăng đăng lâm Hóa Thạch Tông, đây mới là bọn họ khó dây dưa nhất địa phương. Làm sao bây giờ, hiện tại người này xông lên Hóa Thạch Tông, muốn cùng ta cần người, chúng ta cũng không thể thật đem người cho bọn họ chứ. Đúng đấy. Nếu quả thật đem người cho bọn hắn, vậy chúng ta Hóa Thạch Tông, chẳng phải là thành thấp kém nhát gan hạng người, thanh danh này nếu như chuyển ra ngoài, chẳng phải là dùng ta Hóa Thạch Tông mất hết thể diện sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, không phải là tầm thường sứ giả, vạn nhất thật sự đắc tội rồi cái này ác kiếm chủ, cũng chẳng khác nào là triệt để đắc tội rồi Bạc Kiếm Tông, chúng ta thân là Bạc Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, làm sao có khả năng cùng Bạc Kiếm Tông là địch đây? Cánh tay, cuối cùng là vạn bất quá bắt đùi. Lời tuy như vậy, bộ mặt cố nhiên trọng yếu, thế nhưng chúng ta thật có thể đối địch với Bạc Kiếm Tông sao? Hiển nhiên là không hiện thực, hiện tại tiến thối lưỡng nan, để cho chúng ta đem người giao ra, thật sự là thật mất thể diện, chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Chư vị trưởng lão đều là gương mặt vẻ bực tức, đem người giao cho Giang Trần, như vậy không khác cho nên bọn họ cúi đầu trước Giang Trần, hơn nữa chuyện này một khi thừa nhận bọn họ sai rồi, cũng chẳng khác nào là đem bọn họ Hóa Thạch Tông mang vào chỗ vạn kiếp bất phục, sẽ để người càng ngày càng nhiều. Trở nên đối với Hóa Thạch Tông tràn ngập xem thường, đây là bọn hắn hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Đối mặt mấy đại trưởng lão tranh chấp, Lâm Côn rơi vào trong trầm mặc, trước sau đều là không nói gì, thế nhưng là để chư vị trưởng lão, càng là lâm vào hoảng loạn, tông chủ sẽ không thật sự đem Bành Nguyên cùng Trương Chiến Tích hai cái người giao ra chứ. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, chính là tử lộ một cái, trước tông chủ nói, chẳng qua là kế hoãn binh, bây giờ nhìn lại, nhưng để người hết sức do dự không quyết định. Dựa vào ta nhìn, Hóa Thạch Tông bộ mặt cố nhiên trọng yếu, thế nhưng chúng ta đem Bành Nguyên cùng Trương Chiến Tích cho giao ra, thứ nhất có thể chống đối Hạ Lưu Trường Giang bụi uy áp, thứ hai cũng có thể gian đe, để những tông môn kia đệ tử, đều là không dám lại làm sằng làm bậy, bất luận làm sao, chuyện này đều là chúng ta Hóa Thạch Tông đệ tử sai, sai rồi nên thừa nhận, nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng là bọn hắn hiện tại trước sau đều là nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chỉ có thể để người càng ngày càng nhiều, tất cả đều noi theo bọn họ, dù sao cũng làm sai chuyện.
cũng không cần gánh chịu trách nhiệm, đây đối với chúng ta Hóa Thạch Tông mà nói, cũng không là một chuyện tốt, cái kia dần dần, lâu dần, chúng ta Hóa Thạch Tông, há không phải thật đã biến thành che giấu chuyện xấu nơi. Ngô Chấn Thiên một mặt nghiêm túc nói, cũng không phải là hắn hướng về Giang Trần nói chuyện, mà là chuyện này, đích thật là bọn họ Hóa Thạch Tông làm có thiếu sót làm, bây giờ lúc này, nếu như còn khư khư cố chấp, như vậy rất có thể sẽ gây thành không có thể vãn hồi cục diện. Một khi cùng Giang Trần trở mặt phá, như vậy khả năng chúng ta phải đối mặt, tự không chỉ là một cái Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, khiêu khích Bạt Kiếm Tông, 10 cái Hóa Thạch Tông, chúng ta không có khả năng là đối thủ. Làm như vậy, có lẽ là tốt nhất cục diện. Ngô Chấn Thiên trong nội tâm hư, tông môn bộ mặt cao hơn tất cả, nhưng là bây giờ tình huống, không cho phép bọn họ lại tiếp tục cố chấp xuống, Giang Trần giống như là một thanh trường kiếm, treo ở Hóa Thạch Tông trên đỉnh đầu, bước cho bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Côn khẽ cau mày, thế nhưng là vẫn chưa nhiều lời, vẫn như cũ trong trầm mặc. Trương Chiến Tích là cháu ngoại của hắn, nếu quả như thật đem Trương Chiến Tích giao ra, như vậy cùng em gái của chính mình thì lại làm sao bàn giao đây? Dù sao máu đặc như nước, Lâm Côn thân là nhất tông chi chủ, tuy rằng muốn xử lý sự việc công bằng, thế nhưng hiện tại Vương Phượng Kỳ đã trở thành Hóa Thạch Tông công địch, hắn cũng thì không cần lại trừng phạt Trương Chiến Tích cùng Bành Nguyên. Lời nói nhẹ, thật đem người giao ra, như vậy mặt của chúng ta mặt, để nơi nào? Chẳng phải là tất cả mọi người biết, chúng ta Hóa Thạch Tông trước làm sự tình, có bao nhiêu hoang đường? Một cái trưởng lão không phục nói. Ngô Chấn Thiên cau mày, trầm giọng nói. Ngươi vẫn tính có chút tự mình biết mình, còn biết chúng ta lúc trước có bao nhiêu hoang đường, chuyện này, đối với chúng ta Hóa Thạch Tông tới nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngô Chấn Thiên, để mấy vị trưởng lão, đều là không nói gì lấy đúng, bây giờ cục diện, là bọn hắn căn bản không cách nào lựa chọn, tiến thối lưỡng nan, thậm chí rất có thể sẽ nhờ đó bạo phát một hồi cùng Bạt Kiếm Tông đại chiến, như vậy Hóa Thạch Tông tựu đúng là nguy ở sáng chiều tối. Người, là không có khả năng giao ra, nếu không thì, ta Hóa Thạch Tông bộ mặt, tựu đúng là không còn sót lại chút gì. Lâm Côn rốt cục nói chuyện, vào lúc này, trong lòng hắn kỳ thực đã có quyết định, nhưng chính là không biết nên làm gì đi giải thích, đi đối mặt, làm nhất tông chi chủ, hắn một lời một chuyến, khi nắm khi buông, ảnh hưởng đến, nhất định là toàn bộ Hóa Thạch Tông thể diện cùng tương lai. Tông chủ, này, Ngô Chấn Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Côn, không nghĩ tới hắn như vậy kiên trì. Ta ngược lại thật ra có nhất kế sách, không biết có thể hay không đi thông, thế nhưng, tựa hồ có hơi thái quá bí quá hóa liều. Nhị trưởng lão ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một vẻ âm nhu vẻ. Nói nghe một chút, Lâm Côn đạo, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Theo ta được biết, cái này Giang Trần, tựa hồ đắc tội người, nhiều vô cùng. Lần trước ta nghe Tôn Kiêu Long nhắc qua một lần, nói Giang Trần giết Kỳ Ý Môn, Nước Vận Kiếm phái đệ tử thiên tài, càng là đem Trung Hưng Tông không thiếu ngoan nhân, đều xóa sạch, Trung Hưng Tông nghĩ muốn báo thù, thế nhưng cuối cùng nhưng là như cũ ở Giang Trần trong tay ăn quả đắng. Hơn nữa Giang Trần thực lực tuy mạnh, thế nhưng, hắn tóm lại chỉ là một người. Nhị trưởng lão cười híp mắt nói ra. Chúng ta có thể liên hợp này mấy đại tông môn, đồng thời ra tay với Giang Trần, đưa hắn giết chết trong này, đến lúc đó, hắn coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát lòng bàn tay của chúng ta. Mặc dù là Bạt Kiếm Tông kiếm chủ thì lại làm sao? Hai quyền khó địch bốn tay, tập hợp Kỳ Ý Môn, Nước Vận Kiếm phái, cùng với Trung Hưng Tông, chúng ta ba tông liên thủ, Giang Trần chắc chắn phải chết. Giết hắn đi, giết Vương Phượng Kỳ, chuyện này, cũng là thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó, hắn cũng đừng hòng uy hiếp được ta Hóa Thạch Tông, người này, hoàn toàn là một bộ ở cao kiêu ngạo trạng thái, cái nào có đem chúng ta Hóa Thạch Tông người để vào trong mắt. Thật sự là làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Nhị trưởng lão nói xong phía sau, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, tựa hồ cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh, trầm rơi có thể nghe. Đặc biệt là Ngô Chấn Thiên, sắc mặt bỗng nhiên mà biến. Hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ vào lúc này ra như vậy ý đồ xấu, đây không phải là để cho bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Này không được, tuyệt đối không được. Giang Trần với hắn có ân, vì lẽ đó Ngô Chấn Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ hại Giang Trần, đây không phải là muốn bẫy giết Giang Trần, lại là như thế nào đây? Hóa Thạch Tông, thật sự như Giang Trần từng nói, đã biến thành che giấu chuyện xấu sao? Ngô Chấn Thiên trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng là ở đây người, tựa hồ cũng là khá là tán đồng dáng vẻ. Chỉ có hắn, gương mặt oán giận, này cũng để Ngô Chấn Thiên trong lòng có chút thật lạnh. Không được, có cái gì không được, ha ha ha, Ngô trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là thật sự đem Giang Trần xem là cha mẹ ruột sao? Đối với hắn có nửa điểm bất lợi, ngươi đều không muốn làm, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhị trưởng lão kế sách, tốt vô cùng, mặc dù có chút bí quá hóa liều, thế nhưng là nhất lao vĩnh giật,
Hơn nữa Giang Trần mặc dù là lợi hại đến đâu, có thể cùng chúng ta bốn đại tông môn tranh đấu sao? Hắn mạnh hơn, cũng chung quy là một người, độc nhất tư lệnh mà thôi. Nếu ta bốn đại tông môn liên thủ, hắn an có thể có mạng sống khả năng. Một vị khắc trưởng lão cười lạnh nói, Ngô Chấn Thiên nhìn về phía Lâm Côn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hy vọng Lâm Côn có thể đứng đi ra giữ gìn lẽ phải, nếu không thì, bọn họ phòng nghị sự, tựu thật sự trở nên ô yên chướng khí. Nói tới đúng, mấy đại tông môn, thiên tài tất cả đều là bị Giang Trần chu diệt, bọn họ nhất định cũng là đối với Giang Trần hận thấu xương, vào lúc này liên lạc lời của bọn họ khẳng định so với chúng ta càng thêm tích cực, ha ha ha, đến thời điểm Giang Trần một chết, thần không biết quỷ không hay, chúng ta lại có thể đem chuyện này đè xuống, cái kia tặc tử Vương Phượng Kỳ, càng là sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa này, nhất định chính là hoàn mỹ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, này ngược lại là một cái 10 phần biện pháp khả thi, làm sao có thể nói là bí quá hóa liều đây. Chúng ta tính chính xác tất cả, Giang Trần 3 đầu 6 tay, không có khả năng cùng chúng ta 4 đại tông môn tranh đấu. Đối mặt xung quanh mấy cái khuôn mặt dữ tợn trưởng lão, Ngô Chấn Thiên trong lòng vô cùng cảm thán, này chút người, vì tông môn vinh quang, vì bản thân tư dục, cũng đã đem tất cả mọi thứ đều từ bỏ, nhân tính, ở trước mặt bọn họ, trở nên không đáng giá một đồng. Mỗi người, đều là trở nên phát điên, không có thuốc nào cứu được, loại này cách làm, chỉ có thể hại người hại mình. Cuối cùng thậm chí ngay cả Hóa Thạch Tông đều sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, cái này cùng tự đào hố chôn, có cái gì khác biệt đâu. Giang Trần có lẽ sẽ chết, nhưng là tính người của bọn họ, vào thời khắc ấy, cũng tất cả đều diệt tuyệt. Hóa Thạch Tông linh hồn, vào thời khắc ấy, triệt để vứt bỏ, Ngô Chấn Thiên thậm chí cảm thấy được, mình tâm, đều phải chết. Động tác này, có thể được. Lâm Côn, để Ngô Chấn Thiên triệt để không phản đối, thậm chí có chút sắc mặt tái nhợt, này chút người. Để hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, bọn họ còn là tông tộc của mình người sao? Hóa Thạch Tông lúc nào trở nên như thế làm người sợ run. Chuyện như vậy, đại nghịch bất đạo không nói, nhất định chính là hèn hạ vô sỉ đồ đệ cái gọi là, bọn họ Hóa Thạch Tông tự xưng là vì là danh môn chính phái, nhưng bây giờ trở nên như vậy khiến người thất vọng, thậm chí là đến rồi mất trí mức độ. Các ngươi điên rồi, đều điên rồi. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói. Ngô trưởng lão, chuyện này, ngươi hay là trước lui ra đi. Chúng ta tự có định luận, chư vị trưởng lão, đưa Ngô trưởng lão tĩnh dưỡng một quãng thời gian, kế hoạch của chúng ta, không cho phép có bất kỳ thay đổi nào. Lâm Côn trầm giọng nói, sắc mặt băng lãnh như xương, Ngô Chấn Thiên cả người run lên, sắc mặt cụt hứng, hắn biết, Hóa Thạch Tông này chút người, là dự định đưa hắn giam lòng. Các ngươi thực sự là hồ đồ a. Ngô Chấn Thiên ngửa lên trời thở dài, thế nhưng không chịu được, mình đã bị mấy vị trưởng lão cho chấn áp, hoàn toàn không có chút nào cơ hội chạy đi. Bọn họ đúng là dự định cùng Giang Trần ăn thua đủ, miễn cưỡng giết chết Giang Trần, đây không thể nghi ngờ là đem Hóa Thạch Tông đẩy tới cực hạn, nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, một khi bị Bạt Kiếm Tông biết được, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Chuyện này, Ngô trưởng lão còn không tham dự tốt, vì tránh hiểm nghi, dù sao, Giang Trần từng đã cứu ngươi một mạng, lời thừa thái, ta cũng không nói nhiều, thân là Hóa Thạch Tông trưởng lão, ngươi chỉ có thể vì là Hóa Thạch Tông nghĩ, bụng làm giả chịu. Lùi lại. Lâm Côn quát lớn một tiếng, Ngô Chấn Thiên một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, hỏa công tâm, nản lòng thoái chí, cuối cùng bị hai đại trưởng lão dẫn theo xuống. Lâm Côn suy nghĩ rất lâu, 3 ngày thời gian, qua lại ở mấy đại tông môn, chỉ có hắn có thể đủ làm xong rồi. Vào giờ phút này, việc này không nên chậm trễ, hắn nhất định phải tự mình xuất phát tiến về phía trước, mới có thể gắng đạt tới đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, để hắn không có một chút nào chỗ trống vãn hồi. Lâm Côn quyết định phía sau, không chút do dự, thẳng đến Trung Hưng Tông mà đi. Trung Hưng Tông bị Giang Trần 2 độ trọng thương, ắt sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực nhất. Lần này, phải đem Giang Trần giết chết ở Hóa Thạch Tông. Lâm Côn vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng chính như mấy vị trưởng lão từng nói, hoặc là không làm, nếu như một vị cúi đầu, như vậy ắt sẽ bị Giang Trần cưỡi ở trên đầu ỉa phân. Khi đó, tình cảnh của bọn họ đem sẽ càng thêm gian nan, nếu như Giang Trần khư khư cố chấp, lại lần nữa bức bách bọn họ Hóa Thạch Tông làm ra cái gì biết vâng lời việc. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Lâm Côn quyết định, đối với tự mình tiến tới nói, mặc dù có chút ích kỷ, thế nhưng cũng là vì lấy đại cục làm trọng, Hóa Thạch Tông tuyệt đối không thể ở Giang Trần trong tay khom lưng, Vương Phượng Kỳ cái kia loại loạn thần tặc tử, cũng là nhất định phải chết, lúc này mới có thể để cho bọn họ Hóa Thạch Tông thanh danh, được để bảo tồn. Không có ai biết, Lâm Côn lúc này trong nội tâm dày vò, lấy hắn sức một người, đối đầu Giang Trần cái này xú danh cao gia hỏa, ắt sẽ tương đối khó quấn, vì lẽ đó cái biện pháp này liên hợp từng cái tông môn mới là biện pháp tốt nhất, chỉ cần có thể đem Giang Trần xóa bỏ, hết thảy đều là đáng giá. Vì bảo vệ Hóa Thạch Tông tôn nghiêm, vì cháu ngoại của hắn,
Lâm Côn đánh bạc, càng là cả Hóa Thạch Tông hương suy. Đối với Lâm Côn mà nói, cái này nhất tông chi chủ, nhất định phải vai chịu đựng chức trách lớn, hắn có thể làm, chỉ đến thế mà thôi, vì mình cháu ngoại trai, hắn cũng sẽ không cùng Giang Trần thỏa hiệp, chỉ có chiếm cứ chủ động, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Lâm Côn không ngừng không nghỉ, dưới chân như gió tự tiến, bay vọt ở Côn Sơn quận trong đó, tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, chính là giành giật từng giây. Nhưng mà hết thảy này, cũng không có để Lâm Côn thất vọng, Trung Hưng Tông một chuyến, tông chủ tự mình tiếp đái, đối với Giang Trần tức giận. Lâm Côn vui vô cùng, hai đại tông môn, cơ hồ là ăn nhịp với nhau, Trung Hưng Tông đối với Giang Trần, cũng là hận thấu xương, hận không thể giết chi mà yên tâm. Ba ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lặng yên mà qua. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, Lâm Côn đã là đánh bạc sở hữu. Cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, mặc dù là Bạt Kiếm Tông kiếm chủ thì lại làm sao? Bọn họ chỉ cần âm thầm giết Giang Trần, tất cả, tụ đều sẽ như cũ, không có người sẽ biết, Giang Trần chết ở hắn Hóa Thạch Tông bên trong. Ba ngày phía sau, cùng ngày một bên bay lên một tia ngân bạch sắc, Giang Trần ánh mắt, nhìn chung quanh quần sơn, trong lòng, mơ hồ có chút không nhanh, này ba ngày đến, Lâm Côn hoàn toàn không có chút nào hướng đi, sẽ không phải là trước bão táp đình tính chứ. Người này, là không là đang nổi lên cái gì đây? Hy vọng hắn sẽ không để chính mình thất vọng đi, nếu không thì, Giang Trần nhất định phải đem chọn cái Hóa Thạch Tông, quấy nhiễu long trời lở đất. Một buổi sáng sớm, Vương Phượng Kỳ chính là quỳ ở Giang Trần trước cửa, chờ Giang Trần lên một khắc đó, Vương Phượng Kỳ nặng nề cho Giang Trần khấu trừ ba cái đầu. Sư phụ, ngài đại ân đại đức, Phượng Kỳ không lấy gì báo đáp, làm trâu làm ngựa, cả đời một đời, lấy ân sư vì là tôn. Vương Phượng Kỳ trong lòng vô cùng cảm niệm, Giang Trần vì hắn làm tất cả những thứ này, thậm chí không tiếc đối địch với Hóa Thạch Tông. Đứng lên đi. Giang Trần nói ra, hắn biết Vương Phượng Kỳ đã không thể chờ đợi, nghĩ muốn đâm kẻ thù của chính mình, vì là phong nhan báo thù, cũng tốt làm cho nàng hoàn toàn nhắm mắt. Thanh vân bên trên, bách điểu triều phượng, gió núi kiều diễm, hàng trăm, hàng ngàn dặm núi sông từ Nam chí Bắc, mười vạn dặm Trường Giang tuôn trào không thôi. Đối với Vương Phượng Kỳ mà nói, thời khắc này đã đợi quá lâu, chỉ vì hiện tại, đại thù được báo, hắn có thể đủ trong lòng tán gẫu lấy an ủi. Hóa Thạch Tông phía trên cung điện, Giang Trần mang theo Vương Phượng Kỳ cùng Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành đám người, đạp không mà lên, khi xuất hiện ở nơi này, toàn bộ phía trên cung điện, chỉ có năm vị trưởng lão ở bên, thế nhưng Giang Trần nhưng không nhìn thấy Ngô Chấn Thiên, lão già này đi đâu đây? Giang Trần hơi nhướng mày, không chỉ có Ngô Chấn Thiên không có ở, tự liền tông chủ Lâm Côn, cũng sẽ không, Giang Trần trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, suy đoán của hắn, chung quy vẫn là không sai, cái này Hóa Thạch Tông, thật muốn cùng chính mình chơi trò gian gì sao? Nếu nói như vậy, vậy mình sợ là chỉ có thể trở mặt không quen biết. Cái này Hóa Thạch Tông lá gan cũng không nhỏ, thật sự dám cùng Bạt Kiếm Tông là địch sao? Chư vị trưởng lão, Lâm Côn Tông Chủ ở đâu? Ba ngày kỳ hạn đã đến, Lâm Tông Chủ sẽ không quên ước định trước đi. Giang Trần từ tốn nói, thanh âm lạnh lùng, truyền khắp toàn bộ phía trên cung điện, để năm vị trưởng lão đều là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, có chút khẩn trương. Năm vị trưởng lão, ba cái thần hoàng cảnh, hai cái nửa bước thần hoàng, đối với bây giờ Giang Trần mà nói, chính là nhấc tay chuyện, là có thể đem xóa bỏ. Vì lẽ đó Giang Trần cũng không có đưa bọn họ để vào trong mắt, hắn chỉ quan tâm, Lâm Côn ở đâu. Làm sao, chư vị trưởng lão, đều câm sao? Hừ. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn chính là nhìn ra, năm cái trưởng lão, đều là có chút sốt sắng, không biết nên làm thế nào cho phải, tựa hồ khiếp sợ Giang Trần áp bức. Thật sự là không tiện, Giang kiếm chủ, chúng ta tông chủ có chuyện tạm thời rời đi tông môn, bất quá giao cho chúng ta, mời Giang kiếm chủ không cần đa nghi, ít ngày nữa liền về, tựu ở lúc này, kính xin ngài thứ lỗi. Đại trưởng lão đứng ra, một mặt ngưng trọng nói ra, trong nội tâm, cũng là tràn đầy do dự không quyết định, chỉ lo Giang Trần sẽ phát hiện đầu mối gì. Thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi Lâm tông chủ, tựa hồ là ẩn núp ta đây. Giang Trần cười lạnh nói, không lưu tình chút nào, ba ngày đã đến, cái này Lâm Côn cùng chính mình chơi nổi lên mất tích, chính mình có thể nào tiếp tục tin tưởng hắn. Giang Trần vào giờ phút này, liền cảm thấy là lạ, người này biết rõ ba ngày ước hẹn sắp tới, còn ra đi tông môn, đây không phải là rõ ràng không để cho mình cùng hắn có chạm mặt cơ hội sao. Chỉ có hai cái khả năng, một là kế hoãn binh, hai là hắn căn bản là không có cùng Giang Trần nói gì ý tứ, vào lúc này, Giang Trần vừa xài bước ra, trực tiếp đem năm đại trưởng lão toàn bộ bước lui, năm người sắc mặt tái xanh, cả người đều là run rẩy không ngừng, Giang Trần oai,
thật sự là thật là đáng sợ, nháy mắt để cho bọn họ trở nên tăng mạnh áp lực, vô lực chống lại. Năm đại trưởng lão toàn bộ biến sắc, bọn họ đều là cười khổ không thôi, Giang Trần còn chưa ra tay, bọn họ cũng đã cảm thấy không nhỏ áp bức lực lượng, căn bản vô lực một trận chiến, ba cái thần hoàng cảnh trưởng lão cũng còn tốt, cho tới cái kia hai cái nửa bước thần hoàng cảnh trưởng lão, nhưng là sắc mặt tái nhợt, lộ ra hết sức gian nan. Giang kiếm chủ bất giận, chúng ta Lâm Tông chủ tuyệt không hài lòng, chỉ là hy vọng Giang kiếm chủ tuyệt đối không nên nhiều nghĩ, đợi chốc lát, ít ngày nữa tức về, như trước khi mặt trời lặn, ta Hóa Thạch Tông Tông chủ còn vị quy đến, như vậy bản trưởng lão đồng ý một mình gánh chịu, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đại trưởng lão vừa xài bước ra, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, vào lúc này hắn nhất định phải đứng ra, nếu không thì, Giang Trần vẫn đúng là có một lời không hợp, liền dự định hủy đi Hóa Thạch Tông trạng thái. Ít ngày nữa liền thuộc về, tốt một cái ít ngày nữa liền thuộc về, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Hóa Thạch Tông đến tột cùng có thể chơi ra dạng gì trò gian. Giang Trần liên tục cười lạnh, khí thế cường hãn, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, để năm người tất cả đều là bị Giang Trần áp chế, mỗi người sắc mặt, đều không tốt lắm. Bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần đây chỉ là cho bọn họ một cái dao oai phủ đầu mà thôi, vì chính là trừng phạt Lâm Tông chủ sai hẹn việc, bất qua bọn hắn năm người cũng không ai dám nói nhiều một câu. Bởi vì chỉ lo Giang Trần sẽ trở nên hết sức táo bạo, bắt bọn họ hả giận, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, tông chủ nói quá, ba ngày nhất định về. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần yên lặng cùng đợi là tốt rồi. Bọn họ vẫn là đối với tông chủ tràn ngập lòng tin, nếu không thì, cũng sẽ không cam nguyện sâu bị Giang Trần chi cật khó, làm Hóa Thạch Tông trưởng lão, bọn họ cũng coi như là hết chức trách. Chỉ tiếc, theo Giang Trần, đây chính là một đám ngu xuẩn mất khôn hạng người, hắn đã cảm giác được là lạ. Này Hóa Thạch Tông Tông chủ, tuyệt đối không chỉ là sai hẹn, thậm chí Giang Trần đều có một loại cảm giác gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngô Chấn Thiên Ngô trưởng lão ở đâu? Ta muốn kiếm hắn một mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Giang Trần nói ra, này, Ngô trưởng lão đã tiến nhập bế quan bên trong, có chuyện gì, Giang kiếm chủ hoàn toàn có thể chờ Ngô trưởng lão xuất quan lại nói. Chậm thì 1-2 tháng, nhiều thì 3 năm rưỡi, Ngô trưởng lão nhất định sẽ xuất quan. Đại trưởng lão đúng mực nói ra, liền Ngô trưởng lão đều không tính để ta gặp sao, nhìn dáng dấp, các ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế a, hôm nay ta không gặp Ngô trưởng lão, ta Giang Trần, là sẽ không rời đi. Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão không người, mỗi người đều là sắc mặt khó coi, thế nhưng là không nói ra được vóc người chưa mão dậu đến, trong nháy mắt trở nên hết sức xoắn xuýt, Giang Trần đã sớm nhìn ra, này chút người, chính là đang chỉ hoãn chính mình mà thôi. Ngô trưởng lão xác thực đang bế quan, chúng ta làm sao có khả năng dám lừa gạt Giang kiếm chủ đây. Một vị khác trưởng lão vội vàng điều đình nói ra, thế nhưng Giang Trần cũng đã không tính nghe bọn họ nói bậy đi xuống. Xem ra, các ngươi là buộc ta trở mặt không quen biết, mặc dù là không có Bạt Kiếm Tông kiếm chủ tên, ta Giang Trần, muốn san bằng ngươi Hóa Thạch Tông, cũng là dễ như ăn bánh, các ngươi không phải phải cùng ta ăn thua đủ, vậy cũng đừng trách ta. Ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi cũng không có quý trọng. Ta Giang Trần không nghĩ làm sát kẻ vô tội, có thể là các ngươi nhưng không nên ép ta động thủ. Giang Trần lắc lắc đầu, khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt hàn ý, cũng đã che kín thần quang. Giang kiếm chủ, ngươi có thể không muốn sai lầm, chúng ta Hóa Thạch Tông tuyệt đối không có hắn tâm, hy vọng ngươi có thể đủ rõ ràng, chúng ta tông chủ xác thực là có chuyện ở bên ngoài, Ngô trưởng lão cũng đích xác là bế quan bên trong, quả thật là hành động bất đắc dĩ, mong rằng Giang kiếm chủ bình tĩnh đừng nóng, bớt giận a. Đại trưởng lão cực lực an ủi Giang Trần, thế nhưng Giang Trần cũng đã không tính cho bọn họ cơ hội. Các ngươi đã nghĩ muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt, cái kia ta cũng chỉ có thể để các ngươi cố gắng hưởng thụ một phen. Không người nào có thể lừa dối ta Giang Trần, kết cục phía sau một cái, nhất định phải chết. Các ngươi đã năm cái như vậy ngu xuẩn mất khôn, Lâm Côn bắt các ngươi xem là kẻ thế mạng, cái kia ta cũng chỉ có thể trước tiên thu các ngươi mấy cái hơn nữa. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, một bước ngang qua mà ra. Tự liền bên cạnh Vương Phượng Kỳ cũng là cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, cả người khí huyết, trong nháy mắt trở nên sôi trào, sư phụ, thật muốn cùng toàn bộ Hóa Thạch Tông là địch, tàn sát Hóa Thạch Tông sao? Giang Trần ánh mắt, đảo qua năm đại trưởng lão, năm người nhanh chóng lùi về sau mà đi, bọn họ đã cảm giác được, Giang Trần sát cơ, bắt đầu ở bên trong cung điện tràn ngập ra, người này, không phải là nói chơi, Giang Trần hung danh, bọn họ đã sớm nghe nói qua, đặc biệt là từ Ngô Chấn Thiên trong miệng biết được. Lúc trước thần tôn cảnh Giang Trần, cũng đã là khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật, đánh giết thần hoàng cảnh yêu thú, thực lực bây giờ, càng là cường hãn, không chỉ gấp mấy lần. Vương Phượng Kỳ yên lặng nhìn sư tôn Giang Trần,
Hắn trên khóe miệng tràn đầy vẻ kích động, thời khắc này là hắn mong đợi đã lâu, thế nhưng hắn không dám cùng sư tôn nói, hắn sợ liên lụy sư tôn, nhưng là thời khắc này Hóa Thạch Tông xé bỏ ước định trước, Giang Trần đã không có kiên trì tiếp tục chờ đợi, sư phụ vì mình, không tiếc cùng toàn bộ Hóa Thạch Tông là địch, triệt để với bọn hắn khai chiến. Vương Phượng Kỳ trong nội tâm khuấy động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sư phụ, cả đời này, ta Vương Phượng Kỳ đều không thể báo đáp ân tình của ngài a. Vương Phượng Kỳ cũng không có nói cho Giang Trần nghe, chỉ là tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, cũng không phải là mỗi người đều sẽ buồn nôn như vậy đem những này lời treo ở bên miệng, thế nhưng cũng không đại biểu trong lòng hắn tựu không có cảm ơn. Giang Trần ngạo khí ngút trời, để năm đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc, lui về phía sau mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên cung điện, Dương Cung Bạt Kiếm. Giang kiếm chủ, ngươi đừng vội sai lầm, chúng ta Hóa Thạch Tông cùng ngươi không thù không oán, ngươi sao như vậy ngông cuồng tự phụ, muốn hủy ta Hóa Thạch Tông. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, khuôn mặt oán giận vẻ. Nhân sao như thế, trong lòng các ngươi so với ai đều biết, ta Giang Trần chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, không quan tâm các ngươi Hóa Thạch Tông có cái gì vấn đề, ta Giang Trần đón lấy chính là, thế nhưng hiện tại, các người nghĩ muốn từ trong tay của ta chạy ra đường sống, tựa hồ không có khả năng. Giang Trần cười nói, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội, chúng ta có tội gì, Giang kiếm chủ cho tới như vậy đuổi tận giết tuyệt, ta Hóa Thạch Tông trước sau đối với ngài cung cung kính kính, lẽ nào đổi lấy, chính là ngài vô tình vô nghĩa tàn sát sao? Bạt Kiếm Tông ở đâu, ân tình của bọn hắn, làm sao ở, ta chết không nhắm mắt. Mấy vị trưởng lão đều là khuôn mặt vẻ giận dữ, nhìn phía Giang Trần, nhưng là Giang Trần nhưng không có nghĩ muốn buông tha ý của bọn họ. Như vậy ta đổ muốn hỏi một chút, Phong Nhan có tội gì? Nàng gặp không thuộc về mình, cuối cùng nhưng ở các ngươi Hóa Thạch Tông hàm oan mà chết, người khởi sướng, vẫn như cũ còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, làm sằng làm bậy, này chính là các ngươi Hóa Thạch Tông đạo nghĩa sao? Nếu như như thế, như vậy các ngươi Hóa Thạch Tông cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ đối với Hóa Thạch Tông tràn đầy thất vọng. Trong lúc nhất thời, mấy đại trưởng lão bị Giang Trần nói á khẩu không trả lời được. Ta cũng không tính muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi nhưng dồn ép không tha, bây giờ lại nghĩ đem ta Giang Trần đùa bỡn xoay quanh, trên đời cái nào có chuyện tốt như vậy tình. Chuyện hôm nay, ta Giang Trần, chính là ngày, ta liền muốn thay trời hành đạo. Giang Trần đưa tay trong đó, một quyền đánh ra, tiếng gió rít gào, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ phía trên cung điện, tựa hồ cũng là có chút cảm giác lảo đảo, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Năm vị trưởng lão tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngươi cái này ngông cuồng đồ đệ, Giang Trần, hôm nay ta Hóa Thạch Tông coi như là tan xương nát thịt, cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, năm vị trưởng lão liên thủ mà tới, cường hành đánh với Giang Trần một trận, bất quá năm người hợp lực bên dưới, mới xem như là miễn cưỡng chặn lại rồi Giang Trần đòn đánh này, cuối cùng lại cũng chỉ được lảo đảo mà đi, cả người trên dưới đều là bị chấn động khí huyết sôi trào, bọn họ ngồi ở vị trí cao, quá lâu không có quá chiến đấu, cú đấm này, để mỗi người bọn họ đều là trong lòng thổn thức, Giang Trần một quyền lực lượng, càng có như vậy thần uy, để cho bọn họ càng thêm lo lắng. Thời khắc này, đại điện ở ngoài, số lượng hàng trăm thần vương cảnh thần tôn cảnh cao thủ, cũng là nhanh chóng xông về phía trước, tất cả đều là Hóa Thạch Tông sinh lực. Mà người đầu lĩnh, đương nhiên đó là Tôn Kiêu Long. Giang huynh, ngươi thật muốn đối với ta Hóa Thạch Tông đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Hóa Thạch Tông đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy bất niệm cựu tình. Chúng ta bao nhiêu đã từng kề vai chiến đấu quá à? Tôn Kiêu Long gương mặt vẻ cảm khái, tựa hồ là vô cùng đau đớn. Nhiều lời vô ích, ngươi nên rõ ràng, ta tại sao nhất định muốn chiến, rất nhiều chuyện, các ngươi đều chỉ có thấy được bề ngoài, nhưng không nhìn thấy ở bên trong đồ vật. Đồ đệ của ta khoản nợ này, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ai không có trách nhiệm? Có thể là các ngươi căn bản là không nguyện ý thừa nhận trách nhiệm của chính mình. Vương Phượng Kỳ mặc dù bị các ngươi ức hiếp đến đây, là bởi vì hắn thực lực không đủ, nhưng là muốn ức hiếp ta Giang Trần, các ngươi còn không có tư cách này. Qua lại các loại, không cần nhắc lại, ngươi như làm tốt lắm, ta Giang Trần sẽ không nhiều lời, nhưng ngươi làm không tốt, ta muốn giết người, có liên quan gì tới ngươi? Chặn ở trước mặt ta Giang Trần chỉ có giết không tha. Giang Trần nhìn về phía Tôn Kiêu Long, người này, ở Vương Phượng Kỳ trong miệng, cũng không phải là người tốt lành gì, vì lẽ đó Giang Trần không có bất kỳ nể tình để lại cho hắn, trận chiến này, không ai có thể ngăn cản Giang Trần tàn sát Hóa Thạch Tông, hắn muốn để cái này đã sớm đạo đức không có tông môn, triệt để hủy diệt, hắn phải cho toàn bộ Côn Sơn quận, vang lên cảnh báo, hắn muốn vì là đồ đệ mình khuất nhục, tẩy đi trầm oan. Tất cả những thứ này,
chỉ có thể dùng chiến đấu để giải quyết. Hóa Thạch Tông như vậy không tuân thủ ước định, vậy hắn Giang Trần còn vì sao phải nhớ những người này tình cảm? Bọn họ lại có ai đối với Giang Trần hữu tình phân ở đây? Mặc dù là Ngô Chấn Thiên, cũng nhiều lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, Giang Trần cũng chưa bao giờ thiếu hắn. Giang huynh, lẽ nào ngươi liền không thể chờ một chút sao? Ta Hóa Thạch Tông tuyệt đối không có ý nghĩ muốn làm hại Giang huynh, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cho tới Vương Phượng Kỳ sự tình, ta thật cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng việc đã đến nước này, người mất đã mất, chúng ta càng cần phải cố gắng đối đãi người sống. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôn Kiêu Long cười khổ nói. Thật sao, xem ra đúng là ta trách sai các ngươi Hóa Thạch Tông, là ý này sao? Ha ha, cái kia ta Giang Trần còn liền thích khư khư cố chấp, hôm nay ta thế tất yếu đem chọn cái Hóa Thạch Tông, tàn sát hầu như không còn, các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Giang Trần lạnh rên một tiếng, Tôn Kiêu Long cũng là không thể làm gì, phía sau hắn mấy chục thần tôn cảnh cao thủ, cùng với hơn trăm thần vương cảnh đệ tử, cũng đều là nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn cùng Giang Trần so độ cao, vì là tông môn cuộc chiến, cống hiến một phần sức mạnh của mình. Oan oan tương báo khi nào hết, ai? Tôn Kiêu Long cảm khái nói, nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, hắn biết hôm nay cuộc chiến đấu này, đã không thể tránh được. Năm đại trưởng lão cùng Tôn Kiêu Long đám người, tất cả đều là chuẩn bị chiến tranh sắp tới. Bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng, không quản kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ đều phải bảo vệ tông môn của mình. Giang Trần vì đồ đệ báo thù, bọn họ nhưng lần nữa xé bỏ ước định, Giang Trần không có sai, bọn họ vì bảo vệ tông môn của mình, cũng chưa chắc có lỗi, sai, chỉ là cái kia chút bụng già khó lường người, cùng hung cực ác đồ đệ. Các ngươi tông chủ Lâm Côn không ra được, các ngươi đều không phải của ta mất quá một hiệp, lẽ nào, hắn tựu trơ mắt nhìn tông môn của mình, ở trong tay ta hủy diệt sao? Giang Trần từ tốn nói, tiện tay một trường đánh ra, mấy chục thần vương cảnh cường giả, chính là bị hắn đẩy lui mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, sâu bị thương nặng, loại này uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng, Hóa Thạch Tông tất cả mọi người, đều là trên mặt mang theo kinh sắc, nhưng là Giang Trần thủ đoạn, hoàn toàn không là bọn hắn có thể so sánh. Còn không ra tay, càng đối xử khi nào, vì là chúng ta Hóa Thạch Tông tôn nghiêm, nhất định phải giết chết hắn. Bảo vệ chúng ta sau cùng danh giới, Hóa Thạch Tông mỗi người, đều bụng làm giả chịu. Đại trưởng lão tức giận nói ra, ở bọn họ bên tai, không ngừng quanh quẩn, Tôn Kiêu Long mang theo tất cả mọi người, hướng về Giang Trần. Sư phụ, để cho ta tới. Vương Phượng Kỳ cũng không yếu thế chút nào, theo sát Giang Trần phía sau, cấp tốc xuất kích, thầy trò hai người, ở Hóa Thạch Tông trong cao thủ, như vào chỗ không người, Giang Trần từng chiêu độc ác, chờ bàn tay trong đó, liền Tôn Kiêu Long ở trong tay hắn, đã từ lâu không phải mất quá một hiệp, Tôn Kiêu Long bị đánh bay mà đi, sắc mặt nhợt nhạt. Tâm thần cũng biến thành tương đối phức tạp, nhớ lúc đầu bọn họ thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là hiện tại, chính mình nhưng trở nên như vậy rác rưởi. Ở Giang Trần trong tay, hoàn toàn chính là bị động chịu đòn. Năm đại trưởng lão cũng hào không chậm trễ, hướng về chiến đoàn bên trong, bởi vì bọn họ nếu như không ra tay, Giang Trần sẽ đem tất cả mọi người xóa bỏ. Đối với Hóa Thạch Tông tới nói, này chút người, là Hóa Thạch Tông căn cơ nơi, vì lẽ đó bọn họ này chút trưởng lão, cũng là bụng làm giả chịu. Giang Trần thân thủ như điện, khí thế như hồng, số lượng hàng trăm cao thủ vây công, thế nhưng ở trong mắt hắn, nhưng đều là tương đối rác rưởi, căn bản không thể cùng Giang Trần ác chiến người. Ba cái thần hoàng cảnh trưởng lão, từng bước ép sát, tuy nhiên lại như cũ khó có thể đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại tình cảnh của bọn họ, nhưng là càng ngày càng gian nan. Giang Trần tay không, ấn quyết liên động, ngũ hành thần long ấn, một ấn cuồn cuộn ngất trời, tất cả mọi người là kinh động như gặp thiên nhân. Khiếp sợ Giang Trần uy thế, đã có hơn 10 người, chết ở Giang Trần trong tay, hắn bản không nghĩ đại khai sát giới, Hóa Thạch Tông người, nhưng đối với hắn mọi cách lừa gạt, Giang Trần chỉ có thể dùng hai tay của chính mình, đến nói cho bọn họ biết, người nào mới thật sự là vương giả. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Hóa Thạch Tông người, ngã xuống, cũng đã càng ngày càng nhiều, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ khí tức lãnh liệt, ta bản thiện lương, cũng không nhịn bên dưới, tàn sát chúng sinh. Giang Trần, khá lắm tặc tử, dám ở ta Hóa Thạch Tông đại khai sát giới, ngươi thực sự là thật can đảm. Kèm theo trong hư không một tiếng hét lớn, tất cả mọi người mong hướng về trên đường chân trời, Lâm Côn đạp không mà tới, dưới chân vân phi sương mù tán, rơi vào trước đại điện, mắt nhìn Giang Trần, sát cơ trào hiện. Ngươi rốt cục đã trở về, Lâm Tông Chủ, cam kết của ngươi đây. Giang Trần lạnh lùng nói ra, lời hứa của ta, còn trọng yếu hơn sao? Ngươi đã ở ta Hóa Thạch Tông đại khai sát giới, ta còn có thể nói cái gì? Xem ra ta quả thật là không nhìn sai ngươi, ngươi chính là cái ma quỷ, nếu như ở ngươi thủ hạ thần phục,
Như vậy ta Hóa Thạch Tông, làm sao có thể có một lần nữa quật khởi ngày. Giang Trần, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Côn tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ Giang Trần, một khắc đó, một luồng cuồn cuộn ngất trời khí tức, lơ lửng giữa trời mà lên, thực lực của hắn, thình lình cũng là đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là tiểu thông thiên cảnh giới, thế nhưng là cũng không thể khinh thường, chí ít so với Giang Trần, nhìn thấy được muốn càng hơn một bậc. Nói cho cùng, từ vừa mới bắt đầu, ba ngày kỳ hạn, cũng chỉ là kế hoãn binh, đúng không? Ngươi những việc làm, chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Giang Trần cười nói, lắc lắc đầu, nhìn về phía Lâm Côn, người này, hiển nhiên đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, chuẩn bị cùng chính mình rút đao khiêu chiến. Ngươi nói đúng, để ta Hóa Thạch Tông cho ngươi một cái bản giao, ngươi đáng là gì? Bạt Kiếm Tông kiếm chủ, ha ha, thật đem mình làm đại lão mà, trận chiến này hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, Giang Trần, ta muốn để ngươi biết, ta Hóa Thạch Tông uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lâm Côn phẫn nộ quát một tiếng, ở sau thân thể hắn, lục đạo thần hoàng cảnh sơ kỳ bóng người, rơi ở hắn bên người, tất cả đều là Hóa Thạch Tông tuyệt đối tinh anh, đối với Giang Trần tràn đầy oán giận cùng lửa giận, bởi vì Giang Trần đã giết bọn họ không ít người. Trận chiến này, đối với Hóa Thạch Tông tới nói, là liên quan đến vinh dự cuộc chiến. Chút thực lực này, tựu muốn giết ta Giang Trần, xem ra ngươi đúng là thái quá tự tin, lúc trước ta xóa bỏ Trung Hưng Tông người, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Giang Trần lắc đầu cười khẽ. Nếu như ngươi cho là ta tựu điểm ấy chuẩn bị, không khỏi thái quá tự tin. Chư vị, là thời điểm đi ra cùng Giang kiếm chủ ôn lại. Lâm Côn trầm giọng nói ra, trong nháy mắt, Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía quanh mình trên hư không, đông nam bắc, ba phương hướng, phân biệt xuất hiện ba cái thần hoàng cảnh trung kỳ cao thủ, tất cả đều là tiểu thông thiên cảnh giới, hơn nữa mỗi người phía sau, cũng đứng năm cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, khí thế hùng hổ, đối với Giang Trần, tựa hồ là tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Tặc tử Giang Trần, hôm nay ngươi rơi ở chúng ta trong tay, chỉ trách ngươi thái quá cuồng vọng, ở đây Côn Sơn quận bên trong, ngươi còn không có tư cách xưng lão đại. Ngươi nhất định rất tò mò ta là ai chứ? Chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, thế nhưng ngươi cũng đã ở ta Trung Hưng Tông phải giết danh sách đứng đầu. Hoàng bào nam tử trầm giọng nói ra, căm tức nhìn Giang Trần, hận không thể giết chi mà yên tâm. Hoàng tông chủ, người này chắc chắn phải chết, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta bốn đại thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả thủ tại chỗ này, chẳng lẽ còn có thể để hắn chạy hay sao? Ha ha ha. Một thân lam bào nam tử tiếu ngạo nói đạo, nhìn Giang Trần một chút, càng là đối với hắn khịt mũi con thường. Bên cạnh chạy không nam tử, càng là vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng không nói một lời, thế nhưng đối với Giang Trần sự thù hận, cũng là không như bất luận người nào ý. Trung Hưng Tông Tông chủ Hoàng Long Dụ ở đây. Kỳ ý môn môn chủ Bách Lý Phượng Hoa. Thủy Vận Kiếm Phái trưởng môn Giáp Hạ Nhất Đao Lưu. Ba người cùng nhau nhìn phía Giang Trần, cái kia loại ngập trời áp bức tư thế, bao phủ trời cao, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, Vương Phượng Kỳ càng là vẻ mặt đại biến. Trong nội tâm, xẹt qua một vệt bi ai vẻ, lần này, lẽ nào bọn họ thật muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Nếu như thất bại, vậy mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Không những không thể cho Phong Muội báo thù, còn hại chết sư phụ của chính mình, mặc dù là chết, Vương Phượng Kỳ cũng chết không nhắm mắt a. Giang Trần hiểu rõ ở tâm, biến mất ba ngày Lâm Côn, hóa ra là đi tìm viện binh, hơn nữa tất cả đều là cùng chính mình có thâm cửu đại hận tông môn, Côn Sơn quận 10 đại tông môn. Bây giờ bốn đại tông môn đã đủ tụ tập ở đây, mục tiêu chỉ có một, đó chính là chém giết Giang Trần, vì bọn họ chết đi môn nhân đệ tử báo thù, diệt trừ cái này một đời không ai bị nổi gieo vạ. Lâm Côn kiếm chỉ Giang Trần, thô bạo 10 phần, bốn đại thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, bảo vệ Giang Trần, hơn 20 vị thần hoàng cảnh sơ kỳ, triệt để phong tỏa ở đây, thời khắc này, Giang Trần ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn trở thành cua trong giò, có chạy đằng trời. Các ngươi, cũng thật là phí tâm. Xem ra là quyết định, phải đem ta Giang Trần, đuổi ra khỏi nơi này. Không trách, người Hóa Thạch Tông như vậy có trông cậy không sợ, luôn miệng nói cho ta một cái bản giao, nhưng là minh tu sạn đạo, trận chiến này, thực sự là lớn lao trào phúng a. Ha ha ha. Giang Trần quét mắt tất cả mọi người, trận chiến này, đối với hắn mà nói, thế tất là cuộc chiến sinh tử, Côn Sơn quận bốn đại tông môn tất cả đều ở đây không nói, bốn cái thần hoàng cảnh trung kỳ, bốn cái tông môn thủ lĩnh, mặc dù là Giang Trần, cũng không dám nói có tự tin 100%, có thể chạy ra đường sống. Muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng, giết người vô số, càng có nhiều như vậy người trở thành ngươi vong hồn dưới kiếm, ngươi căn bản không biết, cái gì gọi là biết điều. Hoàng Long Dụ nghiến răng nghiến lợi, hắn Trung Hưng Tông tổn thất nặng nề nhất, ở Giang Trần trong tay chết đi thiên tài, tương đương,
Trận chiến này, hắn nên vì Trung Hưng Tông đệ tử đã chết báo thù, vì là Côn Sơn quận tông môn chính danh. Hết tập 170.